Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 21, Huyền không châm cứu. Mặc dù vết thương ở chân không ảnh hưởng gì đến việc đi lại bình thường nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của nàng. Trong nửa năm qua kể từ khi bị thương, nàng gần như chưa từng có một ngày vui vẻ. Cũng chính vì vậy, tính cách của nàng mới biến đổi trở nên nhút nhát, ít nói giống như hiện tại. Nàng vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cách nào chữa khỏi. Nhưng thật không ngờ Trương Huyền vị lão sư rác rưởi trong mắt mọi người lại nói đó chỉ là việc nhỏ. Điều này khiến cho nàng vô cùng bất ngờ và thấy khó tin. Nếu như trước kia, nàng chắc chắn sẽ nghĩ Trương Huyền đang nói khoác. Nhưng bây giờ thì ngược lại, kể từ sau khi Trương Huyền nói ra nguyên nhân bị thương của nàng, trong lòng nàng lúc này nhịn không được, đã tăng thêm mấy phần hy vọng. Để nàng vào phòng một mình, là vì lão sư muốn chữa trị vết thương cho nàng trước. Được rồi, bây giờ hãy thả lỏng toàn thân. Trương Huyền lấy từ trong phòng ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có rất nhiều ngân châm với kích cỡ dài ngắn khác nhau. Các võ giả khi tu luyện thường hay bị thương, nên trong mỗi lớp học, học viện thường chuẩn bị sẵn một hộp ngân châm, giúp người luyện võ khai thông huyết mạch, giảm đau tạm thời. Dạ, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, tự tin của Trương Huyền, Vương Dĩnh không tự chủ được cũng tin tưởng theo, liền nghe lời thả lỏng thân thể. Vèo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền ngồi yên tại chỗ, cầm lấy một cây ngân châm bắn thẳng tới trước. Tiếng phóng ngân châm nho nhỏ vang lên, ngân châm được sự trợ giúp từ chân khí của Trương Huyền bay thẳng đến chỗ Vương Dĩnh, đâm vào đùi nàng. Đây là, Huyền không châm cứu sao? Vương Dĩnh trừng mắt, vì bất ngờ thân thể nàng run rẩy thêm lần nữa. Huyền không châm cứu là phương pháp châm cứu từ xa. Người châm cứu không cần tiếp xúc với thân thể người bệnh vẫn có thể châm kim bằng cách dùng tinh thần lực kiểm soát chân khí trong cơ thể, để phóng kim đến đúng huyệt đạo cần châm cứu trên cơ thể của người bệnh. Làm như vậy, những thầy thuốc nam không cần tiếp xúc với cơ thể của các bệnh nhân nữ, vẫn có thể tiến hành châm cứu, tránh cho đôi bên cùng xấu hổ. Châm cứu kiểu này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại rất phức tạp. Yêu cầu đầu tiên là võ giả phải hoàn toàn kiểm soát được sức lực của mình. Nếu có chút sai lầm, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Yêu cầu thứ hai, võ giả phải có năng lực phân biệt cao. Bởi vì phương pháp châm cứu này thực hiện ở một khoảng cách xa, không chạm đến quần áo nên sẽ rất khó để biết được phóng châm chỗ nào là đúng huyệt đạo. Nếu nhìn lầm, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Nguyên Ngữ đại sư đã từng nói, muốn thực hiện hành không châm cứu, người đó cần có tu vi từ võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh trở lên mới có thể làm được. Không lẽ người được xưng là lão sư vô dụng này đã đạt tới cảnh giới này rồi sao? Điều này sao có thể xảy ra được chứ? Những võ giả đạt tới đỉnh lực cảnh đều sẽ rất nổi tiếng. Giống như lão sư Lục Tầm vậy, theo lời của Lưu lão, lão sư Trương Huyền chỉ mới là võ giả tam trọng chân khí cảnh, còn cách tầng 5 đỉnh lực cảnh một khoảng cách rất lớn. Thế nhưng võ giả tam trọng chân khí cảnh mà đã có thể thực hiện huyền không châm cứu rồi sao? Nàng thực sự không dám tin đây lại là sự thật. Vèo, vèo, vèo. Trong lúc Vương Dĩnh đang cảm thấy khó tin, Trương Huyền lại tiếp tục bắn ra thêm vài ngân châm nữa. Ngân châm được phóng ra liên tiếp, từng cái được cắm trên đùi nàng với lực đạo giống nhau. Qua đó có thể thấy được đối phương rất thành thạo trong việc khống chế lực đạo. Nhìn ngân châm đang cắm trên đùi mình, Vương Dĩnh liền suy đoán xem lão sư kia sẽ tiếp tục làm gì để trị thương cho mình. Cũng trong lúc đó, Trương Huyền rạch một đường trên tay. Chân khí tràn lên trên ngân châm, hơi rung động một lát rồi chui vào trong cơ thể Vương Dĩnh. A! À, chân khí tiến vào cơ thể làm nàng cảm thấy cả người đều tê dại. Sau một lát, huyệt đạo bị chặn lại lúc trước đã được mở ra. Cái này, đây chính là loại chân khí có độ tinh khiết thượng tam phẩm sao? Sau một hồi cơ thể bị tê liệt, Vương Dĩnh đã cảm nhận được loại chân khí vừa tiến vào cơ thể mình là gì. Trong veo như nước, không lẫn một chút tạp chất nào. Hơn nữa còn là, phẩm chất của loại chân khí thượng tam phẩm mới có. Chân khí thượng tam phẩm sao? Cái này chỉ có ai tu luyện theo công pháp cấp bậc thần, thánh mới có được. Hiện tại toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc, cũng chưa có ai có thể tu luyện ra loại chân khí này. Vậy mà người bị gọi là lão sư vô dụng lại có được nó. Không phải là nàng đang mơ đấy chứ? Xong rồi. Nói xong Trương Huyền nhẹ nhàng thu tay. Trong lúc Vương Dĩnh cảm thấy toàn thân tự do, nhẹ nhàng hơn, ngân châm đã bị đối phương lấy đi rồi.
Hiện tại nàng cảm thấy hai chân mình thoải mái vô cùng. Đây là cảm giác dễ chịu nhất mà trước giờ nàng từng có. Từ sau lần bị thương đó, mặc dù nàng vẫn có thể đi lại bình thường nhưng hai chân lúc nào cũng cứng ngắc như bị bó bột. Còn bây giờ thì khác hẳn, nàng cảm thấy rất dễ chịu, giống như vừa cởi bỏ được dây xích ở chân. Mọi cử động cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Chân của ta, dù nàng có ngốc đến cỡ nào đi nữa, lúc này cũng hiểu được. Chân nàng đã được chữa khỏi rồi. Lão sư ơi, thật sự cảm ơn lão sư. Đầu gối mềm nhũn, Vương Dĩnh quỳ phục xuống đất, vì quá xúc động mà viền mắt nàng đỏ lên. Nàng đã chờ đợi, đợi rất lâu mới đợi được đến ngày hôm nay. Có những lúc nàng cảm thấy rất tuyệt vọng, thế nhưng nàng thực sự không thể ngờ được, căn bệnh khó trị của mình lại được lão sư kém nhất học viện chữa khỏi. Chắc chắn lão sư Trương Huyền là một người rất giỏi, nhưng chỉ vì lão sư là người khiêm tốn nên không thể hiện ra thôi. Vương Dĩnh nghĩ thầm, nếu không phải bởi vì khiêm tốn, chưa kể đến cách dạy của lão sư thế nào, chỉ cần chuyện lão sư chữa khỏi cái chân bị thương này của nàng được truyền ra, lão sư nhất định sẽ nổi tiếng khắp học viện rồi. Sao có thể bị xem là lão sư đứng chót, kém cỏi nhất trường được? Vì suy nghĩ như vậy nên Vương Dĩnh liền quỳ xuống đất. Lúc này nàng thật lòng tự nguyện muốn nhận Trương Huyền làm lão sư, không còn muốn hủy bỏ khóa học nữa. Bây giờ vết thương ở chân đã lành rồi, nên nàng hãy cố gắng tu luyện cho tốt. Nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm lão sư giúp đỡ. Trương Huyền phất tay, lại dặn dò thêm một câu. À, nàng nhớ kêu Lưu Dương vào đây luôn nhé. Dạ. Vương Dĩnh vui vẻ lui ra ngoài. Lát nữa ta tính hủy bỏ khóa học này. Mấy người có ai muốn đi với ta không? Sau khi bốn người Lưu Dương, Trịnh Dương, Triệu Nhã, Viên Đào đã làm quen với nhau liền ngồi trò chuyện, Lưu Dương mở miệng đề nghị. Hắn thực sự rất chán nản. Lúc nhập học, hắn đứng trong danh sách 100 người đứng đầu, được nhiều lão sư nàng tranh đoạt làm học viên. Vậy mà thật không ngờ, chỉ vì trò đánh cược của hai lão sư khiến hắn thua thiệt, trở thành học sinh của lão sư dở nhất trường. Hắn cảm thấy rất nhục nhã, tức giận đến muốn phát điên. Bằng mọi giá, ngày hôm nay hắn nhất định phải hủy bỏ khóa học này. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản quyết định của hắn. Mình cũng muốn bỏ khóa nhưng lại sợ chọc giận lão sư, sợ hắn điên lên đánh mình một trận thì rõ khổ đó. Nhóc mập Viên Đào nhịn không được nói. Tức giận á, hừ, dù hắn có tức giận cũng đâu làm gì được ta. Ta cũng không muốn ở đây để hắn dậy đến độ tẩu hỏa nhập ma đâu. Lưu Dương hừ lạnh. Tẩu hỏa nhập ma. Trịnh Dương nghi ngờ nhìn qua. Hắn chỉ nghe nói lão sư này là người có điểm kiểm tra thấp nhất, cũng là lão sư đứng chót trường. Chứ hắn chưa từng nghe nói lão sư dạy học viên đến độ tẩu hỏa nhập ma bao giờ. Đúng. Lưu Dương khẽ nói. Không tin thì các ngươi cứ chờ một lát nữa Vương Dĩnh ra sẽ biết thôi. Chắc chắn sắc mặt nàng sẽ rất kém, rất khó coi vì biết bản thân đã bị lừa rồi. Ta đã hỏi thăm hết tất cả các thông tin về lão sư Trương Huyền này rồi. Nếu như hắn thực sự có khả năng chỉ dạy cho học sinh, cũng đâu rơi vào kết quả ngày hôm nay, bị tất cả các lão sư khác xem thường là thứ đồ vô dụng. Kẹt, kẹt. Đang lúc nói chuyện, cửa phòng được mở ra. Vương Dĩnh đầy phấn khởi bước ra khỏi phòng. Ủa? Cứ tưởng Vương Dĩnh sẽ đi ra với bộ mặt đưa đám đầy chán nản, ai ngờ lại vui vẻ như vậy. Điều này khiến Lưu Dương ngạc nhiên vô cùng. Mấy học sinh còn lại cũng cảm thấy khó hiểu theo. Đây là sự vui mừng xuất phát từ nội tâm vì đạt được thứ tốt nào đó. Lẽ nào lão sư nổi tiếng là dở nhất trường này lại có thể giúp họ tiến bộ hơn sao? Chỉ cần một lần chỉ dạy đã khiến cho học viên vui mừng đến độ như nhặt được bảo vật quý hiếm. Việc này ngay cả lão sư giỏi nhất trường lão sư Lục Tầm cũng chưa chắc làm được. Lưu Dương, lão sư kêu ngươi đi vào đó. Không biết những người khác đang suy nghĩ cái gì, Vương Dĩnh nhắn lại một câu xong liền đi qua một bên tu luyện. Đến ta rồi. Lưu Dương cắn răng nói. Ta cũng muốn xem thử xem hắn có thể dạy được cái gì. Nếu không dạy được gì hay, ta sẽ hủy khóa học. Lưu Dương vừa nghĩ thầm vừa đi vào phòng. Chương 22, nguyên nhân bệnh tình của Triệu Nhã. Mặc dù Lưu Dương đã từng được Trương Huyền hướng dẫn nhưng hắn vẫn không tin Trương Huyền là người có năng lực. Hắn luôn nghĩ rằng Trương Huyền thắng cược là chỉ vì may mắn mà thôi. Lúc đó lão sư kia cũng chỉ nói được qua loa vài ba câu về cách đánh của hắn, nên không thể vì vậy mà coi lão sư kia là người có năng lực được. Cũng vì nghĩ như vậy, từ trước đến giờ Lưu Dương chưa bao giờ tỏ ra kính trọng Trương Huyền, thậm chí là xem thường lão sư của mình.
Chào lão sư. Sau khi đi vào phòng, Lưu Dương chắp tay thi lễ với Trương Huyền nhưng lời nói ra lại không có chút kính trọng nào. Lão sư đã từng thấy ta đánh võ. Trương Huyền vẫn bình thản nói giống như chưa từng thấy động tác vô lễ của Lưu Dương. Chỉ mới chừng này tuổi, người đã có thể luyện được phi hoa quyền, đến tiểu thành, lại còn luyện thốn long quyền, đại thành, như vậy cũng đã rất giỏi rồi. Cái gì, làm sao ngươi, làm sao lão sư lại biết, ta tu luyện thốn long quyền. Vì Lưu Dương đang muốn xin hủy khóa học, nên từ khi vào phòng hắn cũng không thèm để tâm lắm đến việc Trương Huyền sẽ chỉ dạy hắn những gì. Nhưng sau khi nghe được câu nói của Trương Huyền, hắn bất ngờ đến nỗi suýt ngất luôn rồi. Theo lẽ thường, vì thực lực của Lưu Dương quá thấp, nên đáng lẽ ra hắn phải dựa theo công pháp là chủ yếu. Dù có tu luyện cũng chỉ nên chọn những loại võ công thông thường như phi hoa quyền chứ không phải là thốn long quyền. Tuy thốn long quyền chỉ là một môn võ bình thường lại có cấp bậc thấp kém. Thế nhưng nó lại mạnh hơn phi hoa quyền rất nhiều. Vì muốn tăng nhanh sức mạnh chiến đấu, Lưu Dương đã giấu người nhà để luyện bộ quyền pháp này. Từ sau khi luyện được phi hoa quyền đạt tiểu thành, hắn chưa từng biểu diễn thốn long quyền trước mặt kẻ khác, cho dù người đó là ai đi nữa. Ngay cả lúc cá cược với Trương Huyền, hắn cũng chỉ đánh ra vài quyền trong phi hoa quyền mà thôi. Vậy mà đối phương lại có thể biết được hắn đang luyện thốn long quyền, hơn nữa còn biết hắn đã luyện tới đại thành rồi. Sao người này lại có thể biết được chứ? Trong những động tác phi hoa quyền của em có ẩn chứa những hình ảnh mờ nhạt về quyền pháp của thốn long quyền. Trương Huyền nói dối không chớp mắt, biết sao được, hắn cũng đâu thể nói ra sự thật rằng thiên đạo đồ thư quán đã giúp hắn. Cái này mà cũng có thể nhìn ra được sao? Lưu Dương nghi ngờ nói. Hai bộ quyền pháp này thực sự chẳng có điểm gì liên quan đến nhau cả. Hơn nữa trước đó hắn cũng đã từng biểu diễn phi hoa quyền trước mặt lão sư Tào Hùng, nhưng hắn ta lại không nhìn ra được điểm gì khác lạ hết. Vậy mà Trương Huyền lão sư được mệnh danh là lão sư kém cỏi nhất trường lại có thể phát hiện ra. Là thật hay giả vậy? Đang suy nghĩ, Lưu Dương chợt nghe thấy tiếng nói từ người đối diện truyền tới. Mặc dù ngươi đã tu luyện thốn long quyền đạt đại thành, uy lực cũng không yếu. Nhưng có phải mỗi khi luyện tập ngươi thường cảm thấy đau nhức dưới nách và ngứa ngáy ở huyệt thiên tỉnh hay không? Điều này, cái này. Lúc này Lưu Dương đã tràn đầy hoảng sợ, cặp mắt trợn trừng giống như gặp quỷ. Hắn vừa hoang mang nhìn Trương Huyền vừa liên tục lui về phía sau mấy bước. Hắn bất ngờ như vậy không phải bởi vì Trương Huyền nói không đúng, mà bởi vì đối phương nói quá đúng rồi. Đúng đến nỗi giống như Trương Huyền đã từng tận mắt thấy cảnh hắn tu luyện hai bộ quyền pháp này vậy. Làm sao, sao lão sư lại biết những việc này? Sắc mặt Lưu Dương trắng bệch, hắn nhịn không được hỏi. Vấn đề này cũng rất đơn giản, nguyên nhân bởi vì ngươi đã tu luyện sai cách rồi. Nếu như ngươi vẫn cố chấp tu luyện tiếp theo cách này, lão sư chắc chắn rằng chưa đến 3 năm sau, cánh tay của ngươi sẽ bị hoại tử. Đến lúc đó ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi, tuy nhiên cũng không cần đợi 3 năm sau làm gì. Có phải hiện tại vào mỗi tối khi đi ngủ, ngươi thường hay cảm thấy cánh tay cứng ngắc, có khi còn run rẩy nữa? Trương Huyền nói, ta, cả người Lưu Dương run rẩy. Cơ thể hắn đúng thật là rất thường xuyên xuất hiện những triệu chứng giống như vậy. Nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ đơn giản là do tu luyện quá mệt mỏi, nên cũng chẳng để tâm nhiều về vấn đề này. Bây giờ ngẫm lại, hóa ra mọi chuyện đều do hắn tu luyện sai thốn long quyền. Người luyện thốn long quyền sẽ có được thân thể mạnh mẽ như rồng. Tuy nhiên nên chú ý nhiều đến tu vi của bản thân mình. Nếu như ngươi có thể đạt tới võ giả tứ trọng cốt bì cảnh, chân khí sẽ tự động hòa tan vào từng cơ bắp khiến cho cơ bắp, da xương trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đó ngươi sẽ có thể tu luyện thốn long quyền một cách dễ dàng mà không phải chịu bất cứ ảnh hưởng xấu nào. Nhưng đáng tiếc tu vi ngươi bây giờ chỉ mới ở tụ tức cảnh. Thân thể ngươi quá yếu để có thể luyện môn võ công này. Nếu cứ cố ép buộc bản thân tu luyện nó, sẽ chỉ càng làm thân thể bị thương nặng hơn. Thời gian kéo dài càng lâu thì vết thương cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đó cũng chính là lý do tại sao tay trái ngươi không phải tay thuận lại mạnh hơn tay phải nhiều. Bởi vì ngươi dùng tay phải để tu luyện thốn long quyền, làm tay phải bị thương. Nếu không ngừng lại, chỉ sau một thời gian ngắn, ngươi có thể sẽ bị tàn phế. Trương Huyền nói, xin lão sư hãy cứu ta. Bấy giờ Lưu Dương đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo như khi mới bước vào nữa. Hắn quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối mềm nhũn cầu xin Trương Huyền. Nếu như lúc trước hắn khinh thường Trương Huyền bao nhiêu thì bây giờ hắn lại cảm thấy nể phục Trương Huyền bấy nhiêu. Giờ phút này hắn đã hiểu ra được một điều, vị lão sư trước mặt hắn đây, khẳng định không phải là người bình thường.
mà lão sư chính là người tài giỏi nhất trong số các người tài. Vì sao lại nghĩ như vậy? Những lời lão sư nói ra không chỉ đúng với tình trạng của hắn mà còn giải thích cặn kẽ cả nguyên nhân sâu xa giúp hắn hiểu được rất nhiều điều. Người tài giỏi như vậy hiện tại đang đứng trước mặt Lưu Dương hắn rồi. Hắn còn có tư cách gì mà dám kiêu ngạo với lão sư đây? Buồn cười là trước kia hắn lại không biết quý trọng, còn tỏ thái độ không đúng với lão sư, còn nghĩ rằng mình thật xui xẻo khi nhận người này làm lão sư. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là thật may mắn biết bao khi được làm học viên của Trương Huyền. Trước khi xin Tào Hùng làm lão sư của mình, hắn cũng đã từng gặp qua rất nhiều lão sư nổi tiếng khác và đánh vài quyền võ công cho họ xem. Nhưng ngay cả việc hắn đang tu luyện Thốn Long quyền bọn họ còn nhìn không ra, chứ nói gì đến việc phát hiện ra cánh tay hắn đang bị thương. Trước mắt ngươi hãy ngừng luyện Thốn Long quyền đi, hãy cố gắng nâng cao tu vi trước đã, lão sư sẽ nghĩ cách chữa trị vết thương đó cho ngươi. Trương Huyền nói, được rồi, ngươi ra ngoài gọi Triệu Nhã vào đây. Dạ. Lưu Dương nghe vậy vội gật đầu đi ra ngoài, không dám hỏi thêm gì nữa. Vừa đi tới cửa, hắn đã thấy ba người Trịnh Dương, Triệu Nhã, Viên Đào đang nhìn mình. Thấy Lưu Dương đi ra, Viên Đào liền vội vàng hỏi. Ngươi đã hủy khóa học này rồi sao? Hủy, sao phải hủy chứ? Lưu Dương phất tay, vẻ mặt bình tĩnh, đầy nghĩa khí nói. Một ngày là lão sư, suốt đời là phụ thân, Lưu Dương ta sao có thể bỏ lớp này được? Ngươi nghĩ ta là loại người nào? Ta đâu phải người thiếu suy nghĩ như vậy. Thật không biết mấy người nghĩ cái gì trong đầu, suốt ngày cứ nghĩ cách hủy bỏ khóa học, không cảm thấy xấu hổ hay sao? Lưu Dương nói xong mà không hề đỏ mặt. Trịnh Dương, Triệu Nhã, Viên Đào không còn biết nói gì. Quá vô sỉ rồi. Mới nãy hắn ta còn khăng khăng muốn hủy lớp cho bằng được. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi lại có thể mặt dày nói ra được những lời này. Đúng là quá vô sỉ mà. Lão sư này xem ra, cũng là người có năng lực. Nhìn thấy dáng vẻ ban nãy của hai người bạn cùng lớp, Triệu Nhã nghĩ thầm. Thật ra nàng cũng đã từng bị lời nói của Diêu Hàn Thúc thuyết phục. Nhưng bởi vì sau đó Trương Huyền có thể trực tiếp nói ra được ngay, triệu chứng, bệnh của nàng, làm nàng ôm thêm chút hy vọng vào việc đối phương có thể giúp nàng trị bệnh. Dù sao đi nữa căn bệnh kia cũng rất kỳ cục, khiến nàng cảm thấy rất xấu hổ. Do đó càng ít người biết càng tốt. Ngồi đi. Vừa đi vào phòng, nàng đã nhìn thấy Trương Huyền ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ. Thưa lão sư đã từng nói, sẽ giúp ta trị bệnh. Triệu Nhã đỏ mặt nói. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Thật ra bệnh của nàng rất đơn giản. Kỳ thật căn bệnh của Triệu Nhã rất dễ giải quyết, bởi vì nó không phải là loại bệnh xấu gì, thậm chí nó còn là niềm ao ước của hàng vạn nữ tử khác, một cơ thể thuần âm. Trong cơ thể nàng có một luồng khí thuần âm rất mạnh mẽ. Nếu biết cách dẫn dắt nó, việc tu luyện nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, có thể đột phá nhanh chóng. Đáng tiếc là cả Bạch Ngọc Thành không có ai phát hiện ra việc này để có thể giúp nàng chọn ra một loại công pháp tu luyện thích hợp. Bộ công pháp Triệu Nhã đang tu luyện đối với những nữ tử khác chính là một cuốn sách luyện võ tuyệt vời. Nhưng đối với người có cơ thể thuần âm như nàng lại hoàn toàn ngược lại. Vốn đã lạnh vì khí thuần âm trong cơ thể. Nay luyện bộ công pháp này lại còn khiến nàng lạnh hơn. Khí lạnh tích tụ trong cơ thể càng lâu càng làm người đó cảm thấy mệt mỏi. Lúc còn nhỏ có thể sẽ không phát hiện ra, nhưng khi nữ tử đó đến tuổi dậy thì, các đặc trưng riêng được thể hiện rõ ràng hơn, bệnh tình cũng sẽ trở nên khó chữa trị hơn nhiều. Nếu như không chữa trị kịp thời, cứ tiếp tục để mặc bệnh tình như vậy, không cẩn thận sau này có thể trở thành một người háo sắc, cho dù có được đáp ứng nhu cầu sinh lý đi nữa cũng không bao giờ cảm thấy đủ. Chính vì vậy, cơ thể Triệu Nhã mới thường hay xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ, xấu hổ kia. Cái này, Triệu Nhã sửng sốt, nàng không biết mình lại là người có cơ thể thuần âm. Ngay cả phụ thân nàng cũng không biết chuyện này. Nhưng mà việc nàng đang tu luyện công pháp thuần âm là thật. Chẳng lẽ thật sự bởi vì nguyên nhân này sao? Bạch Ngọc Tố nữ công tuy lợi hại nhưng không thích hợp với nàng. Muốn giải quyết triệt để việc này, nàng cần phải tu luyện theo một quyển sách luyện võ khác. Sau khi giải thích xong, Trương Huyền nói tiếp. Lão sư, sao lão sư biết ta đang tu luyện Bạch Ngọc Tố nữ công? Triệu Nhã ngạc nhiên hỏi. Bộ công pháp này chính là sách luyện võ gia truyền của người trong Bạch Ngọc Thành. Ngoại trừ người của Bạch gia, hầu như có rất ít người biết đến nó. Ngay cả đại quản gia Diêu Hàn còn không biết rõ. Vậy mà Trương Huyền lại có thể nói ra dễ dàng như vậy. Điều này thật sự khó có thể tin được.
đã nhìn ra được chứng bệnh của nàng, tất nhiên ta cũng có thể nhìn ra loại võ mà nàng đang tu luyện rồi. Trương Huyền nhìn xéo một góc 45 độ, giả vờ làm bộ mặt cao thâm nói. Chỉ cần tu luyện lại một quyển công pháp khác là có thể giải quyết vấn đề này sao? Vậy, ta nên tu luyện theo cuốn sách luyện võ loại nào đây? Triệu Nhã cố nén khiếp sợ trong lòng, cất tiếng hỏi. Nàng nên tu luyện theo loại sách võ thuật nào có lợi cho cơ thể thuần âm của nàng, có thể giúp nàng phát huy khí thuần âm trong cơ thể mà không phải là tích lũy thêm khí âm vào cơ thể ta nữa. Vậy đi, để mai lão sư đi đến tàng thư các tìm giúp nàng xem có quyển sách nào thích hợp hay không. Trương Huyền nói, cảm ơn lão sư. Triệu Nhã vội gật đầu. Mặc dù hôm nay vẫn chưa thể giải quyết vấn đề, nhưng dù sao đi nữa nàng cũng đã biết được nguyên nhân bệnh của mình. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ và hưng phấn. Ừ. Trương Huyền phất tay. Nàng ra ngoài đi, kêu Trịnh Dương đến đây. Trong lúc Trương Huyền đang chỉ dạy cho từng học sinh, lúc này ở bên ngoài lớp học, có một thanh niên cao lớn đang vội vàng đi tới. Lưu lão, lão nói thật sao? Người thanh niên cao lớn kia vừa đi vừa quay về phía sau, hỏi lão già đang đi sau lưng hắn. Thưa thiếu gia, hoàn toàn chính xác. Tiểu thư thực sự đã nhận Trương Huyền làm lão sư rồi. Lưu lão liên tục gật đầu. Nếu như Trương Huyền có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra Lưu lão chính là ông lão khuyên Vương Dĩnh hủy bỏ khóa học ngày hôm qua. Hắn gọi người thanh niên kia là thiếu gia. Như vậy chắc chắn người thanh niên đó chính là ca ca của Vương Dĩnh, học sinh của trưởng lão, thiên tài nổi tiếng ở Hồng Thiên Học viện Vương Đào. Trương Huyền sao, lão sư này kiểm tra chỉ được không điểm, có tư cách gì mà dạy muội muội ta cơ chứ? Thật là đáng ghét, hôm nay ta nhất định phải đánh cho hắn một trận, để hắn biết được hậu quả của việc lừa gạt muội muội Vương Đào ta là gì. Vương Đào vừa đi về phía trước vừa tức giận hét lớn. Chương 23, có người gây sự. Thành Thiên Huyền là kinh đô của Thiên Huyền Vương Quốc, vị vương gia thành chủ ở đây chính là người đứng đầu một trong số 4 đại gia tộc lớn nhất nước, do đó thực lực của hắn rất mạnh. Bởi vì Vương Đào có một gia tộc hùng mạnh, nên ngay cả viện trưởng Hồng Thiên Học Viện cũng phải nể mặt hắn vài phần. Vương Dĩnh cũng giống hắn, muốn tìm lão sư dạng gì mà chẳng được, thế mà lại đi nhận một lão sư kiểm tra được không điểm làm lão sư. Thật là mất mặt, quá nhục nhã rồi. Hắn là học sinh cũ của trường nên biết rất rõ chuyện về Trương Huyền. Ngay cả những chuyện người khác không biết, hắn cũng biết rất chi tiết. Lão sư này đã từng dạy sai học sinh, làm người ta bị tẩu hỏa nhập ma, cũng làm các lão sư khác trong trường bị mang tiếng theo, mất hết thể diện. Hắn ta chính là đề tài nói chuyện phiếm của hắn với bạn bè vào những lúc rảnh rỗi. Chính vì vậy có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được, người bị bọn họ lấy ra làm đề tài cười nhạo, lại chính là người muội muội hắn nhận làm lão sư. Nếu như chuyện này đến tai những người bạn học cùng lớp, chắc chắn hắn sẽ trở thành trò cười cho bọn họ mất thôi. Vương Đào càng nghĩ càng tức giận, hắn bước thật nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc hắn đã đến trước cửa lớp học, hắn nhìn thấy một người được băng bó chặt chẽ như xác ướp đang đứng ở đó. Người đó không ai khác chính là Diêu Hàn. Hóa ra là Vương Đào thiếu gia. Vì Diêu Hàn là quản gia Bạch Ngọc Thành nên cũng quen biết với rất nhiều người trong các gia tộc lớn. Hơn nữa Vương Đào vốn là một thiên tài nổi tiếng, lại là con trai của Vương gia, nên hắn đã quen biết với người này từ lâu. Ngươi là... Nhìn thoáng qua, xác ướp kia, Vương Đào nhướng lông mày hỏi. Diêu Hàn bị thương rất nặng, dáng vẻ bề ngoài của hắn bị biến dạng đến nỗi ngay cả Triệu Nhã còn không nhận ra được chứ đừng nói tới Vương Đào. Ta chính là Diêu Hàn quản gia Bạch Ngọc Thành đây. Diêu Hàn nói. Ồ, thì ra ngươi chính là Diêu Đại quản gia. Nhưng sao ngươi? Vương Đào ngạc nhiên. Là do khi luyện công, ta không cẩn thận để bị thương. Diêu Hàn xấu hổ giải thích xong liền cố gắng chuyển chủ đề. Không biết Vương Đào thiếu gia tới đây để làm gì? Thật không ngờ muội muội ta lại nhận cái tên Trương Huyền vô dụng làm lão sư, nên ta tới đây để bắt nàng về. Sau đó ra tay dạy dỗ lão sư đáng ghét, thích coi trời bằng vung kia một trận. Vương Đào giận dữ nói. Ôi, muội muội của ngài sao? Vậy chẳng phải là tiểu thư Vương Dĩnh đó sao? Vừa rồi, khi Diêu Hàn đi vào phòng chỉ lo để ý Trương Huyền nên vẫn chưa thấy Vương Dĩnh trong phòng. Vương Đào gật đầu. Ta nghe nói tiểu thư Vương Dĩnh cũng có thiên phú rất cao. Hơn nữa cũng không hề thua kém công tử ngài chút nào. Vậy tại sao nàng ấy lại chọn tên Trương Huyền vô dụng kia làm lão sư chứ? Diêu Hàn khó hiểu hỏi. Muội muội ta từ trước đến nay chưa từng rời nhà đi đâu xa. Nàng rất ngây thơ và dễ tin người,
Trong khi đó cái tên Trương Huyền này lại rất khéo ăn nói. Không biết hắn đã nói linh tinh cái gì với nàng khiến nàng đã tin tưởng và nhận hắn làm lão sư luôn rồi. Nhớ đến lời Lưu lão kể lại, Vương Đào lại nổi cơn thịnh nộ. Đúng là cái đồ khó ưa, cái tên Trương Huyền này đúng là một gã phiền phức, tên lão sư đáng ghét, hư hỏng. Nhớ tới tiểu thư nhà mình cũng bị Trương Huyền lừa gạt, Diêu Hàn phẫn nộ cắn răng nói. Vương Đào thiếu gia, ngài nhất định phải dạy dỗ cái tên đáng ghét kia một trận. Ừ. Vương Đào đáp xong liền nghi ngờ nhìn qua. Đúng rồi, sao ngươi đứng đây vậy Diêu quản gia? Không nói thì thôi, càng nói lại càng tức. Tiểu thư nhà chúng ta cũng bị cái tên Trương Huyền này lừa gạt. Không biết hắn đã nói gì với tiểu thư khiến tiểu thư đã nhận hắn làm lão sư rồi. Diêu Hàn khẽ nói. Người ngươi nói là Triệu Nhã tiểu thư sao? Vương Đào ngạc nhiên hỏi. Đúng rồi. Diêu Hàn gật đầu. Vậy, tại sao ngươi không xông vào đó vạch trần bộ mặt giả dối của cái tên khốn kia, còn đứng chờ trước cửa làm gì? Vương Đào thắc mắc. Ta cũng rất muốn bay vào đó ngay tức khắc để vạch trần hắn, nhưng không thể được. Tiểu thư đã mắng không cho ta vào trong đó rồi. Ta chỉ có thể đứng bên ngoài đây đợi thôi. Vương Đào thiếu gia, ngài đến thật đúng lúc. Ngài có thể đi vào đó dạy dỗ cái tên đáng ghét kia một trận hay không? Sau đó vạch trần bộ mặt lừa gạt xấu xa kia của hắn trước mặt mọi người, để tiểu thư nhà ta nhận ra bộ mặt thật của hắn. Diêu Hàn nói. Yên tâm, ngay bây giờ ta sẽ đi vạch trần tên vô sỉ kia. Phơi bày tất cả chiêu trò lừa gạt của hắn cho mọi người biết. Vương Đào gật đầu, cắn chặt răng để kiềm nén cơn giận, đá văng cánh cửa tiến vào. Tại căn phòng nhỏ trong lớp học, Trương Huyền đã chỉ dẫn xong hết khuyết điểm và cách giải quyết cho 5 học sinh. Cách đánh thương của Trịnh Dương có một số khuyết điểm, Trương Huyền giải thích chi tiết một lần cho hắn nghe. Trịnh Dương rất vui mừng vì thực lực của hắn kỳ này lại tăng mạnh hơn cả lần trước rất nhiều. Còn về Viên Đào, bởi vì hắn ta không có kỹ thuật, cũng chưa từng luyện võ nên Trương Huyền đã sửa lại một số khuyết điểm trong cuốn sách Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết tầng 1 đưa cho hắn ta. Mặc dù Trương Huyền không sửa lại hết tất cả khuyết điểm trong quyển sách này, nhưng so với cuốn công pháp Thiên Đạo Viên Đào đang tu luyện, nó tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa nó cũng cao cấp hơn bản gốc của cuốn Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết ở thư viện trường nhiều. Viên Đào chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra sự vượt trội của quyển sách này, nên hắn vui mừng, phấn khởi đón lấy quyển sách. Hôm nay hắn hiểu được mình đã gặp được một người lão sư giỏi rồi. Được rồi, vấn đề trên người các ngươi, lão sư đã giải thích cặn kẽ một lần rồi. Các ngươi hãy cố gắng chăm chỉ, kiên trì luyện tập thật tốt. Vừa trở về lớp học, Trương Huyền liền tập hợp 5 học viên lại, nói sơ qua về vấn đề. Hắn đang tính giảng bài, lại nghe được một tiếng đạp cửa thật lớn. Ầm, một tiếng động vang lên, cửa phòng bị đá văng ra, ngay sau đó một tiếng thét lớn vang lên. Trương Huyền, ngươi mau hủy bỏ khóa học của muội muội ta và tiểu thư Triệu Nhã nhanh lên. Nếu như ngươi không chịu hủy khóa, hôm nay ta nhất định sẽ đánh ngươi một trận. Sau khi cửa bị phá, Vương Đào lập tức vọt vào, tức giận trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu dường như muốn giết người nhìn Trương Huyền. Ca ca, nhìn thấy bộ dạng này của ca ca mình, Vương Dĩnh giật mình, vội bước lên trước. Muội không cần để ý đến chuyện này. Đẩy muội muội ra sau lưng, Vương Đào lạnh lùng. Kiêu ngạo nhìn Trương Huyền nói. Trương Huyền, trước đây ngươi hay nói dối, lừa gạt người khác ta cũng không thèm để ý. Thế nhưng ngay cả muội muội ta, ngươi cũng muốn lừa gạt, thật sự là đáng chết mà. Ta sẽ đếm đến 10, ngươi hãy mau hủy bỏ khóa học của muội muội ta và Triệu Nhã tiểu thư, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không cho dù ngươi có là lão sư đi nữa, cũng đừng trách sao ta không nương tay. Ầm ầm. Vương Đào hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vận công. Thi triển sức mạnh toàn thân, lộ ra khí tức cường đại, mạnh mẽ. Ồ, hóa ra Vương Đào đã đạt tới võ giả tứ trọng cốt bì cảnh. Trương Huyền nghĩ thầm. Hèn chi hắn ta được trưởng lão nhận làm học viên. Thực lực của hắn ta bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với những lão sư thông thường khác. Ta đang dạy học, mau đi ra ngoài. Trương Huyền thản nhiên nói. Dạy học, với cái trình độ kia của ngươi sao? Dạy cái con khỉ. Vương Đào cười lạnh lùng. Ra ngoài, ngươi bắt ta ra ngoài sao? Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho ta hả? Gọi ngươi một tiếng lão sư là đã tôn trọng ngươi lắm rồi. Trình độ ngươi thế nào chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi chính là lão sư thấp kém nhất, chỉ mới là võ giả chân khí cảnh mà bày đặt ra lệnh cho ta sao? Dù hôm nay ta có đánh ngươi tơi tả, ngươi cũng có thể làm gì được ta nào? Cùng lắm thì ta bị trưởng lão la vài câu thôi, đúng không?
Vương Đào nói không sai. Trong trường có một số học sinh là học viên của các trưởng lão, thực lực mạnh hơn nhiều so với các lão sư bình thường, địa vị cũng cao quý hơn nhiều. Do đó nếu họ đánh nhau với lão sư, cùng lắm cũng chỉ bị la vài ba câu thôi, không bị phạt cái gì cả. Ca ca. Sắc mặt Vương Dĩnh trắng bệch. Vị lão sư trước mắt này có trình độ ra sao nàng biết rất rõ. Căn bệnh khiến tất cả thầy thuốc giỏi trong Thiên Huyền Vương quốc đều không trị được, hắn lại có thể chữa trị một cách dễ dàng, hơn nữa còn chữa trị bằng cách huyền không châm cứu. Người như vậy sao có thể là hạng người tầm thường được? Đang tính giữ chặt người ca ca lỗ mãng của mình lại, Vương Dĩnh chợt nghe thấy một tiếng la thật lớn. Tiếp đó nàng nhìn thấy nét mặt bực bội của Trương Huyền. Cút ngay! Dám bảo ta cút! Vương Đào thực sự không thể ngờ được lão sư vô dụng nhất trường kia lại dám hét lớn đuổi hắn ra ngoài. Đang tính chửi lại, hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của đối phương. Nhìn thấy ánh mắt này, hắn không tự chủ được, sợ hãi lùi về sau mấy bước, hai chân run rẩy như chú thỏ trắng yếu đuối bị hổ dữ nhìn. Hắn cảm thấy rất khó chịu. Loại khí tức mạnh mẽ và đầy áp bức này hắn chỉ từng thấy trên người sư phụ. Nhưng làm sao nó lại có thể xuất hiện trên người một lão sư tệ hại như Trương Huyền chứ? Hắn ta chỉ mới là võ giả tam trọng chân khí cảnh thôi mà. Một lát sau khi tỉnh táo lại, sắc mặt Vương Đào đã đen như đít nồi, cặp mắt đỏ hoe vì tức giận. Trong mắt hắn, mặc dù Trương Huyền là lão sư nhưng trên thực tế người này chỉ là một người vô dụng. Thế mà khi nãy hắn lại bị cái tên vô dụng đó hét lớn đuổi đi, hắn còn sợ hãi lui về phía sau nữa chứ. Nếu việc này truyền ra, về sau hắn còn mặt mũi nào gặp ai? Danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ bị mất sạch. Muốn chết! Vương Đào cảm thấy nhục nhã vô cùng. Hắn hét lớn một tiếng, bàn tay nhanh nhẹn rút ra thanh kiếm đeo bên hông. Ầm! Thanh kiếm sắc bén được Vương Đào điều khiển thuần thục, mạnh mẽ đâm tới chỗ Trương Huyền. Rầm, rầm, rầm! Người đạt tới võ giả tứ trọng cốt bì cảnh sẽ sở hữu sức mạnh hơn 500 kg. Tuy Vương Đào chưa tới trước mặt Trương Huyền nhưng tiếng động liên tục phát ra trên không trung khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách vô cùng. Trương lão sư! Thấy ca ca trực tiếp ra tay, còn đánh với tốc độ nhanh như vậy, gương mặt xinh đẹp của Vương Dĩnh trở nên trắng bệch. Mặc dù lúc nãy nàng vô cùng bội phục lời chỉ dạy của Trương lão sư, nhưng dù sao đi nữa hắn cũng chỉ mới là võ giả tam trọng thôi, chắc chắn sẽ không đánh lại được ca ca của nàng. Lần này nếu hắn không tránh được, nhất định sẽ bị thương rất nặng. Thét một tiếng lớn, Vương Dĩnh không đành lòng nhắm mắt lại. Điều này, sao có thể? Ngay lúc Vương Dĩnh nghĩ rằng người vừa giúp nàng giải quyết xong vấn đề Trương lão sư sẽ bị chém một kiếm và bị thương nặng, bên tai nàng chợt vang lên tiếng hô đầy kinh ngạc của đám người Triệu Nhã. Nàng nhanh chóng mở mắt nhìn qua, khi nhìn thấy rõ cảnh vật trước mắt, nàng bất ngờ đến mức muốn rơi cả tròng mắt, đứng yên tại chỗ. Nàng thấy ca ca dũng mãnh của mình đang bay trên không, tay cầm kiếm vẫn chỉ thẳng vào lão sư Trương Huyền. Còn Trương lão sư chỉ dùng hai ngón tay để cản lại mũi kiếm. Cây kiếm sắc bén như vậy, lão sư lại có thể dùng hai ngón tay kẹp lại. Chương 24, bị ném ra ngoài. Điều này sao có thể? Vương Đào cũng ngơ ngác nhìn Trương Huyền bằng ánh mắt không thể tin được. Trước khi hắn tới đây đã đặc biệt đi nghe ngóng, hỏi thăm về thực lực hiện tại của Trương Huyền. Bây giờ người này cũng chỉ mới là võ giả tam trọng chân khí cảnh mà thôi. Thực lực với hắn chênh lệch rất nhiều. Vậy mà tại sao người này có thể dùng hai ngón tay để ngăn cản đường kiếm của hắn chứ? Muốn làm được điều này, không chỉ cần có sức mạnh mà còn cần phải nắm bắt đúng thời điểm, sau đó điều khiển lực vừa đủ để ngăn cản, hơn nữa còn phải xác định đúng phương hướng. Nếu có chút sai lầm thì chắc chắn ngón tay hắn ta sẽ bị cắt đứt, cơ thể cũng bị thương nặng. Việc này ngay cả lão sư của hắn, trưởng lão ở tầng X huyệt cảnh cũng không thể làm được. Thế nhưng một người bị kêu là đồ rác rưởi, vô dụng lại có thể. Không hợp lý chút nào. Chỉ là trùng hợp, đúng, nhất định là do trùng hợp mà thôi. Suy nghĩ như vậy, vẻ mặt Vương Đào lại biến đổi dữ tợn, hai tay dùng sức, hắn giống to. Bỏ tay ra cho ta. Hắn muốn rút kiếm ra khỏi tay đối phương. Thế nhưng cố gắng dùng sức rút hai lần, đến khi trên đầu lộ rõ gân xanh, cả người vô lực muốn nôn máu, hắn mới bất ngờ phát hiện ra, cây kiếm bị kẹp trong tay Trương Huyền giống như bị cắm rễ ở đó. Dù hắn có dùng sức mạnh lớn đến đâu đi nữa cũng không thể lay động được thanh kiếm trong tay Trương Huyền. Chẳng lẽ, thực lực của hắn ta còn cao hơn chân khí cảnh sao? Một ý nghĩ kỳ lạ chợt hiện lên trong đầu hắn. Sao có thể chứ?
Lần trước lúc kiểm tra giữa các lão sư, người này cũng chỉ mới là võ giả chân khí cảnh mà thôi. Việc này ai cũng biết cả. Chẳng lẽ chỉ sau một thời gian ngắn, hắn ta đã có thể thăng cấp sao? Nhưng dù hắn ta có thể đột phá được trong thời gian ngắn như vậy, cùng lắm thực lực cũng chỉ ngang bằng với mình, đạt tới võ giả cốt bì cảnh thôi. Mà nếu như vậy, hắn ta làm sao có thể dùng hai ngón tay để kẹp lấy mũi kiếm, làm mình phải bó tay như lúc này? Ra ngoài. Đang nghi ngờ thì bỗng nhiên bên tai Vương Đào vang lên lời nói lạnh nhạt của Trương Huyền. Cùng lúc đó một sức mạnh cực lớn từ đối phương truyền qua kiếm dội ngược lại lên người hắn. Phù phù. Một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, đẩy Vương Đào bay ra cửa. Còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn đã bị sức mạnh đáng sợ kia đẩy bay ra ngoài. Ầm ầm. Đầu hắn đập mạnh vào cửa làm cửa bật mở. Theo sau đó cả cơ thể hắn cũng bị bay ra ngoài rơi mạnh xuống đất. Được rồi. Chúng ta học tiếp nào. Sau khi ném Vương Đào ra ngoài, Trương Huyền nhìn về phía năm học viên còn đang ngây người thản nhiên nói. Năm người Vương Dĩnh, Triệu Nhã, Lưu Dương, Trịnh Dương và Viên Đào thất thần nhìn nhau. Lúc này bọn họ cảm thấy đầu óc trống rỗng, khiếp sợ đến độ không nói nên lời. Vương Đào chính là một cường giả tứ trọng cốt bì cảnh. Khi nãy bị Trương Huyền dùng hai ngón tay cản kiếm đã không nói. Vậy mà bây giờ hắn còn bị đối phương ném ra ngoài một cách dễ dàng như vậy. Lão sư của bọn họ không phải là người có thực lực kém cỏi nhất trường sao? Nhưng nếu như vậy sao hắn có thể? Lão sư Trương Huyền, lão sư ấy giấu giếm thực lực thực sự của mình sao? Triệu Nhã đột nhiên hiểu ra, sắc mặt đỏ hồng lên vì vui mừng. Đúng vậy, giải thích hợp lý nhất lúc này chính là lão sư Trương Huyền đã che giấu thực lực thật của mình. Chứ nếu không tại sao không có ai có thể nhìn ra khuyết điểm trên người bọn họ, vậy mà người này lại có thể dễ dàng nhìn ra. Còn có thể chỉ bọn họ cách giải quyết, còn giúp họ tăng sức lực chiến đấu mạnh hơn gấp đôi. Nàng hiểu được điều đó, những người khác cũng vậy, bọn họ đều không phải là kẻ ngu, chính vì vậy ai nấy cũng đều hưng phấn nắm chặt tay. Lúc đăng ký đi học ở học viện, có ai không muốn tìm được một lão sư giỏi cơ chứ? Trước đây, bọn họ luôn chán nản. Tự trách vì đã lỡ nhận lão sư yếu kém nhất học viện làm lão sư. Thậm chí bọn họ còn nghĩ rằng, với trình độ của Trương Huyền, cuộc sống sau này của bọn họ sẽ rất u tối và khó khăn. Nhưng hóa ra bọn họ đã nhầm to. Hiện tại bọn họ hiểu ra được một điều, bọn họ không bất hạnh, trái lại còn rất may mắn khi được Trương Huyền nhận làm học viên. Thật không ngờ lão sư có danh tiếng tệ hại nhất trường, lại chính là một người vô cùng tài giỏi. Ừ, nghĩ đến điều này. Lưu Dương kích động không nói nên lời. Hắn liên tục gật đầu, mấy nghi ngờ mới nãy cũng mất sạch, ý nghĩ muốn hủy khóa học đã bị hắn gạt bỏ từ lâu. Hắn vui sướng, phấn khởi nhìn chằm chằm Trương Huyền, như sợ nghe sót một chữ nào đó của vị lão sư tài giỏi kia. Hừ, lão sư Lục Tầm, lão sư Vương Siêu gì đó. Tất cả đều bị hắn quên lãng trong nháy mắt. Đừng nói bọn họ, dù đó là trưởng lão đi nữa cũng chưa chắc có thực lực cao bằng lão sư Trương Huyền. Thiếu gia cứ nóng giận xông vào như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không? Bên ngoài lớp học, Lưu lão đứng nhìn Vương Đào đang nổi giận đùng đùng xông thẳng vào lớp học trong lòng đầy lo lắng. Ngươi đừng lo, Vương Đào thiếu gia chính là võ giả tứ trọng cốt bì cảnh. Còn cái tên Trương Huyền kia chỉ mới là võ giả chân khí cảnh mà thôi. Nên thiếu gia nhà ngươi dư sức dạy dỗ cái tên đáng ghét kia một bài học, sau đó nhanh chóng dẫn tiểu thư Vương Dĩnh ra thôi. Siêu Hàn vừa gật gù khoái trá vừa mỉm cười nói. Trong lúc Siêu Hàn đang tưởng tượng ra cảnh tượng Trương Huyền bị đánh tơi tả, răng rơi đầy đất vô cùng thê thảm, đồng thời lỗ tai hươn cũng nghe được tiếng gào thét đầy phẫn nộ của Vương Đào. Ồ, đã bắt đầu rồi đó. Ánh mắt Siêu Hàn sáng lên, hắn nhếch môi cười vui sướng. Nếu như Trương Huyền vẫn sống an phận là một lão sư đứng chót trường, hắn đã không thèm để ý đến người này làm gì. Nhưng đằng này người này lại dám can đảm sàm sỡ tiểu thư nhà hắn. Nếu như người này không dụ dỗ, hay làm gì đó với tiểu thư, tại sao tiểu thư lại có thể cam tâm tình nguyện làm học sinh của người này được chứ? Hắn rất muốn tự mình đánh cái tên Trương Huyền thối tha kia một trận. Nhưng nếu làm vậy khẳng định tiểu thư sẽ không vui, hơn nữa còn có thể gây hiềm khích với Hồng Thiên Học Viện. Bởi vì dù sao đi nữa, Trương Huyền cũng vẫn là lão sư ở học viện. Do đó cách tốt nhất là để Vương Đào tự ra tay. Hồng Thiên Học Viện nằm ở thành Thiên Huyền. Ở đây Vương gia là lớn nhất. Dù Vương Đào có đánh lão sư đi nữa, chắc chắn việc này cũng được xử lý rất dễ dàng. Và lại Vương Đào còn là học sinh cũ của học viện, có địa vị cao quý.
để Vương Đào ra tay lại càng thỏa đáng hơn, cũng thích hợp hơn hắn rất nhiều. Ha ha, ta sẽ quan sát thật cẩn thận, ta muốn xem cái tên lão sư rác rưởi kia bị mất mặt thế nào. Càng nghĩ càng vui vẻ, Diêu Hàn nhẹ nhàng đi đến trước cửa. Trong lúc hắn đang tính đẩy cửa ra một chút để nhìn trộm, chợt nghe thấy có tiếng ầm ầm. Thật lớn, cửa lớn đang đóng chặt cũng bất ngờ mở ra. Rầm. Diêu Hàn vẫn chưa kịp phản ứng, bị cửa sắt đập thật mạnh vào mặt. Ngay lúc hắn đang hoa mắt, chóng mặt, xây sầm mặt mày, lại tiếp tục bị cái đầu của ai đó đụng vào người. Rắc, rắc. Cái đầu kia đụng mạnh vào khuôn mặt đang bị thương của Diêu Hàn. Lưu lão chỉ kịp nghe thấy một tiếng rắc giòn giã vang lên. Đó là tiếng xương bị gãy. Theo sau đó, hai cái răng cuối cùng còn sót lại của Diêu Hàn trong cái đêm hắn bị đánh tối qua cũng đã tiếp tục hy sinh anh dũng. Phụt. Đau đớn dữ dội khiến Diêu Hàn co quắp thân mình, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này cũng không phải bởi vì hắn yếu đuối, mà do vết thương ngày hôm qua vẫn chưa kịp lành, tối qua hắn bị đánh sưng cả mặt, bây giờ vừa mới bị cửa đập vào mặt, xong lại tiếp tục bị người khác đụng đầu vào người. Hắn không chết tại chỗ cũng là may mắn lắm rồi. Thiếu gia. Bấy giờ Lưu lão mới phát hiện ra người vừa bị ném văng ra ngoài chính là thiếu gia nhà mình. Hắn sợ hãi xông đến đỡ Vương Đào dậy. Đáng ghét, tên đáng ghét. Mặc dù Vương Đào bị đánh bay vào cửa sắt, nhưng may nhờ có Diêu Hàn làm đệm thịt đỡ bên dưới khiến hắn không phải chịu chút vết thương nào. Vừa được Lưu lão đỡ đứng lên, hắn lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi đánh nhau cùng với Trương Huyền. Lão sư vô dụng kia có thể dễ dàng ngăn cản mũi kiếm của hắn, lại nhẹ nhàng ném hắn ra ngoài cửa. Thật mất mặt, tuy mới nãy hắn đã quát rất lớn, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy rất sợ hãi nên không dám tùy ý tiến vào trong lớp học nữa. Vương Đào thiếu gia, ngài. Sao ngài? Bấy giờ người vừa bị đụng đến nỗi hoa mắt chóng mặt Diêu Hàn sau khi tỉnh táo đã nhận ra, người đụng hắn bị thương lúc nãy lại chính là Vương Đào. Hắn không thể tin được cố gắng đứng dậy lắp bắp hỏi. Không phải ngài đi vào đánh người sao? Sao mới vào có một lát đã bay ra ngoài rồi? Ta đang luyện một loại võ công mới. Vương Đào không dám nói thật rằng hắn đã bị cái, tên vô dụng, kia ném ra, đành phải bịa chuyện nói dối. Võ công mới. Diêu Hàn bị đụng trúng. Hiện tại hắn cảm thấy rất chóng mặt, không nhìn rõ được thứ gì cả. Hắn vội vàng hỏi. Thế ngài đã vạch trần bộ mặt giả dối của cái tên đáng ghét kia chưa? Tiểu thư nhà chúng ta đã nói sao? Khụ, khụ. Ho khan hai tiếng, Vương Đào xấu hổ đáp. Ta, còn chưa kịp ra tay thì đã bị muội muội Vương Dĩnh ngăn cản rồi. Nên ta nghĩ, bây giờ có lẽ vẫn chưa phải lúc, chúng ta nên chờ, ở nơi khác, dịp khác đi. Mới nãy Vương Đào hắn còn rất hung hăng bảo phải, xử Trương Huyền một trận, khiến cho hắn ta đẹp mặt. Nào ngờ vừa vào đó chưa được bao lâu đã bị người ta ném bay ra ngoài. Việc mất mặt như thế này, có đánh chết hắn cũng sẽ không nói cho ai nghe. Chờ. Diêu Hàn gãi đầu, lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không dám mở miệng hỏi thêm điều gì, đành lảng sang chuyện khác. Vương Đào thiếu gia, ngài là học sinh trong Hồng Thiên Học Viện. Ta có chuyện muốn hỏi ngài được không? Cứ nói. Thấy Diêu Hàn không hỏi tới chuyện xảy ra trong lớp học lúc nãy nữa, Vương Đào nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội nói. Trong trường có nữ lão sư nào trong họ tên có chữ Bích hay không? Nhớ tới cái tên thối tha đã đánh hắn tối qua, Diêu Hàn cố kiềm chế cơn giận dữ. Bích, trong trường có một nữ lão sư rất nổi tiếng. Nàng ấy được mệnh danh là nữ thần của Hồng Thiên Học Viện, Thẩm Bích Như. Nghe nói lão sư Trương Huyền này cũng từng là một trong những người theo đuổi nàng ấy. Đúng thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vương Đào nói được một nửa lại chợt ngừng lại. Lúc trước mình cùng mọi người thường hay cười nhạo Trương Huyền là cóc ghẻ. Bởi vì hắn ta chỉ là người vô dụng mà lại muốn theo đuổi nữ thần Thẩm Bích Như của Hồng Thiên Học Viện. Nhưng hiện tại cách gọi này có chút không ổn rồi. Bởi vì mình mới vừa tận mắt chứng kiến thực lực của đối phương. Ngay cả thiên tài như mình còn đánh không lại. Mình làm sao có thể nói hắn ta là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga được đây? Thẩm Bích Như, Trương Huyền cũng muốn theo đuổi nàng ấy sao? Ánh mắt Diêu Hàn sáng lên, hắn lập tức hiểu rõ, cái người được nhắc đến trong miệng tên khốn khiếp đã đánh mình hôm qua chính là vị nữ thần Thẩm Bích Như này. Hắn vội hỏi thêm, thế ngoại trừ cái tên Trương Huyền kia, còn có ai khác theo đuổi nàng ấy nữa không? Thẩm lão sư xinh đẹp như vậy, người theo đuổi nàng ấy rất nhiều. Ta không thể kể hết được đâu. Có điều trong số đó có một người cũng rất nổi tiếng. Đó là cháu trai của thượng thần trưởng lão sư Thượng Bân.
Vương Đào suy nghĩ một lát lại nghi ngờ nhìn qua Diêu Hàn hỏi. Diêu quản gia, người hỏi mấy cái này để làm gì? À, ta chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi mà. Diêu Hàn không nói thêm gì nữa, ánh mắt hắn chợt lóe sáng. Lúc về nên đi hỏi thăm thử xem, rốt cuộc người tên Thượng Bân này hôm qua có xảy ra tranh chấp gì với Trương Huyền hay không? Nếu thật sự là cái tên Thượng Bân này làm, dù cho hắn ta có là con trai trưởng lão đi nữa, ta cũng sẽ đánh hắn một trận cho hả giận. Là quản gia của Bạch Ngọc Thành, địa vị của hắn chỉ dưới một người nhưng trên vạn người. Có bao giờ hắn bị thiệt thòi lớn như vậy đâu. Không báo thù được, ông sẽ khó bỏ được mối hận trong lòng. Vì vậy hôm nay ông xin thề, không báo được thù, thề không làm người. Bên này, Diêu Hàn đang nghĩ cách xem nên làm sao để thăm dò được tin tức thì ở bên kia, người trong cuộc Thượng Bân vừa cho học sinh tan học. Khi Thượng Bân đi ra khỏi lớp liền nhìn thấy một thanh niên đang đứng ở đó. Đó là lão sư Tào Hùng. Chương 25, bị làm phiền. Thượng Bân thiếu gia. Tào Hùng cung kính gọi. Ồ, hóa ra là Tào lão sư à. Lão sư tìm ta có việc gì không? Thượng Bân nghi ngờ nhìn Tào Hùng. Tuy hai người họ đều là lão sư chung trường nhưng bình thường rất ít khi nói chuyện với nhau, hơn nữa họ cũng không thân nhau lắm. À, là như vậy. Thực ra ta có chuyện muốn nhờ Thượng Bân thiếu gia giúp đỡ. Tào Hùng ngập ngừng nói. Chỉ cần là việc ta có thể làm, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp. Thượng Bân nói. Là cháu trai ruột của Thượng Thần trưởng lão, mỗi ngày hắn đều gặp rất nhiều lão sư đến nhờ hắn giúp đỡ việc này việc nọ, lâu dần cũng trở thành thói quen luôn. Hôm qua, khó khăn lắm ta mới nhận được một học sinh giỏi. Ai ngờ đâu lát sau học viên đó lại bị người khác lừa đi mất rồi. Thượng Thần trưởng lão không phải là người quản lý phòng giáo dục sao? Ta muốn nhờ Thượng Bân thiếu gia, liệu thiếu gia có thể giúp ta nhận lại học sinh này hay không? Tào Hùng nói, Lưu Dương chính là học sinh giỏi nhất, hắn đã tốn rất nhiều công sức để thu nhận. Thật không ngờ chỉ vì một lần cá cược thua Trương Huyền, lại để mất đi học viên thiên tài này. Vì vậy sau đó khi trở về hắn càng nghĩ đến lại càng thấy tức. Đến hôm nay hắn hết nhịn nổi nữa, nên liền tới tìm Thượng Bân nhờ hắn ta giúp đỡ. Gia gia của Thượng Bân chính là Thượng Thần trưởng lão, cũng là người quản lý phòng giáo dục. Do đó với hắn, việc đổi lão sư khác cho học sinh chỉ là chuyện nhỏ. Đổi lão sư? Thượng Bân nhướng mày. Nếu học viên kia tự nguyện chọn học ở lớp của lão sư kia, vậy việc này hơi khó thực hiện đó. Nếu như vì chuyện này làm học viên đó bất mãn, kiện lên nghiệp đoàn giáo sư, Vương Đình, chúng ta coi như. Hắn ta không tự nguyện đâu, cái này ta xin đảm bảo. Tào Hùng vội nói. Dù học sinh kia có tự nguyện hay không, việc này cũng khá khó khăn. Ngươi cũng biết quy định của Hồng Thiên Học Viện rồi đấy. Nếu lão sư kia không chịu trả học sinh lại. Thượng Bân phất tay áo, bất chợt lên tiếng hỏi. À, ngươi vừa mới nói học sinh của ngươi bị lừa gạt à? Không biết là vị lão sư nào trong trường mình, đã lừa gạt học sinh của ngươi vậy? Chính là cái tên lão sư vô dụng ở trường chúng ta Trương Huyền đó. Nhắc đến cái tên Trương Huyền, vẻ mặt Tào Hùng lại chuyển sang oán hận. Hắn cắn chặt răng để kìm nén cơn giận. Trương Huyền, học sinh của ngươi là bị tên đó lừa sao? Nghe được cái tên này, Thượng Bân liền tức giận. Nếu không phải tại người này phá đám, hôm qua hắn đã có thể đi ăn tối với nữ thần rồi. Hừ! Một võ giả tam trọng, một lão sư kiểm tra được không điểm vậy mà dám không nể mặt hắn, đúng là muốn chết mà. Hôm qua không có nữ thần ở đó, hắn đã sớm đánh chết cái tên ngông cuồng, không biết trời cao đất dày kia một trận rồi. Đúng rồi, chuyện là như vậy đấy. Ngươi cũng hiểu mà, người bình thường nhất định không ai muốn học với cái tên Trương Huyền thối tha đó đâu. Nên làm phiền Thượng Bân thiếu gia có thể giúp ta nói vài câu với Thượng Thần trưởng lão, giúp ta lấy lại học sinh. Tào Hùng cẩn thận đáp, hắn sợ Thượng Bân không đồng ý. Không cần làm phiền trưởng lão, bây giờ ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Thượng Bân giơ tay chặn lại. Giúp ta giải quyết. Nếu là giáo viên khác, ta còn cần ra ra ta giúp đỡ một chút. Nhưng nếu đối phương là cái tên vô dụng Trương Huyền kia, cần gì rắc rối như vậy? Để ta đi qua đó trực tiếp đòi người luôn là được rồi. Nếu hắn vẫn không chịu trả học sinh, ta sẽ đánh cho hắn tàn phế luôn. Thượng Bân phất tay, vẻ mặt hào phóng nói. Đánh với các lão sư khác, hắn thật sự không dám chắc. Nhưng đánh với cái tên Trương Huyền vô dụng, kiểm tra được không điểm kia thì thật sự quá dễ dàng rồi. Không chỉ vì vấn đề chênh lệch thực lực,
chủ yếu là vì trong trường này sẽ không có ai muốn ra mặt bênh vực cho Trương Huyền đâu. Một điểm quan trọng nữa, chính là hắn không thể đánh Trương Huyền khi chưa có lý do thỏa đáng. Bởi vì nếu để Thẩm Bích Như biết chuyện này, chắc chắn sẽ có ấn tượng xấu về hắn. Lần này thì hay rồi, Trương Huyền lừa gạt học sinh của người ta, người trong cuộc lại đến tìm hắn nhờ giúp đỡ. Đây đúng là một lý do quá hợp lý rồi còn gì. Việc này, không nghĩ tới Thượng Bân lại có thể đồng ý nhanh như vậy, Tào Hùng kinh ngạc vô cùng. Không cần nhờ đến trưởng lão. Được rồi, bây giờ đi theo ta đi. Nếu như ngươi sợ, ta sẽ đánh thay ngươi. Khóe miệng Thượng Bân hơi nhướng lên, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Vậy xin cảm ơn Thượng Bân thiếu gia. Tào Hùng vui vẻ, ánh mắt hắn sáng lên vì vui mừng, vội vàng gật đầu cảm ơn Thượng Bân. Sau đó hai người cùng đi về hướng lớp học của Trương Huyền. Không bao lâu sau, hai người đã đi tới trước cửa lớp học của Trương Huyền. Họ nhìn thấy một người quấn băng như xác ướp và con trai của Vương gia đang đứng ở đó. Vương Đào, tại sao ngươi không lo chuyên tâm tu luyện ở chỗ gia gia ta, lại chạy tới đây làm gì? Thượng Bân nhướng mày nói. Mặc dù hắn là cháu trai của Thượng Thần trưởng lão, nhưng nếu so sánh về thân phận, Vương Đào và hắn vẫn không phải người cùng đẳng cấp với nhau. Vì vậy cả hai vẫn không mấy thân thiết. Lão sư Thượng Bân, Vương Đào khẽ khom người thi lễ. Muội muội ta bị cái tên Trương Huyền kia lừa gạt, bây giờ đang học trong lớp đó. Ta đến đây để dẫn muội muội về. Thượng Bân, vốn Diêu Hàn đang suy nghĩ xem nên gặp ai để hỏi thăm tin tức, bên tai chợt vang lên hai tiếng, Thượng Bân. Chính vì vậy hắn vội vàng ngẩng đầu lên để xem thử xem hắn rốt cuộc là ai. Người ngươi nói là Vương Dĩnh tiểu thư sao? Ngay cả muội muội ấy cũng bị lừa à? Sắc mặt Thượng Bân tối sầm, ánh mắt hắn lạnh lùng. Cái tên Trương Huyền này thật sự là to gan tài trời. Ngay cả Vương tiểu thư cũng dám lừa gạt, hắn thật sự là muốn chết mà. Xem ra nếu không dạy dỗ hắn một trận, ta làm sao ăn nói với mọi người đây? Đúng đó. Vương Đào gật đầu. Nếu Vương Dĩnh tiểu thư cũng bị lừa gạt làm học sinh của hắn, tại sao ngươi không chạy vào đó cản lại chứ, đứng đây chờ có ích lợi gì? Hừ lạnh một tiếng, Thượng Bân nghi ngờ nhìn qua. Cái này, Vương Đào không dám nói ra việc mình bị đánh. Hắn gãi đầu đầy khó xử, đang không biết phải trả lời như thế nào, Diêu Hàn đang đứng bên cạnh đã lên tiếng. Không phải trong trường có quy định, chưa tan học thì không được phép đi vào lớp học sao? Chính vì vậy chúng ta chỉ có thể chờ ở bên ngoài trước thôi. Vị này là, lúc này Thượng Bân mới chú ý đến xác ướp đang nói chuyện với hắn Diêu Hàn. Đây là đại quản gia của Triệu Thành Chủ ở Bạch Ngọc Thành Diêu Hàn. Vương Đào vội vàng giới thiệu. Thì ra là Diêu quản gia, ngưỡng mộ đã lâu. Thượng Bân liền vội gật đầu nói tiếp. Trong học viện quả thật là có quy định này. Chưa tan học thì không được phép tùy tiện tiến vào lớp học. Nhưng mọi người đừng lo. Chỉ việc đi theo sau ta vào đó là được. Hôm nay ta nhất định sẽ tự tay dạy dỗ cái tên đáng ghét, chuyên lừa gạt học sinh kia một trận. Đúng là cái thứ người mất đạo đức, mất tư cách giáo viên. Được. Nghe Thượng Bân nói muốn tự mình ra tay, ánh mắt Vương Đào sáng lên. Hắn nhanh nhẹn đi theo Thượng Bân. Diêu Hàn nhìn hai người, do dự một chút cũng đi vào theo. Trong phòng. Mặc dù Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết là công pháp phổ biến nhất ở Hồng Thiên Học Viện, thế nhưng bên trong nó cũng có không ít khuyết điểm. Ví dụ như, năm học sinh tập trung nghe Trương Huyền giảng bài. Chỉ mới nghe một lát, bọn họ đã bị thuyết phục hết, giống như vừa được Trương Huyền dụ dỗ cho ăn nhân sâm quý báu. Họ say mê, chăm chú nghe từng chữ Trương Huyền giảng giải. Mấy học sinh ở đây, ngoại trừ Viên Đào gia, những người khác đều có gia thế không tầm thường. Chính vì vậy trước khi đến học viện, họ đã được học qua không ít các lão sư khác giảng bài. Trong số các lão sư chỉ dạy cho họ, có cả các võ giả cường giả ngũ trọng, lục trọng. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn, bọn họ chưa từng được nghe qua bài giảng nào hay như bài giảng này. Nó khiến cho bọn họ cảm giác như vừa được giác ngộ một. Trước đó khi chưa hiểu, còn rất mơ hồ. Nhưng một khi đã hiểu được rồi, đầu óc như được khai sáng, chân khí trong cơ thể cũng theo như lời lão sư Trương Huyền giảng giải. Trở nên dao động, giống như sắp đột phá vậy. Bài giảng thật hay. Nghe được lời giảng từ Trương Huyền, bọn họ mới nhận ra, ngay cả những lão sư được mệnh danh là giỏi kia cũng còn kém xa hắn rất nhiều. Nhất là Triệu Nhã, thân là con gái thành chủ, nàng thường xuyên được phụ thân dạy và giải thích cho nghe rất nhiều về những võ công trong sách. Trước đây nàng vẫn luôn tin rằng phụ thân nàng là người giảng bài hay nhất ở Thiên Huyền Vương Quốc, bởi vì thực lực của phụ thân rất mạnh.
Thế nhưng giờ phút này, khi so sánh với Trương Huyền, nàng chợt nhận ra bọn họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thật buồn cười, hai người bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Bởi vì không có ai có thể giảng hay như lão sư Trương Huyền cả. Trương lão sư giảng bài rất chi tiết, nói đúng trọng tâm từng bài. Cho dù đó là công pháp cao siêu đến cỡ nào đi nữa, hắn đều có thể dễ dàng nói ra ưu điểm và khuyết điểm của nó. Lời giảng của hắn khiến cho bọn họ cảm phục, kích động rất lâu mới có thể bình tâm lại được. Lời giảng của Trương lão sư rất cao thâm, hắn giảng một câu, bọn họ phải suy nghĩ rất lâu mới có thể hiểu rõ. Rồi trong khi bọn họ đang vô cùng vui mừng, lại phát hiện ra, lão sư ấy đã giảng qua câu khác từ lâu rồi. Điều này làm bọn họ tiếc nuối vô cùng. Trương lão sư thực sự quá tài giỏi, hắn đúng là người có kiến thức uyên thâm, hay mà. Bấy giờ tất cả học sinh đều hiểu rõ, người thiếu niên đang đứng trước mặt họ lúc này, tuy tuổi tác không lớn hơn họ bao nhiêu, thế nhưng lão sư lại có một vốn kiến thức vô cùng phong phú và rộng lớn, hơn nữa còn có võ công rất cao cường. Vậy mà trước đó ta còn cho rằng Trương lão sư thắng cược là do may mắn mà thôi. Giờ mới thấy bản thân mình thật đáng buồn cười. Với vốn kiến thức đa dạng như vậy, lão sư ấy dư sức có thể thắng cược. Để ta có thể tăng thực lực lên gấp đôi, lão sư hoàn toàn có thể đưa ra hơn trăm cách làm khác nhau. Trước đó, người luôn khinh bỉ Trương Huyền Lưu Dương, lúc này đang không ngừng run rẩy vì kính sợ. Nếu so sánh lão sư Tào Hùng với lão sư Trương Huyền. Mà thôi, tốt nhất là đừng nên so sánh làm gì. Bởi vì chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn rồi. Họ hoàn toàn không thuộc cùng một đẳng cấp, Trương lão sư quá giỏi. Lão sư Tào Hùng không thể nào so sánh được với hắn. Thật may mắn hai người bọn họ đã cá cược với nhau. Chứ nếu không ta làm sao có thể gặp được một lão sư xuất sắc như thế này. Lúc này, năm học sinh đều đang vô cùng kích động, vui mừng. Bọn họ chăm chú nghe giảng từng chữ vì sợ bỏ sót nội dung quan trọng nào. Trong khi sáu thầy trò đang hòa thuận vui vẻ với nhau thì, kẹt kẹt, hai tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Có vài người bước vào lớp. Một giác ngộ, thấu hiểu, lý giải được những kiến thức, vấn đề cao thâm. Hai uyên thâm, có vốn kiến thức sâu rộng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 26, học tâm khảo vấn. Trương Huyền, chỉ mới không gặp một ngày mà ngươi lại to gan như vậy. Dám lừa gạt tiểu thư Vương Dĩnh và tiểu thư Triệu Nhã. Hơn nữa còn lừa gạt cả học sinh của lão sư Tào Hùng. Ai cho ngươi lá gan lớn vậy hả? Vừa bước vào phòng, Thượng Bân liền nhìn xung quanh lớp học một lần. Hắn thật không ngờ rằng cái tên vô dụng như Trương Huyền lại có thể nhận được đến năm học sinh. Vì vậy hắn liền hung dữ, nhìn chằm chằm Trương Huyền hét lớn. Lão sư Thượng Bân, lão sư Tào Hùng. Nhìn thấy Thượng Bân và Tào Hùng đột nhiên xông vào lớp học, lông mày Trương Huyền khẽ nhíu chặt. Ta đang giảng bài, có chuyện gì hai lão sư hãy để tan học rồi nói sau. Giảng bài cái đầu nhà ngươi ấy. Hừ, cái gì cũng không biết mà còn bày đặt ra vẻ với ta à. Với cái trình độ kia của ngươi, không dạy hư học sinh là đã tốt lắm rồi, còn bày đặt giả vờ cái gì nữa. Mau hủy hết khóa học của năm học sinh này, để bọn họ có cơ hội được học với những lão sư ưu tú khác, nhanh lên. Dù sao thì hai người cũng đã trở mặt với nhau rồi, do đó Tào Hùng hắn cũng không cần phải giả vờ thân thiện với cái tên vô dụng kia làm gì. Ra ngoài mau, ở đây không chào đón mấy người. Trương Huyền nhắm mắt lại nói. Vẫn còn dám ra vẻ cơ đấy. Hay là ngươi bị điên rồi? Trương Huyền, ngươi còn nhớ mình họ gì không đấy? Thượng Bân cười lạnh. Bây giờ hãy lập tức hủy bỏ khóa học của Triệu Nhã tiểu thư và Vương Dĩnh tiểu thư ngay tức khắc cho ta. Đồng thời chuyển Lưu Dương cho Tào lão sư Hùng dạy. Hôm nay ta không ra tay đánh người được, bởi vì một nguyên nhân. Ta sợ ngươi phải ngồi xe lăn về trong suốt học kỳ này mất. Ngươi muốn đánh ta sao? Trương Huyền nhìn Thượng Bân nói. Học viện có quy định cấm các lão sư tự ý đấu võ riêng với nhau. Chẳng lẽ lão sư Thượng Bân không biết điều này sao? Nội quy học viện được định ra chính là để giúp cho mọi người lấy lại công bằng. Nếu đánh với người khác, chắc ta sẽ rất lo lắng về hình phạt sắp nhận được từ trường. Nhưng nếu đối tượng bị đánh là ngươi thì, ha ha, ngươi nghĩ trong trường này có ai muốn ra mặt bênh vực giúp ngươi hay không? Vẻ mặt Thượng Bân đầy vui vẻ, hắn khẳng định với Trương Huyền. Ta biết rồi. Có phải bởi vì hôm qua ta nói chuyện quá thẳng thắn, làm mất lòng ngươi, vậy nên hôm nay ngươi cố tình chạy đến đây tìm ta kiếm chuyện đúng không? Ngươi làm như vậy, lỡ như Trầm Bích như lão sư biết được nhất định sẽ không vui sao? Ngươi không sợ điều đó sao? Trương Huyền khẽ nói,
ha ha, không ngờ ngươi cũng có chút hiểu biết đó. Đã muốn dạy dỗ ngươi, đương nhiên ta không sợ rồi. Ngươi đừng nói nhảm nữa. Thượng Bân cũng không phủ nhận. Trong lúc hắn đang đắc ý cười nhạo cái tên rác rưởi trước mặt thì đột nhiên bị một tiếng hét giận dữ cắt ngang. Thì ra là ngươi. Ánh mắt Diêu Hàn đỏ lên vì tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn Thượng Bân. Thượng Bân là người hôm qua Trương Huyền đã đắc tội. Hơn nữa hắn ta cũng có quen biết với lão giáo Thẩm Bích Như. Hừ, quá rõ ràng rồi còn gì. Nếu như lúc này Diêu Hàn hắn còn chưa xác định được cái tên đáng ghét đã đánh hắn hôm qua là ai, vậy hắn thật sự chính là kẻ ngu rồi. Hả, là sao? Đang dạy dỗ Trương Huyền, Diêu quản gia bỗng nhiên lại nổi giận cắt ngang, vì vậy Thượng Bân quay sang nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ngay cả chuyện chính mình đã làm mà ngươi cũng không biết sao. Chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn, Thượng Bân còn chưa kịp phản ứng đã bị đấm một đấm thật đau vào mặt. Cái gì vậy? Thượng Bân cảm thấy mắt tối sầm lại, không còn nhìn rõ chung quanh nữa. Đôi mắt hắn biến thành màu đen như gấu trúc, thân thể chao đảo vài cái, sau đó té ngã xuống mặt đất. Dám đánh ta thành bộ dáng tệ hại thế này, ta sẽ cho ngươi biết tay. Nhớ tới cơn đau thấu xương hôm qua hắn phải chịu, Diêu Hàn không chút do dự đấm ra một đấm thật mạnh. Tiếp theo hắn nhảy lên ngồi trên người Thượng Bân, giận dữ đánh liên tục trên người đối phương. Diêu quản gia. Mọi chuyện tới quá đột ngột, khiến cho Vương Đào và Tào Hùng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Thật ra không riêng gì hai người Vương Đào và Tào Hùng, ngay cả mấy người Triệu Nhã, Vương Dĩnh cũng khó hiểu nhìn nhau. Vừa rồi những người này còn rất tức giận, xông vào lớp tìm Trương lão sư để kiếm chuyện. Trong lúc năm người học viên bọn họ đang tính thay lão sư ấy giải thích, ai ngờ bọn họ đã tự mâu thuẫn nội bộ, lại tự đánh với nhau luôn rồi. Thật kỳ lạ. Người cảm thấy khó hiểu nhất chính là Triệu Nhã. Nàng hiểu rõ con người Diêu quản gia. Hắn là người thận trọng, bình tĩnh, làm việc có trước có sau. Nếu không như vậy, làm sao phụ nàng có thể để hắn làm quản gia được? Nhưng, sự việc đang xảy ra ngày hôm nay là như thế nào? Sao còn chưa nói xong, đã ra tay đánh người rồi? Trong đám người vẫn còn đang mơ hồ kia, chỉ có một mình Trương Huyền là hiểu rõ ràng mọi việc. Mới nãy hắn đã cố ý nhắc đến việc hôm qua đắc tội Thượng Bân, sau đó lại cố tình nói ra tên Thẩm Bích Như, để Diêu quản gia nghe được. Kết quả đúng như hắn dự đoán, bọn họ đã tự mình đánh nhau rồi. Trên thực tế Diêu Hàn không phải là người lỗ mãng. Hành động của hắn cũng rất dễ hiểu. Dù là ai đi nữa, vô duyên vô cớ bị đánh thành bộ dạng thảm hại thế này, chắc chắn sẽ rất tức giận và oán hận. Đã vậy Diêu Hàn còn là quản gia Bạch Ngọc Thành, là người có địa vị cao quý, có lúc nào phải chịu oan ức như vậy đâu. Bên cạnh đó hai ngày nay, vì tiểu thư cứ liên tục ngăn cản nên mặc dù hắn bị Trương Huyền chọc tức lại không có ai để xả giận cả. Hắn đã sớm tức giận đến muốn phát điên rồi. Chính vì vậy, vào giờ phút này, khi gặp được kẻ thù, hắn cũng không còn nhịn được nữa mà lập tức xông vào đánh nhau với đối phương một trận. Diêu quản gia, người nổi điên cái gì vậy? Ánh mắt Thượng Bân mơ hồ. Hắn cảm nhận được cơn đau nhức từ, mưa nắm đấm, mà Diêu Hàn dành, tặng, cho hắn. Hắn khó hiểu hỏi, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp vị Diêu quản gia này, nên nhất định chưa từng làm mất lòng người này. Vậy tại sao người này lại hung dữ đánh hắn như vậy? Thượng Bân cố nghĩ mãi mà không ra, hắn vẫn không hiểu được mình đã làm gì để đắc tội đối phương. Nổi điên ư, ngươi còn dám hỏi ta? Hừ, bớt giả ngu đi, ngươi không biết ngươi đã làm gì sao? Bốp, bốp, bốp. Diêu quản gia không có ý định dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục đánh thật mạnh vào người Thượng Bân. Tuy Thượng Bân là lão sư giỏi trong trường, hơn nữa còn là võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh. Thế nhưng nếu so sánh với một cường giả lục trọng ích huyệt cảnh như Diêu Hàn, chênh lệch trình độ giữa hai người vẫn rất lớn. Lúc bình thường chiến đấu, Thượng Bân đã không phải là đối thủ của Diêu Hàn rồi, huống gì bây giờ người này lại ra tay bất ngờ, đánh ngã hắn chỉ bằng một cú đấm. Diêu quản gia, người bớt giận đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Bấy giờ Tào Hùng và Vương Đào mới kịp phản ứng, hai người bọn họ vội vàng chạy đến ngăn cản Diêu Hàn. Gương mặt điển trai của Thượng Bân lúc trước giờ đã bị đánh bầm dập, sưng to như cái đầu heo, khốn kiếp. Thượng Bân tức điên hét lớn. Hồi nãy hắn vốn định tới đây để dạy dỗ Trương Huyền một trận. Vậy mà ai ngờ được bây giờ, có nằm mơ hắn cũng thật không nghĩ tới, vị Diêu quản gia ôn hòa kia lại bất ngờ nổi điên đánh hắn nặng tay như vậy. Giờ phút này, người hắn oán hận nhất chỉ có Diêu quản gia. Nếu hai người có ân oán cá nhân gì,
xin mời ra ngoài lớp học giải quyết. Ở đây là lớp học, không phải chỗ cho các người đánh nhau. Nếu còn không đi, làm phiền ta không thể giảng bài được, ta sẽ báo cáo lên trên, để bọn họ tới xử lý mấy người. Trương Huyền mở miệng nói. Được lắm, các người đều chờ đó cho ta. Nghe thấy Trương Huyền muốn báo cáo lên trên, Thượng Bân liền xoay người rời đi. Thượng Bân, cứ tưởng mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần Thượng Bân tự ra tay, khẳng định Trương Huyền sẽ sợ hãi nhường học sinh lại cho hắn. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, cái việc kỳ lạ trước mắt lại có thể xảy ra. Vì thế sau khi mơ hồ một lát, Tào Hùng đã vội vàng đuổi theo Thượng Bân. Hai người nhanh chóng biến mất trước mắt bọn họ. Diêu Thúc, Thúc làm gì vậy? Thấy hai người kia vừa đi, Triệu Nhã liền bước tới đứng trước mặt Diêu Hàn, tức giận hỏi hắn. Vị Diêu Thúc này hồi trước cũng còn rất bình thường, ôn hòa với mọi người. Không hiểu sao hắn càng ngày lại càng quá đáng hơn rồi. Tiểu thư, ta. Diêu Hàn không biết phải trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói ra sự thật, rằng hôm qua hắn tới dạy dỗ Trương Huyền, muốn thiến người này, ai ngờ đâu lại bị Thượng Bân đánh tơi tả. Sau khi xác định được đối phương là ai, hắn đã đánh đối phương một trận để trả thù. Được rồi, đây là giờ ta dạy học, mời mấy vị còn lại đi ra ngoài. Trương Huyền phất tay đuổi người. Diêu Hàn, Vương Đào, Lưu Lão nhìn nhau, ba người do dự một lát rồi cũng đi ra ngoài. Khốn kiếp, đáng ghét. Sau khi đi ra khỏi lớp học của Trương Huyền, Thượng Bân tức giận chửi lớn. Cái tên Diêu Hàn chó chết kia, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận. Còn cái tên Trương Huyền đáng ghét nữa, lại dám xem thường ta. Hừ, ta đây sẽ dạy dỗ cả hai ngươi một trận ra trò. Cứ chờ đấy cho ta. Thượng Bân vốn là cháu trai trưởng lão, mọi việc từ trước đến nay luôn thuận buồm xuôi gió. Có bao giờ hắn phải chịu oan ức, bị đánh thành thế này đâu. Mới vừa rồi còn nói chuyện với nhau bình thường, vậy mà chỉ trong nháy mắt Diêu Hàn đã nổi điên bay đến đánh hắn. Đúng là cái thứ vô lại mà. Hừ, cái tên Diêu Hàn này nhất định là đồng bọn của Trương Huyền. Chứ nếu không phải, tại sao hắn ta có thể thay Trương Huyền đánh Thượng Bân thiếu gia được chứ? Ta nghĩ hắn nghe theo chỉ thị của Trương Huyền nên mới làm như vậy. Tào Hùng nói. Ừ, cũng có thể lắm. Thượng Bân đáp. Trước đó hắn chưa hề làm mất lòng Diêu Hàn, nhưng đối phương lại trực tiếp ra tay đánh hắn. Khẳng định là bởi vì hắn muốn đánh Trương Huyền. Ngươi có chắc chắn rằng học viên Lưu Dương kia nhận Trương Huyền làm lão sư là vì bị lừa, chứ không phải là do hắn tự nguyện. Một lát sau, Thượng Bân bình tâm lại, hắn quay đầu nhìn Tào Hùng hỏi. Ta chắc chắn, hắn không phải tự nguyện đâu. Nhớ đến vẻ mặt không cam tâm của Lưu Dương trước khi rời đi vào ngày hôm qua, Tào Hùng tự tin gật đầu. Vậy thì tốt, nếu ngươi đã chắc chắn như vậy, bây giờ ngươi hãy đến nói rõ với phòng, học tâm khảo vấn, đi. Thượng Bân nói. Học tâm khảo vấn, cái này. Tào Hùng nghe vậy liền thay đổi sắc mặt. Học tâm khảo vấn là nơi xét xử cho những lão sư nào đang muốn lấy lại học sinh của mình. Họ dùng một cách rất đặc biệt để tiến hành kiểm tra và kết luận. Đến lúc đó, học sinh nào được hai lão sư tranh giành sẽ phải trải qua một hồi kiểm tra với học tâm tháp. Khi kiểm tra, mọi ý nghĩ trong lòng và độ tín nhiệm của học sinh đó dành cho các lão sư tham gia xét xử sẽ được biểu hiện ra ngoài. Nếu như người kiện cáo nói đúng, học sinh kia không phải tự nguyện đăng ký học ở chỗ người bị kiện, như vậy lão sư bị kiện kia sẽ phải chịu phạt thật nặng. Ngược lại, nếu như học sinh kia là tự nguyện học, giáo viên khởi kiện sẽ bị phán tội vu cáo và phải chịu hình phạt tương tự. Khi hai lão sư cùng tranh giành nhau một học sinh, nếu thật sự không còn cách nào khác để giải quyết, mới đi đến bước này, kiện lên, học tâm khảo vấn. Mặc dù Tào Hùng cũng biết đến việc này nhưng hắn thấy sự việc cũng còn chưa nghiêm trọng đến mức đó. Vì thế khi nghe xong, hắn rất ngạc nhiên và do dự. Sao vậy, hay là ngươi gạt ta? Học sinh kia là tự nguyện đăng ký học với Trương Huyền sao? Thấy hắn vẫn còn phân vân, mặt Thượng Bân liền tối sầm lại. Hắn vốn dĩ đã bực bội từ nãy giờ rồi. Không phải, hắn, chắc chắn không phải tự nguyện đâu. Ta, được, ta sẽ đi nhờ, học tâm khảo vấn, xét xử, để hắn ta bị phạt thật nặng. Tào Hùng gật đầu đồng ý. Vậy ngươi nhanh đến đó đi. Thấy Tào Hùng đồng ý, Thượng Bân hài lòng gật đầu nói. Lúc đăng ký xét xử, nhớ tăng hình phạt lên mức cao nhất. Để cái tên Trương Huyền kia phải chịu khổ một trận. Hừ, nếu đuổi được hắn đi thì càng tốt. Mức độ trừng phạt có thể tùy theo yêu cầu của người xin xét xử mà tăng lên hoặc hạ xuống. Nếu tăng mức độ lên càng cao,
người bị thua kiện sẽ phải chịu hình phạt càng nặng. Được. Ánh mắt Tào Hùng sáng lên, hắn vui mừng tưởng tượng ra cảnh tượng Trương Huyền bị đuổi khỏi trường. Chương 27, đám người Vương gia phát điên. Được rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Tan học thôi, sau khi các ngươi về nhà nhớ cố gắng suy nghĩ kỹ về những vấn đề lão sư đã giảng ngày hôm nay. Nếu có cái gì không hiểu, cứ đến hỏi lão sư. Trương Huyền phất tay. Dạ. Năm học sinh nghe vậy liền đáp một tiếng. Bọn họ lần lượt chào Trương Huyền rồi ra về. Mặc dù thời gian học của bọn họ không được nhiều, đã vậy lại còn bị người khác làm phiền. Nhưng bọn họ hiểu được, bọn họ đã có được lợi ích không nhỏ từ lời giảng của lão sư Trương Huyền. Nếu như bọn họ có thể thấu hiểu được hết ý nghĩa thâm sâu trong bài giảng, lại cố gắng siêng năng học tập, khẳng định tu vi sẽ tăng tiến rất nhanh. Cứ nghĩ đến việc đó, năm người bọn họ lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Thấy Vương Dĩnh đi ra, Vương Đào vội vàng chạy đến kéo tay muội muội về nhà. Đi, mau cùng ca ca về nhà ngay. Về nhà ư, ca ca, tại sao lại bắt muội về nhà chứ? Vương Dĩnh giật mình hỏi. Hừ, không chịu nghe lời ca ca gì hết, tại sao muội lại có thể nhận một cái tên lão sư tệ nhất trường để làm lão sư chứ? Ca ca đã nói việc này với phụ thân rồi, phụ thân muốn nói chuyện riêng với muội. Vương Đào khẽ nói. Lần đầu tiên xông vào lớp học thì bị Trương Huyền ném ra ngoài. Lần thứ hai đi vào lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện xảy ra mà không làm được gì. Nhìn dáng vẻ của Vương Dĩnh, hắn biết mình thật sự không thể khuyên được muội muội này. Chính vì vậy hắn đã hạ lệnh cho Lưu lão trở về nhà thông báo tin này với gia đình. Hắn muốn nói cho phụ thân biết việc này để phụ thân có thể khuyên bảo và ngăn cản nàng. Tuy tính tình Vương Dĩnh hơi cố chấp, nhưng bình thường nàng vẫn luôn kính trọng và nghe lời phụ thân mình. Phụ thân. Vương Dĩnh nghe ca ca nhắc đến phụ thân liền bị dọa tái xanh mặt. Phụ thân của hai người bọn họ chính là tộc trưởng Vương gia của thành Thiên Huyền Vương Hoàng. Hắn là một người luôn thận trọng và nghiêm khắc trong mọi việc. Do đó mặc dù hai người bọn họ đều là con trai và con gái của hắn, thế nhưng mỗi lần gặp mặt người phụ thân Vương gia này, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thật ra lão sư Trương Huyền không có tệ như mọi người thường nói đâu. Hắn giảng bài rất hay. Vương Dĩnh vội phản bác. Hừ, mấy lời này muội hãy để dành nói cho phụ thân nghe đi, thử coi phụ thân có tin không thì biết. Vương Đào phất tay chặn lại, hắn không nói thêm gì nữa mà lôi kéo muội muội đi về hướng cổng trường. Bởi vì nơi ở của Vương gia và Hồng Thiên Học viện đều ở thành Thiên Huyền, khoảng cách hai bên lại không quá xa, nên chỉ trong một thời gian ngắn hai huynh muội Vương Đào đã về tới nhà. Vừa đến nơi, Vương Đào đã lôi Vương Dĩnh đi nhanh đến thư phòng của phụ thân. Vào đi. Giọng nói lạnh lùng của Vương Hoàng vang lên. Dạ. Vương Dĩnh bị dọa đến nỗi cả người đều run rẩy. Nàng sợ sệt cắn răng kiềm chế nỗi sợ, sau đó theo sau lưng ca ca vào phòng. Lúc này, trong thư phòng có khá nhiều người. Người ngồi ở chính giữa chính là vị phụ thân nghiêm khắc của bọn họ tộc trưởng Vương Hoàng. Tiếp theo, ngồi hai bên trái phải của hắn là những trưởng lão có quyền thế trong gia tộc. Trong đó còn có một thiếu niên đang đứng bên cạnh. Vương Dĩnh nhận ra cậu thiếu niên này, đó là cháu trai của nhị trưởng lão, Vương Nham. Mặc dù nàng và Vương Nham nhập học cùng lúc với nhau, nhưng trong khi hắn ta nhận lão sư Lục Tầm làm lão sư, nàng lại nhận một lão sư tệ nhất trường như Trương Huyền làm lão sư của mình. Phụ thân, cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng trong phòng, nên ngay cả thở mạnh một cái Vương Dĩnh cũng không dám. Quỳ xuống, Vương Hoàng quát lớn. Đối với một võ giả, việc lựa chọn cho mình một lão sư giỏi là một điều rất quan trọng. Vì vậy trước khi Vương Dĩnh nhập học, hắn đã liên tục dặn dò nàng phải cố gắng tìm được lão sư Lục Tầm và xin nhận làm học viên. Thế mà nha đầu này lại toàn làm trái lời hắn. Nhận ai làm lão sư mà không được. Lại cứ cố tình đi nhận cái tên lão sư đứng chót học viện làm lão sư. Lúc mới nghe được tin tức này, hắn suýt chút nữa đã bị nàng làm cho tức chết rồi. Thấy phụ thân tức giận, Vương Dĩnh khẽ run rẩy quỳ xuống đất. Con đã biết sai chưa? Vương Hoàng hừ lạnh nói. Con! Hừ, lúc đầu ta không muốn nói gì thêm, vì ta tôn trọng con nên mới để mặc con tự chọn lão sư cho mình. Nhưng còn con thì sao? Đâu phải là con chưa từng nghe kể về Trương Huyền. Cái tên này chính là lão sư đứng chót trường, dạy học viên đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Loại người này làm sao có thể xứng làm lão sư của con chứ? Sắc mặt Vương Hoàng tối sầm. Cho dù con không biết điều đó đi nữa thì tại sao khi ca ca con khuyên con hủy khóa học con lại không chịu? Rốt cuộc con muốn làm gì hả?
Vương Hoằng càng nói càng giận dữ, tiếng la đầy uy nghiêm của hắn vang vọng cả phòng, cũng làm cho Vương Dĩnh nghẹn ngào khóc vì sợ hãi. Con! Thấy phụ thân giận dữ quát, Vương Dĩnh khóc đến mặt ửng hồng. Một lát sau nàng cắn chặt răng đáp. Phụ thân à, thật ra lão sư Trương Huyền rất tốt. Hắn không giống như những gì mọi người nói đâu. Hắn thật sự là một lão sư tài năng nhưng chỉ vì tính cách hắn khiêm tốn nên mới không nói cho ai biết thôi. Con muốn tiếp tục học với lão sư, con sẽ không đổi lão sư đâu. Mặc dù chỉ mới học với Trương Huyền có một tiết nhưng Vương Dĩnh đã học hỏi được rất nhiều điều. Nàng biết, được Trương Huyền nhận làm học viên chính là một cơ hội hiếm có và may mắn trong cuộc đời nàng. Nếu như làm mất đi cơ hội này, nàng nhất định sẽ phải hối hận cả đời. Lão sư tài năng, ha ha, một người kiểm tra được không điểm mà cũng được coi là tài năng sao? Vương Dĩnh, con nên nghe lời tộc trưởng khuyên đi, đừng có tin vào những lời lường gạt giả dối của cái tên Trương Huyền kia nữa. Con hãy học tập theo Vương Nham này, mặc dù hôm nay chỉ mới vừa học có một ngày mà sức mạnh của hắn đã có thể tăng lên thêm tới 40% rồi. Tất cả đều nhờ bài giảng của lão sư Lục Tầm đấy. Ở trong Hồng Thiên Học Viện, Lục Tầm chắc chắn là lão sư giỏi nhất rồi. Nghe được lời Vương Dĩnh nói, mấy vị trưởng lão khác đều lắc đầu cười. Danh tiếng của Trương Huyền thế nào âm ở thành Thiên Huyền này có ai mà không biết chứ? Vậy mà Vương Dĩnh lại còn dám nói hắn ta là một lão sư tài năng. Đùa kiểu gì vậy? Con! Vương Hoằng thật không ngờ nữ nhi của mình lại có thể trả lời như vậy. Hắn tức giận lớn giọng quát. Ta mặc kệ con nói cái gì. Dù sao đi nữa hôm nay con nhất định phải hủy bỏ khóa học với tên Trương Huyền đó cho ta. Nếu không nghe theo ta, từ nay về sau con cũng đừng về nhà nữa. Con không phục. Tuy nhìn Vương Dĩnh có vẻ yếu đuối thế, nhưng tính tình nàng lại rất cố chấp và kiên cường. Thế nên sau khi nghe Vương Hoằng nói xong, nàng đã đứng dậy cãi lại. Mọi người đều chưa từng nghe lão sư Trương Huyền giảng bài, làm sao biết được lão sư giảng rất tệ. Dựa vào cái gì lại bắt con phải hủy khóa học chứ? Mặc dù chúng ta chưa từng nghe hắn giảng bài nhưng thanh danh bên ngoài của hắn đã đủ để chứng minh mọi thứ rồi. Nếu như hắn không phải kiểm tra được không điểm, làm sao người khác lại nói như vậy? Là do người chấm thi nói dối sao? Một trưởng lão nói. Vương Dĩnh tiểu thư à, tiểu thư cũng đừng cố chấp nữa. Nếu như Trương Huyền thật sự là một lão sư giỏi thì trong số các học sinh của trường chúng ta, chắc chắn sẽ có một số người nhận ra được tài năng của hắn, chứ đâu chỉ riêng mình tiểu thư. Một vị trưởng lão khác tiếp lời. Con không biết điểm kiểm tra giáo viên đó là thật hay giả. Con chỉ biết một điều, lão sư ấy đã chữa khỏi hai chân cho con, lại còn dạy con cách tăng tu vi, giúp con dễ dàng gia tăng sức mạnh lên thêm 100%. Vương Dĩnh nói. Chữa khỏi chân cho con ư? Nói đùa sao? Chân của con ngay cả Nguyên Ngữ đại sư còn không thể chữa khỏi. Vậy mà con lại nói cái tên vô dụng, kiểm tra được không điểm kia lại có thể chữa khỏi sao? Đúng là hoang đường. Vương Dĩnh tiểu thư à, dù tiểu thư có muốn nói dối đi nữa cũng nên tìm lý do nào đáng tin một chút chứ. Tất cả những người trong dòng họ đều biết đến tình trạng vết thương ở chân của Vương Dĩnh. Thế nên hiện tại khi nghe nàng nói như vậy, mấy vị trưởng lão đều lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu mọi người không tin thì cứ kiểm tra. Thấy mấy vị trưởng lão vẫn không tin, Vương Dĩnh cũng không nhiều lời nữa. Nàng nhanh chân bước đến cột đá đo lực trong thư phòng, nhấc chân đá mạnh vào nó. Bùm! Cột đá lắc lư vài cái sau đó hiện lên một con số. 205. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Vương Hoằng liền mở to đầy kinh ngạc. Mấy vị trưởng lão mới quát lớn khi nãy cũng sững sờ tại chỗ, đôi môi run rẩy nói không nên lời. Chân của Vương Dĩnh bị thương, việc này các trưởng lão đều biết. Bọn họ cũng đã từng nghiên cứu và thử qua rất nhiều cách, thế nhưng vẫn không có cách nào có thể trị khỏi, cũng không cách nào có thể giúp nàng phát huy sức mạnh. Chỉ có thể giúp nàng đi lại như người bình thường là đã tốt lắm rồi. Nhưng tình hình hiện tại là thế nào, chỉ đá một cái lại có thể khiến cho cột đá đo lực lên đến 205 kg. Điều này, sao có thể xảy ra được chứ? Đá xong một đá, Vương Dĩnh không ngừng lại. Tiếp tục xoay người, nắm chặt tay đánh lên cột đá một quyền nữa. Cột đá lại biểu hiện một con số. 120. Lực đánh của tay là 120 kg. Con chỉ mới là tụ tức cảnh sơ kỳ thôi, làm sao có thể đánh ra được sức mạnh lên đến 120 kg. Hôm qua trước lúc đi con cũng chỉ mới đánh ra được 53 kg thôi mà. Vương Hoằng thấy vậy liền kích động, run rẩy đứng lên.
võ giả nhất trọng tụ tức cảnh, chỉ mới học về cách tập trung chân khí trong cơ thể, cảm nhận linh khí, quan sát linh khí bên trong cơ thể và điều khiển nó. Thông thường những người tu luyện sơ kỳ sẽ có sức mạnh ở mức 50 kg, trung kỳ là 70 kg, hậu kỳ là 90 kg và đỉnh phong là 110 kg. Giai đoạn càng cao thì chỉ số sức mạnh sẽ càng tăng. Nhưng lực đánh tay có thể tăng hoặc giảm tùy theo thể trạng của võ giả. Bình thường có thể gia tăng sức mạnh thêm 20% hoặc 30% đã quá tốt rồi. Ngay cả lão sư giỏi như Lục Tầm cũng chỉ có thể giúp học viên tăng thêm 40% là cùng. Tuy Vương Dĩnh vẫn chưa đột phá, tu vi vẫn nằm ở tụ tức cảnh sơ kỳ nhưng lại có thể đánh ra một quyền mạnh 120 kg, sức mạnh tăng thêm đến 100%, có thể so sánh với một cường giả đỉnh phong. Cái này cũng quá sức tưởng tượng rồi. Nhờ lão sư Trương Huyền chỉ dạy, con mới có thể tiến bộ được như vậy đó. Sau khi đánh xong, Vương Dĩnh ngừng lại bình tĩnh nói. Hắn chỉ mới dạy con trong một thời gian ngắn, con đã có tiến bộ lớn như vậy sao? Hơn nữa, hắn còn có thể chữa khỏi chân cho con ư? Vương Hoàng không thể tin vào mắt mình, hắn vội đi đến trước mặt nữ nhi, chỉ cần nhìn thoáng qua hắn đã có thể xác định được, chân của nữ nhi hắn đã hoàn toàn được chữa khỏi rồi. Một tên lão sư đứng chót trường lại có thể chữa khỏi vết thương mà ngay cả Nguyên Ngữ đại sư cũng không có cách trị. Đã vậy chỉ sau một tiết học mà có thể giúp Vương Dĩnh tăng sức mạnh lên cao như vậy. Là thật hay giả đây? Nội dung bài giảng hôm nay của Trương Huyền là gì, con hãy nói cho chúng ta nghe nào. Vương Hoàng kinh ngạc trong chốc lát liền nói. Dạ được, Trương lão sư hôm nay giảng cho tụi con nghe về công pháp. Nhưng mà lời lão sư nói rất cao siêu nên con cũng chỉ nhớ được 1/10 trong đó mà thôi. Để con nói cho mọi người nghe. Vương Dĩnh do dự một chút liền nói ra những gì mình còn nhớ được. Chỉ mới có tập trung hơi thở dưỡng khí, một tụ tức cảnh nho nhỏ lại có nhiều kiến thức thâm sâu như vậy sao? Cái này, thật sự là quá tốt rồi. Nếu như lúc trước ta có thể nghe được những bài giảng thế này bây giờ đã không cần phải, dậm chân tại chỗ ở cảnh giới này rồi. Đây đúng là những kiến thức cao siêu mà, giúp ta hiểu ra. Vương Dĩnh chỉ mới kể lại vài câu đã thu hút tất cả mọi người trong phòng. Phụ thân nàng và các vị trưởng lão khác đều say mê suy ngẫm từng câu từng chữ. Vẻ mặt ai nấy đều biến đổi liên tục, khi thì vui mừng lúc lại tiếc nuối. Có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc và trưởng lão tất nhiên phải là những người có tu vi rất cao, ít nhất phải đạt đến võ giả lục trọng ích huyệt cảnh. Tu luyện càng nhiều năm có khả năng thấu hiểu cũng càng cao, kiến thức cũng rộng hơn rất nhiều. Nên mặc dù Vương Dĩnh kể lại không được đầy đủ và rõ ràng lắm, nhưng bọn họ vẫn có thể hiểu được khá nhiều điều. Lúc này đối với họ, từng câu nói của Vương Dĩnh như âm thanh của thần tiên trên trời, khai sáng cho bọn họ, thức tỉnh bọn họ thoát khỏi u mê. Những thắc mắc trong quá trình tu luyện trước đây đều đã có câu trả lời. Cái này, đây quả thực là một đại sư. Không đúng, ngay cả đại sư đi nữa cũng không thể giảng giải được những triết lý cao siêu như vậy. Ánh mắt Vương Hoàng tỏa sáng, hắn kích động nói. Phụ thân à, phụ thân. Nhìn thấy bộ dạng như sắp phát điên của phụ thân mình. Vương Dĩnh không nhịn được hô. À, Dĩnh Nhi, khóa học của Trương lão sư, con nhớ nhất định không được hủy đó. Nhớ phải cố gắng học tập thật tốt. Sau khi tỉnh táo lại, Vương Hoàng liền nghiêm túc nói. Nhưng mà phụ thân mới vừa nói. Không nghĩ tới người luôn cố chấp như phụ thân lại thay đổi nhanh như vậy, nên Vương Dĩnh vẫn chưa thích ứng kịp. Mới vừa rồi là do phụ thân không biết Trương lão sư của con lại là người lợi hại như vậy. À, đúng rồi. Nói đến đây trong mắt Vương Hoàng tràn đầy vui vẻ và hy vọng. Dĩnh Nhi, con nhớ hỏi Trương lão sư thử xem, lão sư có còn muốn nhận thêm học viên nữa không? Nếu có thì cho Vương Nham và Đào Nhi học với. Còn không được, con hãy xin cho phụ thân đăng ký làm học sinh của lão sư. Tộc trưởng, ngươi là một tộc trưởng vương gia, làm sao có thể hạ thấp mình để làm học sinh của một lão sư bình thường chứ? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào mà sống ở thành Thiên Huyền này nữa đây? Lời Vương Hoàng còn chưa nói xong thì đã bị một trưởng lão cắt ngang. Sau khi là tộc trưởng, vị trưởng lão này liền xoay đầu nhìn Vương Dĩnh cười nói. Vương Dĩnh à, con xem ta này, ta chỉ là một trưởng lão bình thường nên sẽ không làm mất mặt mũi của Vương gia. Cùng lắm, nếu không được thì ta sẽ xin tộc trưởng hủy bỏ chức trưởng lão này của ta. Nên con dáng giúp ta hỏi ý Trương lão sư, xem lão sư có thể nhận ta làm học viên hay không. Vương Đào, Vương Dĩnh, Vương Nham. Vương Hoàng. Chương 28, Mặc lão tức giận.
Trương Huyền không hề biết những chuyện đã xảy ra ở chỗ Vương gia. Sau khi tan học, hắn liền đi đến tàng thư các. Mặc dù tu vi đã tiến bộ không ít, nhưng nếu nói về nội dung công pháp, vẫn còn rất nhiều chỗ mình chưa hiểu được. Chính vì vậy, ngay từ lúc này càng phải cố gắng nghiên cứu học tập, không được lãng phí thời gian vô ích. Có lẽ mình cũng nên học thêm một ít công pháp nhất trọng, nhị trọng. Chứ nếu không lỡ như lúc giảng bài có vấn đề nào đó mình không giải thích được, vậy mọi cố gắng từ trước đến giờ chẳng phải sẽ trở nên vô ích sao? Mạc lão đi vào tàng thư các, vẫn như cũ, Trương Huyền nhìn thấy Mạc lão đang canh giữ ở bên ngoài. Ngươi tới đây làm gì nữa? Hôm qua tiểu tử giả dối, hám danh này đã đến đây, nhưng chỉ vào tùy tiện xem hết quyển sách này đến quyển sách khác, cũng chẳng thèm sao chép lại để học, làm hắn thấy khó chịu và chán ghét người này vô cùng. Do đó hôm nay khi thấy người này lại tới nữa, hắn không nhịn được nhướng mày hỏi. Ta muốn xem các loại sách luyện võ. Trương Huyền cúi người chào xong liền đáp. Sách luyện võ ư, muốn nâng cao tu vi cần phải cố gắng tu luyện cho tốt. Người đã không lo chăm chỉ tu luyện thì thôi, lại còn hết lần này đến lần khác bắt chước người khác, đua đòi chạy theo hư vinh, tham lam, nóng nảy. Hừ, ngày hôm nay ngươi đừng hòng bước chân vào tàng thư các. Mạc lão phất tay áo. Theo hắn thấy, cái tên Trương Huyền này đến đây không phải vì để đọc sách, mà là muốn xem đại vài ba cuốn rồi nhớ tên các tiêu đề quan trọng để ra vẻ, ta đây là người có kiến thức phong phú, với mọi người. Là một lão sư, điều cần tránh nhất chính là chỉ lo học qua loa, kiến thức sở hữu lại nông cạn. Nếu ngươi chỉ có kiến thức, nửa vời, làm sao có thể dạy học sinh thành tài, càng không phải sẽ hại bọn họ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma hơn hay sao? Cái tên Trương Huyền này hôm qua đã đến đây hai lần. Nhưng lần nào cũng chỉ đến cầm đại sách rồi xem qua loa. Với tốc độ của hắn, đừng nói là nhớ kỹ, chỉ sợ ngay cả tên sách là gì hắn cũng không nhớ rõ nữa. Làm như vậy không phải giả dối, hám danh thì là gì đây? Tàng thư các là nơi để các lão sư trong học viện học tập, tìm thêm tư liệu giảng dạy, nên làm sao có thể để loại người bộp chộp, hám danh lợi này vào đó được. Ta là người dối trá, mê danh lợi. Trương Huyền nháy mắt vài cái, vẻ mặt khó hiểu nhìn Mạc lão. Ngươi nghe được lời này từ đâu vậy? Trương Huyền không nhịn được liền nói tiếp. Mạc lão à, ta đến đây thật sự là vì muốn học, nhất định sẽ không làm phiền. Cộp, cộp, cộp. Ngay khi Trương Huyền đang tính lựa lời giải thích rõ ràng cho Mạc lão hiểu, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Lời giải thích đã bị cắt ngang. Ngay sau đó một âm thanh trong trẻo vang lên. Mạc lão, ta muốn đi vào tìm vài quyển sách. Trương Huyền quay đầu lại. Phát hiện đó là nữ thần của Hồng Thiên Học Viện hôm qua hắn đã gặp Thẩm Bích Như. Lúc này Thẩm Bích Như đang mặc một bộ quần áo màu tím nhạt, làm nổi bật dáng người thướt tha, tuyệt mỹ và gương mặt không khuyết điểm của nàng. Ở nàng toát lên một vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết, xem thường danh lợi, thu hút ánh mắt của người khác. Ồ, hóa ra là Thẩm lão sư, nàng cứ vào trong đi. Thấy là Thẩm Bích Như, Mạc lão không ngăn cản còn nhiệt tình cho nàng vào. Thẩm Bích Như không chỉ nổi tiếng là người đẹp nhất trường, nàng còn nổi tiếng là thiên tài luyện võ trong các lão sư. Tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng nàng đã đạt tới võ giả ngũ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã có thể tiến lên lục trọng ích huyệt cảnh. Cảm ơn Mạc lão. Thẩm Bích Như lễ phép gật đầu, sau đó mới xoay mặt sang nhìn bên cạnh. Bây giờ nàng mới phát hiện ra kế bên còn có một người đang đứng. Người đó lại còn là Trương Huyền. Điều này làm nàng hơi bất ngờ. Trước kia, mặc dù Trương Huyền chưa hề nói thích nàng, thế nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy nàng là hắn ta lại đỏ mặt, nói ấp a ấp úng, vẻ mặt xấu hổ giống như một cô nương. Bởi vậy dù là người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra được là hắn thích nàng. Cứ tưởng lần này cũng như vậy, nhưng ai ngờ Trương Huyền chỉ nhìn nàng một lát rồi liền quay đầu đi. Hắn không hề nhìn nàng lưu luyến như trước đây mà thay vào đó là nét mặt vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt hắn trong suốt như một dòng suối tinh khiết. Cứ như thể vẻ đẹp của nàng không hề thu hút được hắn vậy. Mà điều quan trọng nhất là trước đây, bởi vì thực lực Trương Huyền không cao, thành tích kiểm tra cũng không tốt, nên khi nhìn thấy các giáo viên khác, hắn ta đều sẽ thể hiện thái độ tự ti, thua kém người khác. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, Trương Huyền của hiện tại tuy chỉ đứng tại chỗ nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm nhận được thái độ tự tin, khí phách. So với lúc trước quả thật không thể tưởng tượng được đó lại là cùng một người. Hơn nữa hôm qua khi nhìn thấy Trương Huyền, ngay cả Thượng Bân, hắn ta cũng dám phản bác. Điều này làm Thẩm Bích Như thấy khó hiểu vô cùng, từ lúc nào mà thiếu niên luôn ngại ngùng, tự ti kia lại có thể biến đổi nhanh như vậy. Mạc lão,
tại sao hai chúng ta đều đến xem sách, nhưng chỉ có nàng ấy được vào còn ta lại không thể. Trương Huyền không biết được ý nghĩ của người này, nên đành bất lực phất tay nói. Đều là lão sư giống nhau nhưng riêng hắn lại không được vào xem sách. Chết tiệt, đây rõ ràng là phân biệt đối xử còn gì. Thẩm lão sư vào đó để học, còn ngươi vào đó để làm gì, trong lòng ngươi tự hiểu lấy. Hừ, còn muốn ta phải nói trắng ra sao? Mặc lão hừ lạnh, bên trong chỉ toàn là sách, ta vào đó còn có thể làm gì được nữa? Trương Huyền lắc đầu cười khổ. Đương nhiên chính là để xem sách, tích lũy thêm kiến thức rồi. Tích lũy thêm kiến thức, hừ. Mặc lão không vui hừ lạnh, liên tục lật sách lung tung, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Vậy mà nói là muốn học hỏi thêm, mỗi bản công pháp ở đây đều là vật vô cùng quý báu, không thể đọc một lần là có thể nhớ hết được. Vậy mà ngay cả sao chép cũng không làm, nói gì đến hai chữ học tập kia. Mặc lão, ngay khi Trương Huyền đang tính tiếp tục giải thích, Thẩm Bích Như đứng bên cạnh chợt mỉm cười nói. Có thể lão sư Trương Huyền thật sự muốn vào đó để học. Ta nghĩ hay là cứ để hắn ta vào trong đi, cứ đứng đây ngăn cản, để các lão sư khác nhìn thấy cũng không tốt lắm. Ừm, nể tình Thẩm lão sư, hôm nay ta sẽ cho ngươi vào đó. Nhưng ta nói cho ngươi biết, muốn xem sách thì hãy xem cho đàng hoàng. Nếu như để ta phát hiện xê ngươi lại tùy tiện lấy đại sách, giả vờ đọc, vậy chờ xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Mặc lão phất tay. Cảm ơn. Trương Huyền gật đầu, làm động tác tay bày tỏ sự cảm ơn đối với Thẩm Bích Như, sau đó bước vào tàng thư các. Hả? Ban đầu, nàng còn nghĩ rằng sau khi giúp đỡ Trương Huyền, hắn ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội đó trò chuyện với nàng vài câu. Ai dè đâu, sự thật lại trái ngược, hắn chỉ cảm ơn một tiếng rồi xoay người rời đi. Thẩm Bích Như kinh ngạc nhìn theo Trương Huyền. Ở đây không tiện nói nhiều, vì vậy Thẩm Bích Như cũng nhanh chân theo sau Trương Huyền đi vào trong. Nàng giúp Trương Huyền chỉ vì khi nãy lỡ buộc miệng nói ra mà chưa kịp suy nghĩ thôi, chứ không phải vì nguyên nhân đặc biệt nào khác. Do đó nếu đối phương không muốn nói chuyện với nàng thì cũng chẳng sao. Đúng lúc nàng cần sự yên tĩnh để đọc sách. Lần này đến tàng thư các đã phiền phức như vậy, lần sau khẳng định không có cách nào để vào trong xem sách nữa rồi. Đứng trước kệ sách, Trương Huyền cũng không gấp gáp đọc sách mà đứng, vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Hắn không biết tại sao Mặc lão lại không cho hắn vào. Nhưng chắc chắn việc này phải có liên quan gì đó đến việc hắn là lão sư tệ nhất trường. Với cái thành tích tệ hại đó, dù đi tới chỗ nào cũng đều rất xấu hổ. Không chỉ riêng việc tuyển nhận học sinh mà ngay cả giữa những đồng nghiệp với nhau cũng có sự phân biệt đối xử rất lớn. Lần này may mắn nhờ có Thẩm Bích Như nói giúp, hắn mới có thể đi vào được. Vậy còn lần sau thì phải làm thế nào? Tàng thư các này cũng không lớn lắm. Nếu như mình đọc nhanh có lẽ chỉ cần một ngày là có thể xem hết sách rồi. Như vậy lần sau cũng không cần phải đến đây nữa. Trương Huyền chợt nghĩ, ánh mắt hắn sáng lên vì vui mừng. Nếu Mặc lão đã ngăn cản không cho hắn vào, vậy cùng lắm lần sau hắn không vào nữa thôi. Một thư viện lớn như vậy, nếu đổi lại là người khác, cho dù có ở lại đây xem sách cả đời cũng chưa chắc có thể xem hết được. Thế nhưng hắn lại khác bọn họ, dù đó là loại sách nào đi nữa, chỉ cần hắn lật một cái. Thiên đạo đồ thư quán sẽ tự động hình thành một quyển sách giống ý hệt trong đầu. Đã vậy còn được đánh dấu khuyết điểm rõ ràng. Nếu hắn cố gắng lật thật nhanh, vậy việc nhớ hết một đống sách này vào đầu trong một ngày cũng không phải là không làm được. Một khi đã thành công rồi, sẽ không cần đến đây tìm sách, không cần phải gặp rắc rối như vậy nữa. Bắt đầu. Nghĩ là làm liền, Trương Huyền cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chân đi thẳng đến giá sách ở hàng đầu tiên. Hắn mặc kệ đó là sách gì, chỉ đưa tay lấy ra rồi lật xem một chút. Rầm, rầm, rầm. Giống trong dự đoán, thiên đạo đồ thư quán khẽ hoạt động. Trong nháy mắt thiên đạo đồ thư quán đã hình thành mấy quyển sách giống y hệt mấy quyển mà hắn đang cầm trên tay. Cứ tiếp tục như vậy thôi. Sau khi Trương Huyền phát hiện ra việc lấy cùng lúc mấy quyển sách vẫn có thể thành công, hắn cũng không trì hoãn nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đi qua chỗ nào hắn cũng sẽ lấy ra vài ba quyển sách ở chỗ đó, tiếp theo nhanh chóng đọc lướt qua để thiên đạo đồ thư quán có thể tổng hợp lại. Cộp, cộp, xoẹt, xoẹt. Trong tàng thư các liên tục vang lên tiếng bước chân cùng tiếng lật sách. Cái tên đáng ghét này còn bày đặt nói không phải là người mê danh lợi. Hừ, giả vờ cho ai xem chứ. Tuy Mặc lão đang đứng ngoài cửa, nhưng từ khi Trương Huyền bước vào đó, hắn vẫn luôn quan sát người này rất kỹ. Lúc trước mặc dù cái tên khốn kiếp này chỉ tùy tiện xem vài cuốn nhưng ít ra cũng còn ra vẻ chuyên tâm được một chút.
Hiện tại thì hay rồi. Hắn cầm một lúc mấy chục quyển sách, tùy ý xem lung tung. Thậm chí ngay cả tên sách cũng không nhìn kỹ đã vội vàng bỏ qua xem quyển khác. Muốn làm cái gì đây? Đọc sách chứ có phải lựa rau củ, cải trắng ngoài chợ đâu. Thêm vào đó, nhìn kỹ tên những quyển sách Trương Huyền đã cầm qua, hắn càng cảm thấy tức giận đến choáng váng mặt mày. Cách trồng cây tử đằng, tóm tắt về mối quan hệ giữa nam và nữ, công pháp kết hợp âm và dương với nhau, cách luyện chế bích thanh đan, những điều cần chú ý khi luyện khí công. Đủ loại sách khác nhau, loại nào cũng có. Công pháp, võ kỹ, cách điều chế đan dược, tên các đan được bổ dưỡng. Kể cả quan hệ nam nữ, chỉ cần là sách, loại nào tên đáng ghét này cũng đều cầm qua xem. Bất kỳ ai cũng phải có sở trường và khuyết điểm riêng. Khả năng mỗi người là có hạn, không thể nào đọc hết toàn bộ sách khi chưa hiểu rõ nó được. Vì vậy khi muốn đọc sách người ta phải lựa chọn thật cẩn thận. Cái tên nông nổi này thì ngược lại, coi những quyển sách quý hiếm kia như đồ chơi mà tùy tiện lật đại. Đây không phải là tới quậy phá thì là làm gì. Nhất định là hắn tới đây để phá rối rồi. Chờ hắn ra tới nơi, ta phải dạy dỗ cho hắn ta một trận nhớ đời mới được. Vẻ mặt Mặc lão khó coi, ông hừ lạnh một tiếng. Chương 29, nàng bị điên à? Hả? Giống với Mặc lão, Thẩm Bích Như cũng nghe được tiếng bước chân và lật sách liên tục của Trương Huyền. Lúc đầu nàng cũng nghĩ việc đó là bình thường thôi, thế nhưng càng về sau nàng lại càng cảm thấy kỳ lạ. Đọc sách cần phải chậm rãi đọc rồi suy nghĩ, như vậy mới có thể tiếp thu được hết ý nghĩa của nó. Đâu có ai đọc sách mà lại nhanh như vậy được. Thẩm Bích Như nghi ngờ, nàng không nhịn được đi đến chỗ Trương Huyền xem thử. Khi đã đến gần, Thẩm Bích Như nhìn thấy Trương Huyền đang đứng ở giá sách hàng thứ nhất. Hắn ta đang mở ra một quyển sách, sau khi nhìn lướt qua một lần hắn liền bỏ xuống, tiếp tục cầm quyển sách khác lên xem lướt qua. Bộ dạng hắn không giống đọc sách, mà giống đang tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng lẽ Mặc lão không cho hắn vào là vì chuyện này? Nhìn một lát, thấy Trương Huyền vẫn luôn tiếp tục làm như vậy, không hề có ý định dừng lại, Thẩm Bích Như cảm thấy hơi chán nản. Ban nãy bởi vì nàng thấy thiếu niên trước mặt đã thay đổi, khác hơn rất nhiều so với trước kia nên nhìn không được lên tiếng nói giúp hắn. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là để tạo điều kiện cho hắn được học giỏi hơn một chút, thoát khỏi tình huống khó khăn, xấu hổ lúc trước. Nhưng nằm mơ nàng cũng không ngờ rằng, cái tên kia đi vào thư viện không phải để học, mà là để tìm đồ. Ở tàng thư các này mỗi ngày có không biết bao nhiêu lão sư đến đây để đọc sách. Nên chắc chắn ngoài sách ra ở đây chẳng có đồ vật nào quý giá cả. Lật sách xem lung tung thế này chính là một loại hành vi sỉ nhục, thiếu tôn trọng đối với tàng thư các. Đồ đáng ghét. Không chừng bởi vì hắn đã sớm biết hôm nay mình sẽ đến đây, thế nên mới đứng chờ sẵn ở chỗ này. Sau đó cố ý tạo ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của mình. Hừ, làm như vậy còn khiến mình chán ghét hơn. Trong nháy mắt, Thẩm Bích Như gần như đã mất hết thiện cảm với Trương Huyền. Thẩm Bích Như vốn là một người xinh đẹp nên nàng đã quá quen với việc người khác dùng đủ loại cách khác nhau để lấy lòng và thu hút sự chú ý của nàng. Do đó nàng mới cho rằng Trương Huyền không phải đến đây để đọc sách, mà để thu hút nàng đến chỗ hắn, để nàng nghĩ hắn là một người siêng năng chăm chỉ, để nàng phải thay đổi cách nhìn về hắn. Hừ, có lẽ hắn ta không biết, loại người chuyên giả vờ, ra vẻ như hắn là loại người Thẩm Bích Như nàng ghét nhất. Lại nhìn thêm một lát nữa, nàng càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Nếu hắn thật sự muốn đọc sách, làm sao có thể đọc lung tung hết quyển này đến quyển kia như vậy được? Hơn nữa, tốc độ đọc nhanh như vậy, ngay cả tiêu đề sách bên ngoài còn không biết đã có thể nhìn thấy rõ chưa, chứ đừng nói chi đến nội dung bên trong. Hừ, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Bích Như lúc này mang đầy vẻ tức giận. Nàng bước thêm vài bước đến trước mặt Trương Huyền, sau đó cất tiếng hỏi. Trương lão sư, người đang làm gì vậy? Đọc sách. Trương Huyền vẫn chưa nhận ra hành động của mình đã vô tình khiến cho người khác hiểu lầm và gắn cho hắn cái mác là giả vờ, ra vẻ học thức. Hắn trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Đọc sách sao? Hừ. Thẩm Bích Như nghe vậy liền hừ lạnh, gương mặt trắng nõn, thuần khiết kia hiện lên vẻ lạnh lùng. Nếu ngươi nghĩ rằng làm như vậy là rất đẹp trai và sẽ có thể thu hút được sự chú ý của ta, như vậy ngươi đã sai lầm to rồi. Hãy lo bỏ cái ý nghĩ trẻ con ấy đi. Thẩm Bích Như ta không phải là người ngu ngốc và dễ dàng bị ngươi lừa gạt bởi ba cái trò đó. Nếu ngươi còn tiếp tục làm như vậy nữa sẽ chỉ càng khiến ta chán ghét thêm thôi. Ồ, thế à, ta biết rồi. Trương Huyền vẫn tiếp tục lật sách.
hắn tính nội trong ngày hôm nay sẽ cố gắng sao chép hết sách trong tàng thư các vào thiên đạo đồ thư quán. Chỉ có một ngày hôm nay thôi, thời gian quá gấp. Hắn cũng không rảnh để nói chuyện với người khác. Với lại theo hắn thấy, đối phương cũng chỉ đang tự cho mình là đúng thôi, đâu có liên quan gì tới hắn. Phải, Thẩm Bích Như rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp thì sao chứ? Kiếp trước, khoa học kỹ thuật hiện đại, hắn cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều nữ nhân xinh đẹp rồi. Chỉ cần mở máy tính lên là đã có thể nhìn thấy rất nhiều mỹ tử với những nét đẹp khác nhau. Không chỉ đẹp, bọn họ còn biết được rất nhiều thứ như ca hát, đánh đàn, thổi sáo. Thẩm Bích Như chỉ là một người đẹp lạnh lùng, không có gì thú vị khiến hắn để ý cả. Hắn cũng không phải người rảnh rỗi đến nỗi đi làm những việc thế này để thu hút sự chú ý của nàng. Nếu đã biết thì mời ngươi nhanh chóng rời khỏi tàng thư các. Đừng ở chỗ này làm chuyện vô ích nữa. Thấy Trương Huyền còn chưa chịu ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục giả vờ, Thẩm Bích Như tức giận xoay người giơ tay làm ra động tác mời hắn đi về. Cộp, cộp, cộp. Nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Trương Huyền, Thẩm Bích Như liền gật đầu hài lòng. Như vậy còn tạm được, coi như hắn cũng biết điều. Thấy Trương Huyền đã đi, Thẩm Bích Như liền xoay người. Nàng tính nghiên cứu tiếp quyển sách còn đang đọc giữa chừng lúc nãy. Nhưng chưa đi được bao xa đã nghe tiếng lật sách vang lên lần nữa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy Trương Huyền vẫn chưa đi mà đang đứng lật sách ở một kệ sách khác. Ngươi! Thẩm Bích Như tức giận đến muốn điên lên. Rốt cuộc làm thế nào hắn mới chịu dừng lại đây? Nàng đã nói rồi, làm như vậy chỉ khiến nàng ghét thêm thôi. Vậy mà hắn vẫn không chịu ngừng lại. Chẳng lẽ làm vậy vui lắm sao? Nghĩ đến đây, nàng lại đi đến trước mặt Trương Huyền lần nữa, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp kia nhìn Trương Huyền với vẻ ghét bỏ. Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Ngươi càng như vậy chỉ càng khiến ta ghét ngươi nhiều hơn thôi, chứ không phải là thích. Nàng bị điên à? Thấy Thẩm Bích Như lại tiếp tục đuổi theo, Trương Huyền cũng nhịn không được nữa liền nói. Nàng xem sách của nàng, ta xem sách của ta, có liên quan gì với nhau đâu chứ? Nếu như nàng rảnh rỗi đến nỗi không có chuyện gì làm, cứ chạy đến đây nói với ta, vậy không bằng nàng tránh qua một bên ngồi vẽ vòng tròn một mình đi. Đừng đứng đây làm phiền ta nữa. Gái đẹp hắn cũng đã thấy rất nhiều, cần gì phải giả vờ chứ? Ngươi! Không nghĩ tới Trương Huyền sẽ nói ra những lời thế này, Thẩm Bích Như cảm thấy hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa là bị hắn làm tức chết rồi. Nàng là ai kia chứ? Nàng không chỉ là người đẹp nhất Hồng Thiên Học Viện, mà còn là một lão sư nổi tiếng, có tài năng, có sắc đẹp. Ở học viện này tất cả các học sinh và lão sư đều xem nàng là nữ thần của họ. Đứng trước mặt nàng, có ai mà không cố gắng hết sức để lấy lòng nàng kia chứ? Ngay cả nói chuyện lớn tiếng một chút bọn họ cũng không dám, vì sợ làm mất lòng nàng. Thế nhưng cái tên Trương Huyền này thì sao? Hắn lại dám nói nàng điên. Còn bảo nàng tránh qua một bên ngồi tự kỷ một mình, vẽ vòng tròn sao? Nàng là một thục nữ một mà dám bắt nàng ngồi một góc vẽ vòng tròn. Hừ, vẽ cái đầu nhà hắn. Thẩm Bích Như cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, nàng tức giận đến nỗi hô hấp cũng thấy khó khăn. Cộp, cộp, xoẹt, xoẹt. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Bích Như đỏ lên vì tức giận. Nàng đang định quát lớn bảo đối phương nhanh chóng đi ngay, nàng lại chợt phát hiện, sau khi nói xong Trương Huyền đã đi đến kệ sách khác, tiếp tục lật sách ra xem, mà không hề liếc nhìn nàng thêm lần nào nữa. Được, được lắm, có giỏi thì ngươi cứ tiếp tục ra vẻ đi, để coi ta sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của ngươi thế nào. Thẩm Bích Như cắn răng, nàng dậm chân một cái thật mạnh để phát tiết sự tức giận trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân nói như vậy. Được lắm, không phải hắn muốn ra vẻ tri thức sao? Vậy nàng sẽ ở thư viện chờ hắn, để nàng xem hắn có thể giả vờ được bao lâu, chờ đến lúc hắn không thể giả vờ được nữa. Nàng sẽ vạch trần hắn, để hắn biết thế nào là mất mặt, xấu hổ. Nghĩ như thế nên Thẩm Bích Như không đi theo Trương Huyền nữa, tức giận đi tìm quyển sách mình muốn đọc. Nàng cầm nó đến một góc khác của căn phòng, chậm rãi ngồi xuống sao chép lại. Đáng lẽ ra hôm nay tâm trạng nàng rất tốt, cũng vì vậy mà nàng mới tới thư viện dự định học thêm một lát, bổ sung thêm kiến thức. Thế nhưng có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới, đến đây lại gặp phải cái tên Trương Huyền đáng ghét kia. Vừa sao chép, Thẩm Bích Như vừa nhìn sang hướng Trương Huyền. Chỉ thấy thiếu niên kia vẫn như cũ, nhanh tay lật hết quyển sách này đến quyển sách khác xem sơ qua. Hắn hầu như không bỏ sót quyển sách nào cả, chỉ cần là sách ở tàng thư các đều sẽ bị hắn lật qua một lần. Hừ,
để ta xem ngươi có thể ra vẻ đến khi nào. Sau khi bị Trương Huyền mắng cho một trận, Thẩm Bích Như cũng đã bình tĩnh lại. Nàng không còn ý định muốn xông lên đánh với đối phương một trận nữa, mà thay vào đó nàng chỉ ngồi từ từ sao chép sách, chờ đến lúc Trương Huyền không thể kiên trì giả vờ đọc được nữa. Thế nhưng có một việc rất khó hiểu. Từ giữa trưa đến tối, Trương Huyền vẫn luôn duy trì với tốc độ đọc sách như vậy, vẫn lặp lại động tác lật sách như thế từ giá sách ở hàng thứ nhất đến giá sách ở các hàng khác mà không hề có ý định dừng lại. Hắn cứ liên tục đi xem hết giá sách này đến giá sách khác mà không ngừng nghỉ một phút giây nào. Đợi ở đây đã 6, 7 tiếng đồng hồ, cái tên khó ưa kia vẫn chưa chịu dừng lại, Thẩm Bích Như cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nếu như hắn ta thật sự muốn thu hút sự chú ý của nàng, khi nãy lúc nàng đã nói rõ ràng với hắn, hắn phải lập tức dừng lại mới đúng. Chứ tại sao lại tiếp tục đọc sách như vậy được, lại có thể kiên trì đọc trong thời gian dài như vậy? Hay là đầu óc hắn không được bình thường, luyện công luyện đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, bị điên luôn rồi sao? Đột nhiên, trong đầu Thẩm Bích Như nghĩ đến một vấn đề. Nghe nói những người bị tẩu hỏa nhập ma sẽ có rất nhiều hành vi không bình thường. Chẳng lẽ việc Trương Huyền liên tục lật sách chính là vì lý do này? Ngay lúc Thẩm Bích Như đang suy nghĩ hết nguyên nhân này đến nguyên nhân khác về hành động không bình thường của Trương Huyền, hắn cũng đã lật xong quyển sách cuối cùng của thư viện và dừng lại. Có thật nhiều kiến thức. Liên tục 6, 7 canh giờ không ngừng nghỉ, cuối cùng Trương Huyền cũng đã xem hết sách trong tàng thư các. Thông qua thiên đạo đồ thư quán, hắn không chỉ có thể sao chép lại hết tất cả các quyển sách ở đây, còn có thể biết được ưu điểm và khuyết điểm của mỗi loại. Từ sách công pháp đến sách võ kỹ, sách luyện đan được, luyện khí công, cách lập trận pháp. Tất cả đều được tổng hợp lại rất đầy đủ và chi tiết. Triệu Nhã có cơ thể thuần âm, vậy tốt nhất nên luyện quyển này. Nhưng mà trước lúc dậy, mình cũng cần phải chuẩn bị trước một chút. Sau khi sao chép hết tất cả sách trong tàng thư các vào thiên đạo đồ thư quán, cuối cùng Trương Huyền đã hiểu ra nên làm thế nào để giải quyết vấn đề trên cơ thể Triệu Nhã. Hắn nhẹ nhàng thở ra, bây giờ hắn đã hiểu được những khuyết điểm của tầng 3 hắn đã tu luyện lúc trước là gì. Bây giờ chỉ cần tốn chút thời gian tu luyện lại từ đầu, võ công của hắn nhất định sẽ trở nên hoàn mỹ, không còn một khuyết điểm nào. Học, học, học. Làm xong xuôi hết mọi việc, Trương Huyền mới phát hiện ra trời đã tối. Sau một thời gian đọc sách dài như vậy, hắn đã sớm đói bụng. Lắc đầu vài cái, Trương Huyền đi về phía cửa. Vừa bước được vài bước hắn liền nhìn thấy Thẩm Bích Như đang đứng phía trước lạnh lùng nhìn hắn. Hắn đã đứng lật sách đến 6, 7 tiếng đồng hồ. Vậy mà nữ nhân này còn chưa chịu đi sao? Hắn cũng không muốn để ý đến loại người, tự cho mình là đúng, này, vì thế nhanh chóng bước chân ra khỏi tàng thư các. Đứng lại cho ta. Vừa đi đến cửa, Trương Huyền liền nghe thấy tiếng hét lớn từ Mạc Lão. Bây giờ sắc mặt Mạc Lão vô cùng kém, cơn tức của hắn giống như một cơn lốc xoáy mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn trôi Trương Huyền. Hắn đã nhịn Trương Huyền rất lâu rồi. Hiện tại trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó là người này đang phá rối. Mạc Lão. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Hừ, Lão sư Trương Huyền. Mạc Lão giận đến tái mặt, cố ý nhấn mạnh từng chữ. Nét mặt hắn lạnh lùng. Người đến tàng thư các này không phải để học mà là để phá rối thôi. Kể từ hôm nay trở đi, tàng thư các này sẽ không chào đón ngươi nữa. Nếu như ngươi còn dám tới đây, ta nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi. Phá rối, Mạc Lão, sao lão lại có thể nói như vậy? Ta vẫn luôn chuyên tâm đọc sách, sao bây giờ lại thành phá rối rồi? Mặc dù nhờ thiên đạo đồ thư quán, hắn đã tạo ra một kho tàng sách giống như của tàng thư các, không cần phải đến đây nữa. Thế nhưng khi nghe Mạc Lão nói như thế, Trương Huyền vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Người khác tới chính là đọc sách, tại sao hắn tới lại trở thành phá rối chứ? Đây là lý luận kiểu gì vậy? Cái lão nhân này cũng thật là... quá vô lý rồi. Một thục nữ, người con gái đẹp và thùy mị. Chương 30, Thẩm Bích Như kinh ngạc. Chuyên tâm đọc sách sao? Mạc Lão tức giận, hắn có cảm giác sắp tức đến phát điên luôn rồi. Không chịu ghi chép, không suy ngẫm, chỉ biết xem qua loa hết quyển này đến quyển kia. Ngươi nói thử xem, có ai mà đọc sách giống ngươi vậy không? Chẳng lẽ lúc nào đọc sách cũng phải sao chép hay suy ngẫm mới gọi là đọc sách sao? Bấy giờ Trương Huyền mới hiểu được tại sao đối phương lại giận dữ như vậy. Hắn cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Một, kiếp trước hắn là một nhân viên quản lý thư viện, công việc cũng giống với Mạc Lão. Thế nhưng chỉ cần có thẻ mượn sách, bất cứ ai cũng có quyền được vào thư viện.
ở trong đó muốn đọc sách kiểu nào cũng được, thậm chí đi ngủ, ăn cơm ở đó cũng chẳng ai cản. Miễn là đừng làm mấy việc xấu như giết người, phóng hỏa là được rồi. Hắn cứ tưởng Mạc lão khó chịu với hắn là vì chủ nhân thân thể này lúc trước thi kiểm tra giáo viên quá kém. Mất cả nửa ngày hắn mới biết được nguyên nhân là như vậy. Những quyển sách ở đây đều là do các bậc tiền bối, hai, đã hao tốn rất nhiều công sức, tiền bạc mới có được. Mỗi một quyển sách đều chứa đựng tâm huyết ba của bọn họ. Nếu như ngươi không muốn học thì đừng có đụng vào những quyển sách này nữa. Người xem sách tùy tiện như ngươi, nếu không phải đến để phá rối thì để làm gì? Mạc lão phất tay. Ta, được thôi, nếu như lão đã nghĩ ta là hạng người chuyên phá rối thì thôi. Tùy lão. Tính giải thích một câu, nhưng sau một lúc suy nghĩ, Trương Huyền nhìn không được lắc đầu. Chuyện về thiên đạo đồ thư quán hắn dĩ nhiên không thể nói ra. Mà nếu như vậy thì hoàn toàn không có cách nào để giải thích về chuyện hắn lại lật sách lung tung như vậy. Dù sao từ nay trở đi cũng không cần phải tới đây nữa. Hắn cũng không cần phải giải thích nhiều làm gì cho mệt. Với lại thanh danh của hắn cũng đã kém sẵn rồi, nếu thêm một cái tội danh nữa cũng chẳng sao. Hừ, biết thừa nhận là tốt, cút đi. Thấy Trương Huyền nhận tội, Mạc lão ghét bỏ phất tay đuổi hắn. Tạm biệt. Đang muốn rời đi thì bỗng nhiên có một bóng người chợt phóng tới gần. Một mùi thơm mát theo làn gió truyền vào mũi Trương Huyền. Nhìn kỹ lại, hắn thấy Thẩm Bích Như đang đứng trước mặt hắn ngăn cản. Khoan đã. Gì nữa đây? Trương Huyền bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng xem sách của nàng, ta xem sách của ta. Ta cũng đâu có làm phiền nàng đọc sách. Hừ. Những người khác bị nàng ngăn lại, chắc chắn sẽ vui sướng đến nhảy cẫng lên. Tên đáng ghét này thì ngược lại. Cái vẻ mặt phiền chán của hắn khiến nàng thấy bực mình. Nàng nhíu mày nói. Không phải chuyện này. Không phải ngươi mới vừa nói ngươi vào đó để đọc sách sao? Đã xem lâu như vậy, ít nhất cũng phải nhớ được vài cái chứ. Ý nàng là sao? Không biết nữ nhân này lại muốn bày trò gì đây, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Rất đơn giản, vừa rồi ta có thấy ngươi xem qua quyển, 8 phương pháp luyện đan. Quyển sách này ta có vài chỗ không hiểu muốn nhờ ngươi giải đáp giúp ta. Đều là lão sư với nhau, chắc ngươi cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ. Thẩm Bích Như nói. Kỳ thật ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chẳng phải Trương Huyền chỉ giả vờ xem sách sao. Như vậy nếu như nàng cố ý đặt câu hỏi, chắc chắn hắn sẽ không thể trả lời được. Mà như vậy có thể vạch trần lời nói dối của hắn rồi. 8 phương pháp luyện đan. Tinh thần Trương Huyền khẽ động, một quyển sách liền xuất hiện trong đầu. Mới nãy đúng là hắn có xem qua quyển sách này. Có gì không hiểu nàng cứ hỏi đi, ta sẽ giúp nàng giải đáp. Nhưng mà ta còn muốn về nhà ăn cơm nữa. Nên không có nhiều thời gian đâu. Vì vậy nàng hỏi nhanh đi. Ngươi, nắm chặt tay, Thẩm Bích Như tức đến nỗi suýt ngất xỉu luôn rồi. Giọng điệu này của đối phương thật giống như kiểu nàng là một học sinh, đang nhờ lão sư như hắn chỉ dạy vậy. Thứ nhất, nàng là một mỹ nữ. Thứ hai, nàng là lão sư giỏi của học viện, cũng là một lão sư nổi tiếng. Nàng hỏi hắn chính là để kiểm tra kiến thức của hắn, làm sao hắn có thể nói kiểu như nàng đang học hỏi kiến thức của hắn vậy. Làm cái gì cũng phải có trước có sau. Không phải ai cũng là người toàn diện. Tuy trong học viện cũng có rất nhiều lão sư thảo luận và học hỏi lẫn nhau. Thế nhưng một lão sư kiểm tra được điểm không như Trương Huyền có tư cách gì để nàng học hỏi chứ? Cố nén tức giận, Thẩm Bích Như nhìn qua. Ta thấy trên đó có viết, thuốc tản ra khắp nơi thì khó kết tụ thành đan. Thuốc ngưng tụ trên bếp lửa sẽ có màu vàng. Câu nói này có chút kỳ lạ, cũng có chút khó hiểu. Không biết Trương lão sư có thể giải đáp giúp ta hay không? Lúc nói đến hai chữ, giải đáp, Thẩm Bích Như nghiến răng thật mạnh. Nàng là ai chứ? Là nữ thần trong mắt mọi người. Hừ, nếu như không phải vì vạch trần bộ mặt của Trương Huyền, còn lâu nàng mới mở lời hỏi một tên vô dụng như hắn. Với cái trí nhớ kém cỏi này của nàng mà còn muốn hỏi thêm vấn đề. Không nghĩ tới đối phương lại nói sai, Trương Huyền nhếch miệng. Câu này phải nói là, thuốc ngưng tụ trên bếp lửa thì khó kết tụ thành đan. Thuốc phân tán khắp nơi thì đan có màu vàng. Ý của câu này rất đơn giản. Đó là khi luyện chế đan dược, thuốc bột, thuốc nước, nếu như để chúng ngưng tụ thành viên trong bếp lửa, viên thuốc này sẽ không còn đầy đủ công dụng vốn có nữa, hoặc cũng có khả năng sẽ không thể luyện thành đan dược được. Ngược lại nếu như nó có thể phân tán ra hoàn toàn, sau đó mới kết tụ lại, vậy đan dược mới có thể thành công. Cái này cũng giống như lòng đỏ trứng vậy. Tinh thần khẽ động,
Trương Huyền xem lại tất cả quyển sách đã sao chép từ tàng thư các trong đầu, sau đó nhanh chóng nói ra phương pháp luyện đan. Chỉ có chút kiến thức như vậy, làm khó người khác còn có thể, muốn làm khó hắn thì không thể nào. Đã vậy đối phương còn nói sai kiến thức nữa chứ, trình độ thế này cũng quá kém rồi. Thế nào, không trả lời được sao? Hả, ngươi vừa nói cái gì? Cứ tưởng Trương Huyền sẽ không đáp lại được, thế nhưng có nằm mơ nàng cũng không thể ngờ, hắn vậy mà lại có thể trả lời nhanh và lưu loát đến thế. Thẩm Bích Như không hề nghĩ đến trường hợp này, thế nên nàng vô cùng kinh ngạc, trừng mắt nhìn Trương Huyền. Ban nãy nàng cố tình nói sai, mục đích là để thử Trương Huyền. Theo suy nghĩ của nàng, khi nãy ở tàng thư các, cái tên đáng ghét kia chỉ cố ra vẻ mà thôi, chứ chưa hề đọc một quyển sách nào cả. Vậy nên nếu nàng nói đại nội dung trong một quyển sách nào đó, khẳng định hắn sẽ không biết được. Sau đó nàng sẽ nói ra sự thật rằng nàng đã cố ý nói sai để vạch trần Trương Huyền, khiến hắn phải mất mặt và xấu hổ trước mọi người. Thế nhưng ai ngờ, nàng đã tính sai rồi. Hắn không chỉ nhìn ra chỗ sai mà còn có thể giải đáp một cách đầy đủ như vậy. Cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ chỉ mới lật qua loa vài trang, cái tên kia đã có thể nhớ kỹ được hết nội dung của 8 phương pháp luyện đan, sao? Không hợp lý chút nào. Cái tên khó ưa đó ngay cả bài kiểm tra giáo viên cũng chỉ thi được có 0 điểm, làm sao có thể hiểu được hết ý nghĩa của một quyển sách cao cấp như luyện đan chứ? Được rồi, còn câu hỏi gì nữa không? Xoa cái bụng xẹp lép vì đói của mình, Trương Huyền liền hối thúc. Có. Thẩm Bích Như nhìn Trương Huyền khẽ nói. Còn có một câu ta cũng không hiểu rõ lắm, đó là, vàng đốt trong lửa, không ngâm không tan. Nói xong Thẩm Bích Như liền đắc ý nhìn Trương Huyền, nàng đang chờ đến lúc hắn không thể trả lời được. Vừa rồi nàng hỏi về luyện đan, còn đây là thuật ngữ trong luyện khí. Câu nói này nàng đã từng nhìn thấy trong một quyển sách cổ, nghiên cứu hơn một tháng vẫn không hiểu rõ. Cho đến khi gặp được một vị đại sư luyện khí, sau khi hỏi hắn mới có thể hiểu ra được hết ý nghĩa của nó. Thật ra lúc đầu nàng chỉ muốn làm khó Trương Huyền một chút thôi, cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội nàng là gì. Nào ngờ hắn lại có thể giải thích được rõ ràng về nội dung 8 phương pháp luyện đan, như vậy. Điều này đã kích thích tính háo thắng trong con người nàng. Thế nên nàng mới ra một đề thật khó để hắn không thể trả lời được. Cái này... Mạc lão đang đứng kế bên cũng cảm thấy rất kinh ngạc khi Trương Huyền có thể trả lời được câu hỏi thứ nhất của Thẩm Bích Như. Thế nhưng hắn chỉ kinh ngạc chứ chưa phải khiếp sợ. 8 phương pháp luyện đan chính là phương pháp luyện đan cơ bản của người mới bắt đầu học, cũng giống với Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết. Bởi vậy dù hắn không học luyện đan cũng có thể biết được chút ít. Đến khi Thẩm Bích Như hỏi ra vấn đề thứ hai, hắn mới ngạc nhiên và sửng sốt. Bởi lẽ ngay cả hắn cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Vàng đốt trong lửa, không ngâm không tan. Ngay tại lúc hai người kia đều nghĩ Trương Huyền không thể trả lời được, hắn lại lắc đầu, nhìn Thẩm Bích Như như nhìn một kẻ ngốc. Câu này có gì khó hiểu đâu. Y nói khi luyện khí, đầu tiên phải thiêu đốt tất cả các loại vật phẩm trong lửa, luyện thật kỹ để tạp chất của chúng bị loại bỏ hoàn toàn. Như vậy khi tập luyện mới có hiệu quả tốt được, làm phiền nàng sau này hỏi những câu khó hơn một chút. Những kiến thức đơn giản thế này, chỉ cần xem nhiều sách đã có thể hiểu được rồi. Cái này, Thẩm Bích Như run rẩy. Vấn đề này nàng đã phải hỏi qua rất nhiều người mới có thể hiểu được. Vậy mà Trương Huyền lại có thể trả lời dễ dàng như vậy. Điều này, không riêng gì cô, Mạc lão đang đứng kế bên cũng vô cùng khiếp sợ. Ngay cả hắn cũng không thể trả lời được vấn đề này. Vậy mà đối phương lại có thể bình thản đáp lại. Chẳng lẽ khi nãy người này thật sự xem sách, mà không phải là tùy tiện lật lung tung sao? Lão sư Trương Huyền. Câu trả lời này của ngươi không đúng rồi. Ta nhớ có một quyển sách tên là Tạp Nghi Luận, nội dung nó giải thích hoàn toàn khác với lời ngươi đã nói. Trong sách ghi là phải hòa tan đan dược vào các vật phẩm kim loại trong lần đầu tiên luyện khí, nếu không sau này không thể hòa tan được. Trong lòng Mạc lão vẫn còn chút nghi ngờ, vì vậy hắn mở miệng hỏi. Lão nhớ lầm rồi, trong Tạp Nghi Luận không có câu này, cũng không có câu nào gần giống như vậy, nhưng lời lão nói gần giống với một câu trong quyển Tạp Thuyết Luận của Liễu Trạch Tiền Bối. Có điều nó là, đốt vàng với đan, không ngâm không tan, chứ không phải, vàng đốt trong lửa. Trương Huyền phất tay. Trương Huyền cũng không biết rằng hai người kia đang cố ý thử hắn. Hắn còn tưởng đối phương thật sự không nhớ rõ, thế nên tiếp tục nói. À, quyển sách đó được sắp xếp ở một góc vắng ít người trong tàng thư các, trên giá sách thứ 9. Câu nói của lão được ghi ở trang 49.
Còn câu hỏi của thẩm lão sư ban nãy, nếu như nàng không tin giải thích của ta có thể xem qua quyển sách, Ba Bí Quyết Luyện Khí Trên Lửa của Đỗ Khúc Tiền Bối. Quyển này nằm trên giá sách thứ 15, lời giải thích được ghi ở trang 24. Để ta đi xem thử. Thẩm Bích như nghi ngờ nhìn Trương Huyền, sau đó nàng vội vã đi vào tàng thư các. Một lát sau trở lại trong tay nàng đã có hai quyển sách. Chính là Tạp Thuyết Luận và Ba Bí Quyết Luyện Khí Trên Lửa. Lúc lật đến trang Trương Huyền nói, cả người nàng liền run rẩy, suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ. Cái này, cùng lời Trương Huyền nói lại giống nhau như đúc, không sai một chữ. Không chỉ nhớ kỹ câu nói mà ngay cả đến tên sách, vị trí, số trang, hắn đều có thể nhớ rõ. Đây là thật hay giả đây? Một giờ khóc giờ cười, tình huống chớ trêu, oái âm khiến người ta không biết nên vui hay buồn. Hai tiền bối, những người ở thế hệ trước. Ba tâm huyết, chân thành, nhiệt tình, tận lực làm việc gì đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 31, Tâm Như Chỉ Thủy. Cầm quyển sách Thẩm Bích Như đưa tới, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà thân thể Mặc lão đã run rẩy. Chuyện này, không thể nào xảy ra được. Được rồi, còn chỗ nào cảm thấy không hiểu nữa không? Nếu như không có thì ta đi đây. Trương Huyền khó hiểu nhìn bọn họ. Hai người bọn họ bị điên sao? Đã hỏi thì phải hỏi mấy vấn đề khó khăn hơn chứ. Sao toàn hỏi mấy câu đơn giản mà đã có sẵn lời giải trong sách? Mấy câu hỏi của bọn họ không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời được, đúng là quá nhàm chán. Nào là nhân viên quản lý thư viện, nào là lão sư giỏi nổi tiếng. Hừ, ngay đến cả một người xuyên không như mình cũng không bằng, kiến thức quá kém rồi. Đừng gấp, ta còn một vấn đề nữa muốn hỏi ngươi. Câu, khí chuyển động xung quanh, tâm xoay quanh vạn vật, ý muốn nói về điều gì? Đè nén nghi ngờ trong lòng, Mặc lão tiếp tục nói. Những lời này là câu hỏi một vị trưởng lão đã hỏi ông vài ngày trước nhưng khi đó ông không trả lời được. Sau đó ông đã đến tàng thư các để tìm đáp án nhưng mãi vẫn không thể tìm ra, đành phải buồn bã ra về. Bây giờ thấy thiếu niên kia có thể dễ dàng giải thích mấy vấn đề khó như vậy, ông không nhịn được liền hỏi. Chuyện này mà ông cũng không biết sao? Trương Huyền nhìn Mặc lão như nhìn một người ngốc, đây là kiến thức cơ bản nhất trong việc tu luyện đó. Ý câu này là trong quá trình tập luyện, khi khí huyết di chuyển một vòng trong cơ thể thì võ giả sẽ cảm thấy như đang được đi khắp nơi trên thế giới và cảm thụ được mọi vật trên đời. Câu nói này trong quyển, Khí Huyết Luận, của Bạch Minh Tiền Bối có nhắc đến. Quyển sách này đặt ở giá sách thứ 27, câu nói đó được ghi ở trang 69. Câu, khí chuyển động xung quanh, tâm xoay quanh vạn vật, được ghi trong sách luyện võ của võ giả tầng thứ nhất. Đây là một trong những câu không có khuyết điểm, thế nên hắn nhớ rất rõ, với lại câu này cũng đã được một tiền bối chuyên môn trong học viện Hồng Thiên giải thích nên lúc đó hắn cũng xem kỹ hơn một chút. Câu này không có gì khó cả, vậy mà tại sao một vị trưởng lão quản lý thư viện lâu năm như ông lại không biết, đã vậy còn hỏi hắn. Mặc lão không trả lời ngay mà hành động giống Thẩm Bích như hồi nãy, vội vã xoay người chạy vào tàng thư các. Một lát sau khi đi ra trên tay ông đã cầm quyển sách, Khí Huyết Luận. Lật đến trang 69, vừa nhìn thoáng qua, Mặc lão đã run rẩy nói không nên lời. Phần chữ ghi chép trong sách giống y chang với lời Trương Huyền vừa nói. Trước đây mấy ngày, vị trưởng lão kia đã xem rất nhiều sách nhưng vẫn không tìm ra được lời giải thích. Nằm mơ bọn họ cũng không thể ngờ tới, nó lại được ghi trong một quyển sách ít người xem thế này. Một quyển sách ít người xem như vậy mà hắn cũng đọc. Đã vậy còn nhớ rõ số trang của nó là bao nhiêu nữa. Mặc lão cảm thấy choáng váng, hắn sắp điên mất. Nếu không phải vì giữ hình tượng, hắn đã sớm vỏ đầu bứt tai, tự hỏi bản thân rồi. Vừa mới mắng đối phương đến đây để phá rối, kết quả người ta không chỉ đọc sách mà còn có thể nhớ kỹ nội dung từng quyển. Mặc lão xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nếu mà lúc này có một cái hố thì hắn nhất định sẽ chui xuống đó trốn cho đỡ ngượng rồi. Hắn thật sự là lão sư đứng chót trường sao? Một người có kiến thức phong phú như hắn mà còn bị gọi là giáo viên đứng chót, vậy chắc ngay cả điểm không hắn cũng không thể lấy được quá. Vậy nhé, sau này cố gắng đọc nhiều sách thêm, những vấn đề này đều có trong sách hết rồi. Thấy hai người kia đều đang đứng ngơ ngác nhìn mình, Trương Huyền nói một câu đầy hàm ý, sau đó lắc đầu. Không có chuyện gì nữa thì ta đi trước đây. Nói xong Trương Huyền liền bước ra ngoài. Hắn đã đói đến mức không chịu nổi nữa rồi. Nếu bây giờ còn chưa được ăn chắc sẽ phải ngất vì đói mất. Lão sư Trương Huyền, chờ ta với. Lúc này Thẩm Bích Như mới lấy lại được bình tĩnh sau một hồi kinh ngạc,
nàng vội vã đuổi theo Trương Huyền. Nàng lại muốn làm gì nữa đây? Trương Huyền mệt mỏi nói. Vị cô nương này điên à, lại lên cơn gì nữa đây? Vấn đề mà nàng ta không hiểu hắn cũng đã giải đáp hết rồi, vậy mà còn chưa chịu để hắn yên hay sao? Nàng ta không thấy hắn đang đói bụng, muốn đi ăn cơm ư? Ta cũng chưa ăn cơm, chẳng lẽ ngươi không muốn mời ta cùng đi ăn tối sao? Thẩm Bích Như cắn răng nói. Nàng là nữ thần của Học viện Hồng Thiên, có không ít chàng trai từng mời nàng đi ăn cơm thế nhưng nàng chưa từng nhận lời mời của ai cả. Ngay cả Thượng Bân cũng đã từng mời rất nhiều lần nhưng chưa lần nào nàng đồng ý. Hôm nay Trương Huyền đã khiến nàng rất kinh ngạc, thế nên nhịn không được mà có chút tò mò về hắn ta, vì vậy mới quyết định muốn đi ăn cơm với hắn. Nàng muốn mượn cơ hội này để tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cái tên khó ưa này. Mời ngươi. Trương Huyền khó chịu nhìn Thẩm Bích Như, ngươi nghĩ gì vậy hả? Nếu muốn ăn thì tự dùng tiền của mình mà mua đồ ăn. Sao lại có thể mặt dày đi, ăn ké thế hả? Ngươi nhờ ta giải thích vấn đề giúp, ta cũng đã trả lời xong hết rồi, thế mà bây giờ còn muốn ta mời ăn cơm nữa sao? Sao à, ta lại có thể không biết xấu hổ, mặt dày như vậy chứ? Mặc dù Trương Huyền đã sống hai đời, kiếp trước cũng từng coi rất nhiều phim hành động, thế nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ là một trạch nam, một bản thân chưa từng tiếp xúc với con gái nên làm sao hiểu được suy nghĩ của Thẩm Bích Như. Ngươi, nhìn ánh mắt khinh bỉ của Trương Huyền, lại còn nghe thấy những lời hắn nói, Thẩm Bích Như tức giận đến nỗi suýt ói máu, ngất tại chỗ. Ta là một mỹ nữ, mà mỹ nữ thì có quyền làm như vậy, được chưa? Người khác năn nỉ đi ăn cùng mà nàng còn chưa đồng ý. Cái tên Trương Huyền hắn thì ngược lại, cho hắn cơ hội mời ăn cơm, lại còn dám nhìn nàng như nhìn, sinh vật lạ. Lại còn chửi nàng mặt dày. Dày cái đầu hắn. Hừ, làm gì có ai mà nói khó nghe như vậy với người đẹp chứ. Đúng là cái tên đáng ghét. Được, để ta mời ngươi, thế nào? Ta mời ngươi ăn cơm. Thẩm Bích Như cắn răng nói. Ngươi mời ta. Trương Huyền dừng lại suy nghĩ một lát. Chủ nhân thân thể này lúc trước vì là giáo viên tệ nhất trường nên tiền lương nhận được không cao, gần như thu nhập mỗi tháng chẳng được bao nhiêu. Nên nếu có người mời đi ăn cơm thì cũng là một điều tốt, nghĩ như vậy nên Trương Huyền gật đầu. Nếu như ngươi mời thì được, nhưng mà ta muốn ăn một bữa thật thịnh soạn. Nếu như ngươi muốn mời mấy thứ đơn giản như bánh bao, bánh rán gì đó thì ta sẽ không đi đâu. Thẩm Bích Như lại tiếp tục tức đến sắp phát điên. Bánh bao, bánh rán cái đầu ngươi. Đồ đáng ghét. Đi thôi. Nàng cũng không muốn giải thích nữa, chỉ sợ nói nhiều thêm một chút nữa thôi sẽ bị kẻ trước mắt này chọc tức đến phát điên mất. Mặc dù thiên đạo đồ thư quán có thể nhìn ra được hết tất cả khuyết điểm trong các chiêu thức võ công hay huyệt mệnh môn của người khác, thế nhưng nó lại không thể nhìn ra, cũng không hiểu được tâm trạng thiếu nữ. Vì vậy Trương Huyền không thể biết rằng, chỉ mới vài ba câu nói nhưng hắn đã khiến cho cái người được gọi là nữ thần đứng đầu Học viện Hồng Thiên tức giận đến sắp nôn ra máu. Trương Huyền yên lặng bước theo phía sau Thẩm Bích Như, đi dọc theo con đường ra ngoài. Tuy ban đêm ở Học viện Hồng Thiên không giống kiếp trước sáng rực ánh đèn, nhưng ánh trăng chiếu rọi xuống sân trường cũng tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ, linh khí dồi dào che phủ càng khiến cho không khí xung quanh lộ rõ vẻ yên tĩnh, an bình. Kiếp trước khi ở hiện đại, Trương Huyền đã sống ở một nơi rất ồn ào và náo nhiệt, đi đến đâu cũng đầy ắp tiếng ồn, có lúc nào được yên tĩnh như vậy đâu. Chính vì vậy, Trương Huyền nhịn không được mà vừa đi vừa say mê ngắm cảnh. Thẩm Bích Như đi ở phía trước, nàng những tưởng một lát nữa thiếu niên đang đi phía sau sẽ cố ý gợi chuyện hay hỏi thăm một ít chuyện nào đó để xóa bỏ cảm giác xấu hổ khi nãy của nàng, ai dè đâu chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy hắn ta nói cái gì. Thẩm Bích Như tò mò quay đầu lại nhìn thử. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Trương Huyền, Thẩm Bích Như bất chợt cảm thấy ngơ ngác. Thiếu niên kia đang bình thản bước đi. Ánh trăng rọi chiếu lên người hắn như một bức tranh vẽ vô cùng sống động và xinh đẹp. Đây là, tâm cảnh, hai tầng hai tâm như chỉ thủy, ba sao. Đôi mắt Thẩm Bích Như tràn đầy khiếp sợ. Một người võ giả không chỉ cần tu luyện chân khí và thân thể, mà quan trọng hơn hết còn cần phải rèn luyện tâm cảnh của mình. Tâm cảnh càng cao càng dễ hiểu rõ và nâng cao việc tu luyện, nhờ vậy mà tốc độ tu luyện càng nhanh, thành tựu sau này đạt được cũng sẽ càng cao. Do đó mà các cường giả cũng phân chia tâm cảnh thành nhiều mức độ. Tâm như chỉ thủy chính là cảnh giới ở tầng thứ hai. Tâm cảnh còn khó tu luyện hơn nhiều so với võ học. Nghe nói toàn bộ Học viện Hồng Thiên cũng chỉ có một mình hiệu trưởng mới đạt đến cảnh giới này. Ngay cả nàng, một thiên tài nổi tiếng,
20 tuổi đã đạt đến võ giả thời kỳ đỉnh cao ở tầng 5 đỉnh lực cảnh, chỉ đứng sau thiên tài nổi tiếng Bạch Tiểu Vương gia, nhưng cũng còn kém rất xa so với cảnh giới tâm cảnh tầng thứ 2. Nàng cứ tưởng trong trường này sẽ rất khó có người thứ hai có thể đạt đến cảnh giới đó. Thế nhưng nàng đã lầm, thật không thể ngờ cái người lão sư vô dụng nhất trường kia đã đạt tới cảnh giới này rồi. Nếu không phải do tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn nàng sẽ không bao giờ tin được nổi sự thật này. Điều này sao có thể xảy ra được? Đây chính là tâm cảnh tầng 2, còn khó luyện hơn nhiều so với võ giả tầng 6, tầng 7. Chẳng lẽ, hắn vốn dĩ không phải là người vô dụng, mà là cố ý kiểm tra được không điểm để qua những lời cười nhạo, khinh thường của mọi người mà rèn luyện tâm trí của bản thân. Thẩm Bích như đột nhiên nghĩ đến một nguyên nhân. Trước kia nàng rất ít khi gặp mặt hay tiếp xúc với Trương Huyền nên có rất nhiều chuyện về hắn nàng không được rõ ràng lắm. Nhưng hôm nay khi hỏi hắn một vài vấn đề mới phát hiện, thật ra Trương Huyền là một người có kiến thức rất phong phú. Hơn nữa hắn còn đạt tới tâm cảnh tầng 2 tâm như chỉ thủy. Đây chính là cảnh giới mà rất nhiều người mơ ước nhưng không thể luyện được. Coi bộ điểm kiểm tra giáo viên của hắn chỉ là giả, mục đích của hắn là muốn lợi dụng lời châm biếm, chửi rủa của mọi người để rèn luyện tâm trí, tiến lên tâm cảnh tầng 2. Nàng không tin, người đạt tới cảnh giới cao cấp như Trương Huyền mà ngay cả bài kiểm tra giáo viên đơn giản kia cũng không thể vượt qua. Hừ, dám giả bộ, để xem ta vạch trần bộ mặt dối trá của hắn thế nào. Ngay cả nàng mà cũng bị hắn lừa, Thẩm Bích như nghiến răng tức giận. Cái tên khốn này thật đáng ghét, nàng sẽ tìm một cơ hội để vạch trần bộ mặt thật của hắn trước mặt mọi người. Một trạch nam, người chỉ thích ở nhà và dành hầu hết thời gian để đọc sách, xem phim. Hai tâm cảnh, tư tưởng, suy nghĩ, ý thức của con người. Ba tâm như chỉ thủy, tâm trạng bình tĩnh, không suy nghĩ lung tung, bậy bạ. Chương 32, Hồng Thiên Lâu. Tâm như chỉ thủy. Trương Huyền nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và thoát ra khỏi tâm cảnh đặc biệt kia, ánh mắt hắn sáng lên. Vì đã đọc rất nhiều sách ở tàng thư các nên khi bị tâm cảnh ảnh hưởng, hắn cũng có thể cảm nhận được. Hắn vốn là một người xuyên không, đã từng trải qua sống chết nên dễ sửa đổi tâm tính hơn nhiều so với người bình thường. Hơn nữa nhờ tu luyện công pháp thiên đạo mà chân khí trong người được lọc sạch giống như nước tinh khiết. Do đó việc hắn đạt đến tâm cảnh tầng 2 trong thời gian ngắn như vậy cũng là điều rất bình thường. Mặc dù hiện tại Trương Huyền đang rất vui vẻ nhưng hắn cũng không vì vậy mà khoe khoang với người khác. Hắn đã vô cùng may mắn khi được sở hữu loại thần khí thần kỳ như thiên đạo đồ thư quán. Đã có điều kiện tốt như vậy rồi mà hắn vẫn còn vô dụng như người bình thường vậy, thà để hắn đâm đầu vào khối đậu hũ chết quách cho rồi. Suốt cả một đoạn đường dài không ai nói chuyện với ai, cuối cùng hai người cũng đã đến trước cửa học viện. Hồng Thiên Lâu. Nhìn ba chữ to trước mặt, Trương Huyền gật đầu. Theo trí nhớ đời trước, đây chính là quán rượu sang trọng nhất ở học viện Hồng Thiên. Mỗi bữa cơm ở chỗ này đều có giá không hề rẻ. Lúc trước bởi chủ nhân thân thể này không có nhiều tiền, tiền lương cũng không cao nên chưa từng được đến đây ăn bao giờ. Hắn cứ tưởng nếu Thẩm Bích như nói là mời cơm, chắc chỉ tùy tiện dẫn hắn đến một quán nho nhỏ nào đó thôi. Thật không ngờ ả ta lại hào phóng đến nỗi đãi hắn ăn ở chỗ này. Đúng là quán rượu nổi tiếng có khác. Bên trong được trang trí vô cùng tráng lệ, lại gắn thêm rất nhiều dạ minh châu, viên nào cũng to cỡ nắm tay, khiến khắp nơi bên trong đều sáng tỏ như ban ngày. Hai người đi đến vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Muốn ăn cái gì, Thẩm Bích như nhìn thiếu niên trước mặt. Món nào cũng được. Trương Huyền phất tay, dù sao ngươi cũng là người mời khách, vậy để ngươi chọn món là được rồi. Hắn chưa tới đây bao giờ nên không biết món nào ngon, món nào dở. Đã có người chịu trả tiền rồi vậy hắn cứ việc chờ ăn là được. Hắn cũng lười phải suy nghĩ xem nên ăn cái gì. Thấy bộ dạng khó ưa này của Trương Huyền, Thẩm Bích như lại cảm thấy giận dữ nhưng lại không thể xả giận. Vì vậy chỉ đành gật đầu, chọn đại vài món ăn. Trương lão sư, điểm kiểm tra giáo viên của ngươi được không điểm, cái đó có phải do ngươi cố ý hay không? Chọn món xong, Thẩm Bích như nhìn chằm chằm Trương Huyền hỏi. Cố ý? Không biết tại sao đối phương lại hỏi câu này, Trương Huyền ngẩn ngơ đáp, tất nhiên là không phải rồi. Lúc kiểm tra giáo viên, hắn còn chưa xuyên tới đây, cũng không có thiên đạo đồ thư quán nên chắc chắn không phải là giả vờ. Nghe thấy lời phủ nhận của Trương Huyền, Thẩm Bích như lạnh lùng cười, vẻ mặt biểu hiện, ta đã sớm biết ngươi sẽ trả lời như vậy. Nếu ngươi đã không chịu thừa nhận, xem ta vạch trần ngươi thế nào. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì làm, ta vẫn còn mấy vấn đề chưa hiểu lắm.
Trương lão sư có thể giải thích giúp hay không? Ánh mắt xoay chuyển, Thẩm Bích Như hỏi. Nói đi. Nếu đối phương đã mời mình ăn cơm thì trả lời thêm một, hai vấn đề cũng không sao. À, khi tu luyện gặp được linh khí nhưng lại không có cách nào tập hợp chúng vào kinh mạch. Thẩm Bích Như suy nghĩ một lát, sau đó hỏi một câu. Cái này mà cũng không hiểu sao. Vấn đề này còn dễ hơn nhiều so với cái lúc trước nên khi nghe Thẩm Bích Như hỏi xong, Trương Huyền nghi ngờ nhìn nàng, sau đó giải thích, đối với vấn đề này ta có 9 phương pháp để giải quyết nó. Trương Huyền giải thích rất nhanh. 9 phương pháp. Nghe Trương Huyền dễ dàng nói ra 9 phương pháp, sắc mặt Thẩm Bích Như liền biến đổi. Nàng là một người học cao hiểu rộng nhưng cũng chỉ biết có 3 phương pháp, vậy mà đối phương lại có thể nói ra ngay 9 phương pháp khác nhau mà không cần suy nghĩ. Hơn nữa trong đó còn có vài phương pháp nàng chưa từng nghe nói qua. Thật không thể ngờ Trương Huyền lại biết nhiều như vậy. Vậy, khi linh khí đã tiến vào trong cơ thể nhưng lại không có cách nào điều khiển nó tiến vào kinh mạch thì sao? Thẩm Bích Như cố nén kinh ngạc trong lòng, hỏi thêm lần nữa. Cũng rất đơn giản, ta có 8 phương pháp để khắc phục. Trương Huyền bắt đầu giải thích. Phương pháp thứ nhất, thân thể mềm mại của Thẩm Bích Như không nhịn được mà run rẩy. Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thế nhưng khi nghe hắn nói xong nàng lại bất ngờ đến sắp điên luôn được. Những phương pháp mà hắn nói, nghe thì có vẻ đơn giản, thế nhưng nếu luyện tập thật tốt thì rất nhanh sẽ có thể đột phá sang cảnh giới mới. Nếu ngươi đã biết nhiều phương pháp như thế, vậy tại sao lúc kiểm tra giáo viên, một câu ngươi cũng không trả lời được, để bị không điểm thế kia? Đè nén xúc động trong lòng, Thẩm Bích Như nói. Hai vấn đề mà cô vừa hỏi chính là hai câu hỏi đầu tiên trong đề thi kiểm tra giữa các lão sư lúc trước. Nếu Trương Huyền đã biết nhiều cách khắc phục như vậy, tại sao không trả lời mà lại để bị không điểm? À, lúc này Trương Huyền mới phản ứng lại kịp. Hóa ra mấy câu hỏi đó đều nằm trong bài kiểm tra lão sư. Nhưng việc tại sao bị không điểm thì phải hỏi chủ nhân thân thể này lúc trước rồi. Mặc dù trong trí nhớ đời trước có kỳ thi này nhưng tại sao bị không điểm hắn cũng không nhớ nổi nữa. Cái này, đang không biết trả lời thế nào thì người phục vụ đã bưng đồ ăn lên. Ăn cơm trước đi. Nhìn thấy những món ăn ngon trước mặt, lại ngửi được hương thơm hấp dẫn của nó, hiện tại Trương Huyền chỉ muốn ăn một bữa thật no nê, hắn không còn muốn bận tâm những việc nhỏ nhặt ấy nữa, vì vậy mở miệng đề nghị. Hừ, thấy cái tên đáng ghét kia nhìn đồ ăn còn vui vẻ hơn khi nhìn thấy mình, Thẩm Bích Như tức giận vô cùng. Có rất nhiều người đã từng mời nàng ăn cơm nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để họ có thể cùng ngồi trò chuyện với nàng. Cái tên khó ưa này thì ngược lại, hắn, hừ, hắn đúng là thật sự tới đây chỉ vì để ăn cơm. Thượng Bân, đừng giận nữa, ta đã xin, học tâm khảo vấn, rồi. Ngày mai nhất định ban giám hiệu sẽ xét duyệt vấn đề về Lưu Dương mà ta đã đề cập, đến lúc đó Trương Huyền chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Còn cái tên họ Diêu điên khùng kia thì chỉ cần chờ ngày mai gặp lại là có thể dạy dỗ hắn ta rồi, có sủng vật mà thượng thần trưởng lão cho mượn, cậu chắc chắn có thể đánh thắng hắn ta, bởi vậy bây giờ nên ăn mừng mới đúng chứ. Đi nào, để tôi mời cậu ăn một bữa no nê, sau đó lại tìm mấy cô gái. Ha ha! Từ trong sân trường, hai thanh niên nhanh chân đi ra cổng. Người đi đầu gương mặt sưng đỏ, máu bầm ứ đọng ở hốc mắt khiến đôi mắt hắn trông giống như gấu trúc. Nhìn thoáng qua đã biết là vừa đánh nhau với người khác và bị đánh vào mặt. Người đi phía sau thì cúi đầu, khom lưng, thái độ nịnh nọt, hắn chính là người đang nói chuyện. Sau lưng hai người là một con sư tử to lớn, hung dữ, còn chưa đi tới gần đã khiến người ta có cảm giác khó chịu và áp lực vô cùng. Hai người này, một người thì buổi sáng vừa đến lớp Trương Huyền phá rối nhưng bị Diêu Hàn đánh cho một trận tơi tả Thượng Bân. Một người thì đang muốn kiện Trương Huyền tào hùng. Còn con sư tử đi theo sau lưng bọn họ chính là sủng vật của thượng thần trưởng lão, man thú cấp 6 bạo thiên sư. Ở thế giới này có rất nhiều vị luyện đan sư, luyện khí sư chuyên nghiệp, những nghề nghiệp này đều rất cao quý, khiến cho nhiều người kính nể. Thượng thần trưởng lão chính là một vị thuần thú sư. Công việc của lão chính là thuần phục man thú, linh thú, để chúng trở thành sủng vật của riêng vị thuần thú sư đó, để chúng giúp họ chiến đấu. Công lực của man thú và linh thú rất cao. Đây cũng là một trong những nghề nghiệp nổi tiếng. Bạo thiên sư này chính là man thú mà thượng thần trưởng lão đã huấn luyện. Sau khi bị Diêu Hàn điên cuồng đánh một trận, Thượng Bân biết thực lực của mình không bằng hắn ta nên đã nhanh chóng đến chỗ Gia Gia xin mượn con bạo thiên sư này. Hừ! Nghe xong những lời nịnh nọt của đối phương, Thượng Bân gục gặc đầu, vẻ mặt hung dữ nói.
ta nhất định sẽ dạy dỗ cái tên điên Diêu Hàn kia một trận, cả cái tên Trương Huyền khó ưa kia nữa. Đó là điều tất nhiên rồi, có Bạo Thiên Sư ở đây, Thượng Bân còn lo lắng gì nữa. Tào Hùng cười nói, man thú cấp 6 có thực lực tương đương với những cường giả ở tầng 6, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Dù cho thực lực của cái tên quản gia điên Diêu Hàn kia không yếu nhưng nếu muốn thắng được Bạo Thiên Sư chắc chắn là việc không dễ, hơn nữa hiện tại hắn ta còn đang bị thương. Lúc sáng nhìn thấy hắn ta bị băng bó như xác ướp, bộ dạng thê thảm cũng không khác Thượng Bân là bao nhiêu. Bạo Thiên Sư là sủng vật của gia gia ta, người cũng biết đấy, nó vẫn còn tính hoang dã rất cao, rất khó thuần hóa. Mặc dù gia gia đã giao nó cho ta nhưng cũng chỉ có thể ra lệnh cho nó ngăn cản khi có người tấn công, chứ không thể sai khiến nó làm việc theo ý riêng được. Nhìn thoáng qua con Bạo Thiên Sư hung hãn phía sau lưng, Thượng Bân bất lực nói. Thực lực man thú rất mạnh, tích cách lại cao ngạo, trừ phi người đó có thực lực mạnh hơn nó hoặc là một thuần thú sư, nếu không rất khó để nó nghe theo mệnh lệnh. Cũng chưa chắc, đến lúc đó chúng ta chỉ việc đưa nó rượu và thức ăn ngon, chỉ cần khéo léo một chút là có thể khiến nó nghe lời rồi. Tào Hùng cười nói. Hy vọng như thế. Hai người vừa đi vừa nói, một lát sau đã đến trước một quán rượu lớn. Đến rồi. Bước chân vào trong, sau lưng hai người là một bảng hiệu rất thu hút, bên trên có để ba chữ to. Hồng Thiên Lâu. Chương 33, ra vẻ hào phóng. Thượng công tử, ngài đã đến rồi à, mời ngài vào. Hai người một thú còn chưa đi vào quán rượu, đã có một người trung niên chạy ra tươi cười tiếp đón. Đây là người quản lý của Hồng Thiên Lâu Ngô Sầu. Dẫn chúng ta đến chỗ nào yên tĩnh một chút, ta với Tào Lão Sư Hùng muốn cùng nhau trò chuyện, uống rượu một trận thỏa thích. Thượng Bân nói, mời hai vị đi bên này. Ngô Sầu nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi đúng theo yêu cầu của Thượng Bân. Thượng Bân này, mỗi lần ta đến đây, quản lý Ngô đều có thái độ rất hờ hững. Lạnh lùng, sao lần này lại? Tào Hùng nhịn không được hỏi. Mặc dù Hồng Thiên Lâu chỉ là một quán rượu thế nhưng nghe nói thế lực sau lưng nó rất lớn. Nếu không thì làm sao nó có thể được mở ở trong học viện Hồng Thiên, lại còn xây dựng với quy mô lớn như vậy? Lúc trước khi hắn tới đây ăn cơm, quản lý Ngô này chưa bao giờ để ý đến hắn. Nhưng bây giờ lại cúi đầu, khom lưng, thái độ cung kính, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hồi trước học viện chúng ta có một vị Hồng Hạo trưởng lão, người đã từng nghe nói qua chưa? Thượng Bân hỏi. Tào Hùng gật đầu. Học viện Hồng Thiên này chính là do vị tiền bối tên Hồng Thiên lập nên. Sau khi ông ấy chết, những hậu bối đời sau vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy nó. Vì vậy mà những vị trưởng lão họ Hồng trong học viện đều rất nổi tiếng và được mọi người kính trọng. Vị Hồng Hạo trưởng lão này hắn đã từng nghe nói qua. Thực lực hắn ta rất cao. Nghe nói còn từng tranh giành chức viện trưởng. Chỉ có điều về sau không biết vì nguyên nhân gì mà hắn đột nhiên từ bỏ chức viện trưởng, sau này không còn nghe ai nhắc đến hắn nữa. Sau khi từ bỏ chức vị viện trưởng, hắn ta đã mở quán rượu này. Gia gia ta từng là bạn thân của hắn, vì vậy mỗi lần ta đến đây, quản lý Ngô đều sẽ tiếp đãi rất nhiệt tình và chu đáo. Thượng Bân đắc ý nói. Thì ra là thế. Tào Hùng gật đầu. Hèn chi Hồng Thiên Lâu lại có quy mô lớn như vậy. Hóa ra nó là quán rượu do Hồng Hạo trưởng lão mở. Quán rượu lớn như vậy, lại được người quản lý tiệm tự mình ra tiếp đãi, đây đúng là chuyện rất vinh hạnh. Hả? Đang hưởng thụ đãi ngộ chưa bao giờ có này, Tào Hùng bất chợt ngưng cười, vẻ mặt khó chịu. Sao vậy? Thượng Bân nghi ngờ nhìn Tào Hùng. Người ngồi đằng kia hình như là Trương Huyền thì phải, hắn có tư cách gì mà đến đây ăn cơm chứ? Tào Hùng vừa nói vừa chỉ về phía trước. Trương Huyền. Thượng Bân quay đầu lại, nhìn thấy Trương Huyền và người đang ngồi chung bàn với hắn, Thượng Bân giật mình, vẻ mặt tức giận. Tại sao nàng ấy lại có thể ngồi chung bàn với cái tên vô dụng kia chứ? Ta đã từng mời nàng ấy đi ăn rất nhiều lần nhưng nàng ấy vẫn luôn từ chối, vậy mà bây giờ lại có thể cùng ngồi ăn với người khác. Thật đáng ghét. Hắn chính là cháu trai của trưởng lão, là lão sư giỏi của trường, là cường giả tầng 5 đỉnh lực cảnh. Hắn đã từng mời Thẩm Bích Như đi ăn nhiều lần nhưng đối phương chưa từng đồng ý lần nào, hắn cứ tưởng đó là do nàng ấy chưa từng nhận lời đi ăn với bất kỳ ai, thế nhưng có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được, giờ đây nàng ấy lại có thể ngồi ăn cơm với cái tên lão sư nổi tiếng là vô dụng nhất trường kia. Hắn tức đến nỗi suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ luôn được. Thượng Bân giận dữ vỗ bàn một cái, sau đó đứng dậy tính đi đến chỗ Trương Huyền để chất vấn Thẩm Bích Như nhưng vừa nghĩ đến thái độ của nàng. Hắn liền lập tức tiêu nghỉu ngồi xuống.
Nàng ấy ghét nhất là bị người khác làm phiền. Nếu bây giờ hắn chạy đến chất vấn, chắc chắn sẽ khiến nàng ấy nổi giận. Khi đó muốn theo đuổi tiếp sẽ rất khó. Thượng Bân, người khoan nóng giận đã, ta có cách này có thể giúp Thẩm lão sư nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Trương Huyền. Hơn nữa còn có thể phô trương được sự mạnh mẽ, oai phong của Thượng Bân ngươi. Tào Hùng là một người gian xảo, nhìn thấy tình huống như vậy, hắn vội chớp mắt cười nói. Cách gì vậy? Trương Huyền chắc chắn đã phải buông rất nhiều lời nịnh nọt để có thể mời Thẩm lão sư đi ăn cơm với hắn. Nhưng một lão sư cấp thấp như hắn thì tiền lương nhận được có đáng bao nhiêu chứ? Đến lúc thanh toán, chúng ta chỉ cần làm một vài việc nhỏ, khiến hắn không đủ tiền để trả. Trong lúc hắn đang mất mặt xấu hổ thì ngươi sẽ đi qua đó để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Như vậy Thẩm lão sư sẽ đổi thái độ thân thiện hơn với ngươi, thậm chí còn có thể đem lòng yêu mến ngươi. Tào Hùng nói ra kế hoạch của mình. Được, cứ làm như vậy đi. Ánh mắt Thượng Bân sáng lên, hắn hài lòng gật đầu. Vừa có thể khiến đối thủ mất mặt, vừa có thể nâng cao giá trị bản thân. Kế hoạch này thật quá hoàn hảo. Xem ra Tào Hùng không chỉ dạy học giỏi mà còn là một người rất thông minh và nhiều mưu kế. Có lẽ về sau nên bồi dưỡng thật tốt cho hắn mới được. Trương Huyền cũng không biết có người đang tính hãm hại mình. Hiện tại hắn chỉ chăm chú thưởng thức những món ngon trên bàn, lại còn liên tục gật đầu thỏa mãn. Mặc dù những món ở đây không ngon bằng những món trên trái đất làm. Nhưng thế giới này có linh khí dồi dào, nguyên liệu nấu ăn cũng mới mẻ, khẩu vị mới lạ khiến hắn rất thích. Cả một bàn đầy rượu thịt nhanh chóng bị ăn hết 7, 8 phần. Đa số đồ ăn đều rơi vào bụng Trương Huyền, còn Thẩm Bích Như ăn không nhiều, mỗi món nàng chỉ ăn một chút ít. Thấy cái tên khó ưa kia vào đây chỉ biết ăn, ngay cả nàng hắn cũng không thèm để ý đến, Thẩm Bích Như tức giận vô cùng. Lúc mới đầu nàng cứ nghĩ đối phương đang giả vờ, mục đích là để hấp dẫn sự chú ý của mình. Nhưng giờ phút này cô đã xác định được, hắn thật sự không coi nàng ra gì cả. Từ trước đến nay, dù là những lão sư thiên tài nổi tiếng đi nữa, khi nhìn thấy nàng cũng đều cố gắng hết sức để lấy lòng, nịnh nọt. Vậy mà cái tên Trương Huyền khó ưa kia thì ngược lại, rõ ràng chỉ là một lão sư đứng chót trường, lại dám không để ý đến nàng. Thẩm Bích Như giận dữ cắn chặt răng, nàng rất muốn xông tới đá Trương Huyền mấy đá cho hả giận. Càng nghĩ càng tức giận. Thẩm Bích Như biết nếu bây giờ còn ngồi đây cùng ăn với Trương Huyền nữa, chắc chắn sẽ bị hắn làm tức chết, thế nên liền quay người khẽ kêu. Tính tiền đi. Tất cả là 1.280 đồng tiền vàng. Một người phục vụ đi tới nói. 1.280. Thẩm Bích Như sững sờ, nàng giật mình hỏi. Sao lại đắt như vậy? Mặc dù là một lão sư giỏi nhưng tiền lương một tháng cũng chỉ mới có 1.000 đồng tiền vàng. Vậy mà chỉ vì ăn có một bữa cơm đã tiêu hết một tháng lương rồi sao? Tại sao lại đắt như vậy chứ? Lúc chọn món nàng cũng có tính sơ qua, tiền ăn còn chưa tới 100, sao bây giờ lại lên tới tận 1.000? Thật xin lỗi, chỉ một bình rượu này thôi đã có giá là 1.200 đồng tiền vàng rồi. Người phục vụ nói, vừa rồi lúc hai người ăn cơm có một người phục vụ đến hỏi bọn họ có muốn uống rượu hay không? Thẩm Bích Như nghĩ uống chút rượu cũng không sao nên đã gật đầu đồng ý, thật không ngờ nó lại đắt đến như vậy. Bình rượu này là do các người đem tới, chúng ta cũng không biết giá. Thẩm Bích Như khó chịu nói. Có ngốc đến cỡ nào nàng cũng hiểu, mình đã bị người ta lừa rồi. Nếu không biết giá thì có thể hỏi chúng ta trước nhưng ngươi lại không hỏi, khiến chúng ta nghĩ là ngươi đã biết giá rồi, vì vậy cũng không dám nhiều lời thêm nữa. Người phục vụ lạnh lùng nói. Hừ. Thấy thái độ đối phương như vậy, Thẩm Bích Như biết có nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Nếu làm lớn chuyện ngược lại sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của mình. Do đó nàng cũng không nhiều lời nữa mà mở túi tiền ra thanh toán. Thế nhưng khi nhìn thấy số tiền còn lại trong túi mình, Thẩm Bích Như xấu hổ nói. Hôm nay ta không có mang nhiều tiền như vậy, hay ngươi ghi giấy nợ cho ta trước, đợi ta trở về rồi sẽ kêu người đem tiền đến trả. Hôm nay nàng chỉ định đến tàng thư các để đọc sách nên không mang theo nhiều tiền. Ai dè sau đó lại gặp tên Trương Huyền, nhờ hắn giải đáp vài vấn đề, bị hắn làm khiếp sợ nên đã quên mất chuyện đó. Lúc này cô mới nhớ tới, số tiền đem theo cũng chỉ có 100 đồng tiền vàng, còn thiếu rất nhiều tiền nữa mới đủ 1.000. Mời người ta đi ăn cơm, lại không có đủ tiền trả. Nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng, nếu ở đây mà có một cái hố, cô nhất định sẽ nhảy xuống đó để trốn cho đỡ mất mặt. Không có tiền trả thì đừng bày đặt chọn món cao sang. Nếu đã chọn món thì phải trả tiền, ở đây đừng nghĩ đến chuyện được ăn cơm chùa.
Người phục vụ khẽ gằn giọng. Ngươi! Thẩm Bích Như tức giận đỏ bừng mặt. Ở đây có chuyện gì vậy? Một tiếng la lớn chợt vang lên, cùng lúc đó Thượng Bân dẫn theo Bạo Thiên Sư và Tào Hùng nhanh chóng đi tới. Hắn mặc một chiếc áo bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu bước tới, vẻ mặt cao ngạo nhìn những người trước mặt. Nếu đổi lại là trước kia, với khí chất này và ngoại hình của hắn, kết hợp với con Bạo Thiên Sư đang đi theo phía sau lưng hắn, hoàn toàn có thể gọi hắn là một công tử ngọc thụ lâm phong, một nhưng mà bây giờ với gương mặt sưng đỏ, hai mắt bầm tím như gấu trúc, từ xa nhìn lại chỉ khiến cho người ta có cảm giác thật buồn cười. Nhưng mà Thượng Bân lại không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy bây giờ mình rất oai phong. Khi đi tới trước mặt Thẩm Bích Như rồi, hắn mới giả vờ kinh ngạc hỏi. Cô Thẩm, thật trùng hợp, cô cũng ở đây à? Quay đầu nhìn người phục vụ, hắn hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cứ cãi nhau ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa? Hóa ra là Thượng Bân thiếu gia. Người phục vụ giật mình, không còn dám có thái độ hung dữ như lúc trước nữa mà ngược lại cẩn thận đáp. Dạ, là như vậy, bọn họ ăn xong liền bảo không đủ tiền thanh toán. Không có tiền thanh toán. Thượng Bân lắc đầu, giả vờ thất vọng nhìn Trương Huyền. Trương lão sư à, người cũng thật là, nếu không có tiền thì cũng đừng bày đặt hào phóng đi mời người ta ăn cơm chung làm gì. Đối với lão sư đứng chót trường như ngươi thì có lẽ đã quen với mấy chuyện mất mặt thế này, thế nhưng để cô Thẩm phải chịu mất mặt chung với ngươi, cái này cũng quá đáng rồi đó. Thấy cái tên kia cứ bày ra bộ dáng tự cho mình là đúng, Trương Huyền ngạc nhiên một chút sau đó quay đầu nhìn Thẩm Bích Như nói. Ồ, hình như hắn đang nói ngươi kìa, nếu không có tiền cũng đừng giả bộ hào phóng, lần này bị mất mặt rồi. Ngươi, nghe Thượng Bân nói, Thẩm Bích Như đã tức giận rồi. Vậy mà Trương Huyền còn lặp lại thêm lần nữa, khiến cô tức đến sắp phát điên. Thẩm Bích Như hung dữ ngẩng đầu nhìn về phía cái người đang vô cùng đắc ý kia. Bây giờ Thượng Bân đang rất vui vẻ vì nghĩ mình sắp theo đuổi mỹ nữ thành công, thế nhưng hắn thật không ngờ lại nghe được tiếng Thẩm Bích Như giận dữ hét. Thượng Bân, người nói ai giả bộ hào phóng hả? Một ngọc thụ lâm phong, điển trai, có khí chất thanh cao. Chương 34, lừa gạt. Hả? Thượng Bân giật mình. Hắn không ngờ Thẩm Bích Như lại nổi giận với mình, vì thế liền vội vàng giải thích. Cô Thẩm à, ta không phải nói nàng đâu, người ta nói là cái tên Trương Huyền đáng ghét kia kìa. Không có tiền cũng đừng bày đặt mời người ta đi ăn cơm, để bị phục vụ cản lại không cho về, đúng là quá mất mặt, việc này nếu truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến thanh danh của trường chúng ta đó. Thượng Bân còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt Thẩm Bích Như ngày càng tức giận, giống như có thể bộc phát ra ngoài bất cứ lúc nào vậy. Còn đang khó hiểu với tình huống trước mặt, Thượng Bân liền nghe thấy tiếng gọi đầy lúng túng từ người phục vụ. Thượng Bân! Sao vậy? Thượng Bân nhướng mày nhìn hắn. À, thật ra người mời khách chính là Thẩm lão sư. Người phục vụ nói. Cấp trên ra mệnh lệnh cho hắn rằng phải phối hợp diễn với Thượng Bân nhưng hắn thật sự không ngờ người thanh toán không phải chàng trai đi cùng mà lại chính là Thẩm lão sư, còn chưa kịp báo cáo lại thì Thượng Bân đã đến rồi. Bây giờ lại càng không có thời gian để giải thích. Thẩm lão sư mời khách. Thượng Bân ngạc nhiên, trừng mắt nhìn người trước mặt với vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Là thật hay giả vậy? Rất nhiều lần hắn mời nữ thần đi ăn cơm cùng nhưng nàng chưa bao giờ nhận lời, vậy thì cái tên khó ưa đứng chót trường kia có tư cách gì mà được đi ăn cơm cùng nàng, lại còn. Để nàng phải trả tiền. Thì sao, ta không có tiền thanh toán đó, là ta giả bộ hào phóng, ta mất mặt, xấu hổ đó, được chưa? Thẩm Bích Như lạnh lùng nhìn Thượng Bân, hôm nay nàng đã liên tục bị Trương Huyền làm cho kinh ngạc, việc này đã khiến nàng rất phiền muộn rồi vậy mà cái tên khốn Thượng Bân còn dám lên giọng chế giễu, hỏi nàng có tức giận không chứ? Không phải đâu, không phải. Sắc mặt Thượng Bân trắng bệch, hắn sợ hãi đến nỗi suýt khóc. Giờ hắn mới hiểu được, cách làm này sai lầm đến cỡ nào. Cứ nghĩ có thể lấy lòng được người đẹp, ai dè kết quả lại tương phản, khiến nữ thần càng chán ghét hắn hơn. Hắn vội vã xua tay. Ta không có ý đó đâu, là. Thượng Bân lắp bắp, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Nhưng dù sao cũng là cháu trai trưởng lão, là lão sư giỏi của trường, là một người có kiến thức rộng rãi, chỉ một lát hắn đã lấy lại bình tĩnh và quay đầu nhìn người phục vụ phất tay. Được rồi, tổng cộng tất cả bao nhiêu tiền, để ta trả thay Thẩm lão sư là được rồi. Thượng Bân thiếu gia à, vậy sao được chứ? Ngài là khách quý của Hồng Thiên Lâu chúng ta làm sao dám lấy tiền của ngài. Người phục vụ vội lắc đầu xua tay nói.
Đây là lời kịch mà bọn họ đã thương lượng sẵn từ trước, chính là muốn biểu hiện thân phận và năng lực của Thượng Bân trước mặt nữ thần Thẩm Bích Như. Vậy được rồi. Thượng Bân đang tính nói thêm vài câu nữa để thể hiện phong độ của mình thì Thẩm Bích Như đã lên tiếng cắt lời. Không cần, tiền ăn của ta thì tự tay trả, để tránh bị người ta nói là giả vờ hào phóng. Nói xong nàng liền lấy cây châm cài trên đầu xuống. Giá thấp nhất của cây châm ngọc này cũng khoảng 5.000 đồng tiền vàng, người có thể tìm người có kinh nghiệm về lĩnh vực này để kiểm tra. Ta sẽ để nó ở đây trước, chờ ta trở về lấy tiền xong sẽ đến đây chuộc lại. Cái này, thấy Thẩm Bích Như muốn thế chấp cây châm ngọc, người phục vụ trần trừ không biết nên làm gì. Việc này không nằm trong kịch bản mà bọn họ đã thảo luận trước. Thẩm lão sư, không cần làm vậy đâu, quản lý Ngô của Hồng Thiên Lâu là bằng hữu của ta, chỉ cần ta nói một tiếng là được rồi, số tiền lão sư nợ cũng không đáng bao nhiêu. Thượng Bân vội can ngăn. Đó là việc của ngươi, liên quan gì đến ta? Thẩm Bích Như cắt ngang lời Thượng Bân, sau đó tiếp tục nhìn người phục vụ. Nếu còn không đi tìm người kiểm tra thì ta đi đấy. Ta, người phục vụ nhìn Thượng Bân bằng ánh mắt cầu cứu. Nhìn ta làm gì, Thượng Bân nóng nảy liên tục phất tay, vẻ mặt phẫn nộ quát. Ta cũng đâu quen biết ngươi. Được rồi, thật không ngờ chỉ đi ăn có một bữa cơm mà lại ồn ào như vậy, Trương Huyền lắc đầu đi tới, cầm cây châm ngọc từ trong tay người phục vụ đưa cho Thẩm Bích Như. Ngươi đưa hắn cái này làm gì? Giá bữa cơm này cũng không đến 1.280 đồng tiền vàng, người đưa cái này chẳng khác nào cho hắn cơ hội lừa gạt. Lừa gạt, Hồng Thiên Lâu đã mở cửa buôn bán ở đây được gần 10 năm rồi, giá cả cũng vừa phải, dù cho đó là người già hay trẻ nhỏ đi nữa cũng chưa từng lừa gạt một ai, lại cũng chưa từng có người nào đến đây chê trách, người nói vậy là có ý gì? Trương Huyền vừa dứt lời liền có một người trung niên bước tới. Đây chính là quản lý của Hồng Thiên Lâu, Ngô Sầu. Trước đó hắn cùng với Thượng Bân đã thương lượng xong xuôi kế hoạch, hắn sẽ đứng đằng sau để xem diễn chứ không ra mặt. Thế nhưng giờ phút này khi nghe được những lời Trương Huyền vừa nói, hắn nhịn không được mà phải đi ra giải quyết. Chuyện ầm ĩ này đã quấy rầy khá nhiều đến các vị khách trong tiệm. Nếu hắn vẫn không xuất hiện mà để mặc Trương Huyền nói tiếp, thanh danh quán rượu nhất định sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, đến lúc đó ông chủ của hắn Hồng Hạo trưởng lão không giết hắn mới là lạ. Có ý gì? Còn muốn ta nói thẳng ra sao? Trương Huyền lười biếng nói. Hừ, Hồng Thiên Lâu của chúng ta, mỗi một món ăn đều dùng những nguyên liệu quý hiếm nhất, vừa mới mẻ lại ngon miệng, giá cả cũng đã được Trường Hồng Thiên xét duyệt và thông qua. Nếu như ngươi nói không ra lý do tại sao, thì dù ngươi có là lão sư của Học viện Hồng Thiên đi nữa thì hôm nay cũng đừng mong có thể bước ra khỏi chỗ này. Quản lý Ngô giận đến tái mặt. Đối với một quán rượu mà nói, lừa gạt khách hàng là một tội danh rất lớn. Nếu việc này bị truyền đi thì Hồng Thiên Lâu sẽ khó có thể kinh doanh được nữa. Đúng là tự tìm đường chết. Cứ tưởng lần này không dạy dỗ được Trương Huyền nữa, ngờ đâu hắn ta lại đắc tội quản lý Ngô, dám nói Hồng Thiên Lâu lừa gạt khách hàng. Thấy vậy ánh mắt Thượng Bân liền sáng lên, háo hức theo dõi tình huống trước mặt. Bình thường quản lý Ngô rất dễ nói chuyện, tính tình cũng không tệ nhưng nếu làm liên lụy đến thanh danh của Hồng Thiên Lâu, hắn chắc chắn sẽ không nhường nhịn bất kỳ ai. Ha ha. Coi bộ cái tên khốn đứng chót trường kia đã gặp xui xẻo rồi. Cái tên này nói bậy bạ gì đó. Thẩm Bích Như sốt ruột nhìn Trương Huyền. Hồng Thiên Lâu có thể mở cửa ở trường Hồng Thiên, lại còn được xây với quy mô lớn như vậy, khẳng định là có thế lực lớn đứng sau lưng. Thế mà cái tên Trương Huyền kia lại dám mạnh miệng nói người ta lừa gạt khách hàng. Cái này không phải là tự tìm rắc rối sao? Quán rượu lớn như vậy, nhất định là rất coi trọng thanh danh. Nếu ngươi đã muốn ta nói, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Mặc kệ sự uy hiếp của đối phương, Trương Huyền thản nhiên đi đến cái bàn trước mặt. Món, thịt gấu ướp hoa tử hương, này, dựa theo lời các người nói, sau khi đã giết chết những con gấu hung hãn thì sẽ ngâm thịt của nó với hoa tử hương trong 3 ngày, để thịt của nó có thể thấm đều hương hoa. Nhưng đáng tiếc, mấy người chỉ mới ngâm 1 ngày rưỡi đã lấy ra xào. Mặc dù mùi vị cũng không khác nhau lắm nhưng vị thuốc từ hoa tử hương vẫn chưa đủ thời gian thấm vào thịt, dù có ăn bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng gì. Tiếp đến là món cá quế Hồng Hồ, mặc dù các người tuyên truyền là cá quế được đánh bắt ở vùng Hồng Hồ hoang sơ nhưng trên thực tế thì đó chỉ là cá quế được nuôi tại Vịnh Diệp La. Điểm khác nhau của hai loại này rất đơn giản, cá quế hoang dã bởi vì phải đối mặt với kẻ thù của mình là rùa Thanh Hà mà mặt trên vây đuôi sẽ cứng hơn nhiều so với cá quế được nuôi bình thường. Cái đuôi cũng lớn hơn, chỉ cần để ý kỹ là có thể nhận ra.
Còn món, rau xanh xào cỏ hoa tâm, kia càng không cần phải nói nhiều. Bởi vì đó cũng không phải là cỏ hoa tâm mà là dưa cải. Hai loại thực vật này tuy đều cùng một loại nhưng môi trường sinh trưởng lại khác biệt nhau. Chính vì vậy mà tên gọi của chúng cũng khác nhau. Cỏ hoa tâm thường mọc ở bên cạnh hang của man thú, nhờ có man thú chăm sóc mà bình thường rễ cây rất lớn, giá trị dinh dưỡng cũng cao hơn nhiều. Dưa cải chỉ sinh trưởng ở những nơi hoang dã, giá tiền cũng rất rẻ, rễ cây nhỏ bé, lại còn ít dinh dưỡng hơn cỏ hoa tâm. Mặc dù nhìn trông có vẻ giống nhau nhưng trên thực tế những món ăn trên bàn này lại có giá thấp hơn đến 10 lần, hoàn toàn không thể so sánh được với những món đã nói trên kia. Ghi trên thực đơn là cỏ hoa tâm mà lại dùng dưa cải để thay thế. Đây không phải lừa gạt thì là gì? Trương Huyền chỉ tùy tiện chỉ vài món ăn trên bàn, sau đó lại dễ dàng nói ra nguồn gốc và khuyết điểm của từng món. Điều này khiến cho quản lý Ngô không còn dám hung hăng như lúc trước nữa mà ngược lại, sắc mặt hắn ta trở nên trắng bệch. Hắn ta là quản lý của Hồng Thiên Lâu, vậy nên không những chỉ có nhiệm vụ tiếp đãi khách hàng mà còn phải trông coi việc bếp núc đằng sau nữa. Chính vì vậy lời nói của Trương Huyền là đúng hay sai, ông ta hiểu rất rõ. Hắn ta kinh ngạc không phải vì Trương Huyền nói bậy, mà là vì quá đúng. Những việc này ngay cả ông chủ cũng không biết rõ, bởi vì muốn kiếm lời thêm nên hắn ta đã lặng lẽ tự ý thay thế. Đặc biệt là cá quế hồng hồ và cỏ hoa tâm, hai vật mà hắn ta dùng để thay thế hoàn toàn giống như đúc với hai thứ kia, ngay cả chuyên gia ẩm thực cũng khó có thể phát hiện ra những đặc điểm khác nhau đó. Vậy tại sao tên tiểu tử này lại nhìn ra được, hơn nữa lại có thể nói chính xác như vậy? Chết tiệt! Chúng ta từ rất xa đến đây để ăn cỏ hoa tâm, thực không ngờ lại chỉ là giả. Ta cũng vậy, nghe nói cá quế hồng hồ ở nơi này là thơm nhất, ngon nhất nên mới đặc biệt chạy tới đây ăn, ai dè chỉ là hàng giả, hừ, dám lừa gạt chúng ta. Trả lại tiền đi, mau trả lại tiền cho bọn ta. Mang tiếng là tửu lâu đệ nhất ở học viện Hồng Thiên, vậy mà lại dở trò lừa gạt khách hàng, ngay cả khách quen như ta mà cũng lừa. Lời Trương Huyền vừa nói không nhanh không chậm, đầy đủ lý lẽ, dẫn chứng đàng hoàng, khiến cho người đứng xem xung quanh cảm thấy tin tưởng và tức giận vô cùng. Hồng Thiên Lâu là một trong những quán rượu nổi tiếng nhất ở Thiên Huyền Quốc, trong đó có không ít món ăn đặc biệt, thu hút vô số các cường giả từ khắp nơi đến. Thế nhưng có nằm mơ bọn họ cũng không ngờ tới, những món ăn đặc biệt đó đều là giả. Chương 35, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi, nói bậy. Nghe tiếng phản đối, là ó của mọi người, quản lý Ngô sợ hãi đổ mồ hôi đầy trên trán, hắn ta nghiến răng quát. Bây giờ không thể nhận tội được. Nếu như hắn chỉ một chút tơ hào thừa nhận lời của tên đáng ghét kia là đúng, như vậy không chỉ hủy hoại đi thanh danh của Hồng Thiên Lâu mà đến ngay cả con đường thăng tiến của hắn ta sau này cũng đi đứt. Nếu biết cái tên lão sư này là một nhà ẩm thực gia giỏi như vậy, có đánh chết thì hắn ta cũng không đồng ý với yêu cầu của Thượng Bân, tìm hắn ta gây sự để làm gì cả. Người bảo ta nói bậy. Trương Huyền nhìn quản lý Ngô hỏi. Đúng vậy, người nói những đồ ăn ở đây là giả, vậy ngươi có chứng cứ gì không? Không có chứng cứ thì đừng mở miệng nói bậy, nếu không ta sẽ kiện lên quan, để họ bắt ngươi vì tội phỉ báng bây giờ đấy. Quản lý Ngô hung dữ quát. Chứng cứ, nếu ngươi đã muốn chứng cứ, vậy được thôi. Thấy quản lý Ngô vẫn cố chấp cãi lại mà không biết sợ là gì, Trương Huyền lắc đầu. Thực ra lúc đầu hắn không để ý đến chuyện này lắm, bởi vì dù sao đi nữa thì người trả tiền cũng không phải hắn, mà là Thẩm Bích Như nên số tiền trả là nhiều hay ít thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng ai ngờ quản lý Ngô lại đi qua nói hắn là tên lừa gạt. Đã vậy thì hắn không thể bỏ qua được rồi. Mấy món ăn vừa rồi ta đều đã nêu ra chứng cứ cụ thể hết rồi. Mọi người có thể dựa theo những đặc điểm đó mà kiểm tra. Đương nhiên nếu hắn ta không thừa nhận cũng không sao. Bởi vì ngay cả những ẩm thực gia giỏi cũng khó nhận ra những thứ này, chớ nói chi là mọi người. Nhưng mà... Trương Huyền nhìn xung quanh, sau đó cầm bình rượu đắt nhất trên bàn giơ lên. Mọi người có thể dễ dàng phân biệt bình rượu này. Phân biệt, thần tiên say, chính là loại rượu đặc biệt chỉ có ở Hồng Thiên Lâu. Điều này thì tất cả mọi người đều biết, có không ít người tới đây cũng chỉ vì loại rượu này. Chẳng lẽ người muốn nói, rượu này cũng là giả? Một khách quen nhìn không được hỏi. Đúng đó, thần tiên say, là loại rượu đặc trưng ở đây, cũng là thứ mà các thực khách thích nhất, cái này chắc không thể làm giả được. Nếu như rượu này là giả, vậy chắc tất cả các món ăn còn lại không có món nào là thật rồi. Một khách quen khác tiếp lời. Bình rượu được Thẩm Bích Như mua lúc trước tên là thần tiên say. Đây là loại rượu đặc biệt,
chỉ có bán ở Hồng Thiên Lâu, mùi rượu rất thơm, vừa ngửi đã biết là rượu ngon. Một trong những nguyên nhân khiến Hồng Thiên Lâu có được thanh danh và quy mô như hiện nay cũng chính là vì có loại rượu này. Nếu như rượu này cũng là giả, vậy Hồng Thiên Lâu thật quá đáng rồi. Ta đã nói rồi, cái này rất dễ phân biệt. Giống như biết trước mấy người khách xung quanh sẽ lên tiếng chất vấn, Trương Huyền chỉ nhẹ nhàng cười, giơ bình rượu lên. Trên bình này có viết ba chữ, thần tiên say, theo thực tế, nếu bình rượu này thật sự là thần tiên say của Trăm Tỉnh Phường, thì giá trị chính xác của nó quả thật đúng là 1.200 đồng tiền vàng. Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là cái bình có ghi chữ, thần tiên say, bên trong lại không phải loại rượu ấy. Rượu được chứa bên trong đó chính là loại, thanh nham nhưỡng, của Tử Trúc Hiên. Hai loại rượu này mặc dù khá giống nhau về hương thơm và mùi vị. Nhưng, thần tiên say, dùng toàn những nguyên liệu quý hiếm như rễ cỏ, lá xanh, tim ve sầu để ủ chế thành rượu, uống rượu này không những không có hại mà còn có lợi rất lớn cho sức khỏe. Còn rượu, thanh nham nhưỡng, thì ngược lại, bởi vì trong đó có các loại hoa cỏ mang tính độc nên nếu uống nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến tim phổi, mà nếu uống lâu dài thì có thể dẫn tới hư nội tạng, giảm tu vi, khiến người đó sống không bằng chết. Dùng rượu, thanh nham nhưỡng, để thay thế cho rượu, thần tiên say, sao? Ta cũng từng nghe nói rượu thanh nham nhưỡng có hương vị gần giống với rượu thần tiên say. Hừ, ta luôn tin tưởng Hồng Thiên Lâu là quán rượu làm ăn chân thật, vậy mà thật không ngờ. Cũng là cái loại chuyên lừa gạt khách hàng mà thôi. Đúng là thứ lừa đảo, ta sẽ báo chuyện này lên ban giám hiệu của học viện, để bọn họ cử người xuống đây điều tra kỹ việc này. Những khách hàng đang đứng xung quanh đó nghe thấy vậy liền tức giận ào ào mắng. Người nói rượu bên trong là thanh nham nhưỡng, chứng cứ đâu? Quản lý Ngô nghiến răng chất vấn. Trương Huyền bình tĩnh nhìn hắn nói. Bất cứ loại rượu nào cũng có thể đốt cháy, bình rượu này chúng tôi cũng không uống nữa, người đem đốt đi. Nếu nó là thần tiên say, khi cháy sẽ tỏa ra mùi thơm như hoa lan, khiến người ta say mê. Nhưng nếu nó là thanh nham nhưỡng, chắc chắn sẽ chỉ ngửi thấy được một mùi cháy khét. Chỉ cần có cái mũi thì bất kỳ ai cũng có thể ngửi ra được. Ngươi! Quản lý Ngô đờ người ra. Lời đối phương nói không sai chút nào, nhưng cách nhận biết này ngoài mấy người sản xuất rượu thanh nham nhưỡng và một vài người bán rượu, có rất ít người biết đến nó, ngay cả hắn ta cũng là vì vô tình nghe trộm được mới biết thôi, cái tên này sao lại biết rành rọt đến vậy chứ? Thật ra rượu bán cho khách đều là thần tiên say. Bởi vì đây là loại rượu đặc biệt của quán, muốn thu hút khách đến quán của mình thì đương nhiên rượu bán ra cũng phải là rượu thật 100%. Thế nhưng khi nghe kế hoạch của Thượng Bân, hắn ta đã cố ý đưa cho Trương Huyền bình rượu giả hòng lừa gạt thêm một ít tiền. Hắn ta vốn nghĩ chắc chắn Trương Huyền sẽ không thể biết được nhưng thật không ngờ, đối phương không những biết mà còn hiểu rõ rất nhiều thứ, kể cả phương pháp nhận biết. Bây giờ cho dù hắn ta có giải thích với mọi người rằng rượu bọn họ uống là thần tiên say thì chắc cũng chẳng có ai tin. Sao vậy, không muốn thử à? Thấy quản lý Ngô căng thẳng, Trương Huyền mỉm cười ném bình rượu xuống đất làm rượu văng khắp nơi. Sau đó hắn lấy một mồi lửa, nhẹ nhàng ném vào đó. Lửa cháy hừng hực, một lát sau mọi người bắt đầu ngửi thấy một mùi khét, cái mùi đó rất khó chịu khiến họ cảm thấy choáng đầu, hoa mắt. Thối quá, thứ chúng ta vừa uống chính là cái này sao? Hồng Thiên Lâu thật quá đáng, lại dám lừa gạt khách hàng. Người đã thấy thối rồi. Uống vào chắc chắn sẽ bị trúng độc. Trả lại tiền đây, mau trả hết tiền uống rượu trong 3 năm nay của ta, không chỉ trả mà còn phải bồi thường cho ta nữa. Quán rượu ngày càng trở nên ồn ào. Tất cả mọi người đều nhốn nháo xông đến chỗ quản lý Ngô. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tào Hùng, Thượng Bân tức đến sắp phát điên rồi. Bọn họ sắp đặt kế hoạch để hãm hại Trương Huyền, muốn hắn mất mặt trước mọi người. Ai dè kết quả hoàn toàn ngược lại. Hắn không những chẳng bị mất mặt mà giờ còn trở nên nổi tiếng. Còn bọn họ lại thành những tên hề, thật mất mặt, xấu hổ làm sao. Còn dám hỏi chuyện gì, cái đồ đáng chết nhà ngươi. Quản lý Ngô đứng kế bên nghe xong liền tức giận giơ chân đạp về hướng hai người Thượng Bân. Bùm, bùm. Hắn là võ giả tầng 6 tích huyệt cảnh, chính vì vậy hai người kia không kịp tránh mà bị đạp vài phát mạnh, cả hai xây sầm mặt mày, ngã bổ chưởng dưới đất. Trên mặt có hình một dấu chân thật lớn. Quản lý Ngô đã thực sự nổi điên, nếu không phải hai tên thối tha này bày mưu hại người thì hắn ta cũng đâu bị lâm vào tình huống khốn nạn này chứ. Không cần nói cũng có thể đoán được kết cục bi thảm sau này của hắn ta là gì rồi. Không chỉ bị mất việc làm mà còn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Hồng Hạo trưởng lão.
Qua chuyện này, danh tiếng của Hồng Thiên Lâu chắc chắn sẽ xấu đi, việc làm ăn cũng sẽ không còn tốt như trước đây nữa. Mà nguyên nhân gây ra chuyện này cũng là do hai cái tên khốn kia lập kế hoạch hại người, muốn dạy dỗ cái tên lão sư đứng chót trường kia. Cái tên này mà đứng chót cái nỗi gì, ngay cả người đứng đầu trường cũng chưa chắc có hiểu biết rộng như hắn. Nếu sớm biết Trương Huyền là người lợi hại như vậy, hắn ta đâu dám đến kiếm chuyện làm gì. Nói đúng hơn là giá như tên lão sư chót trường kia không đến đây gây sự là hắn đã mừng lắm rồi. Đáng ghét. Coi bộ không có ai đến thu tiền chúng ta đâu, đi thôi. Nhìn đám đông đang la lối trước mặt, Trương Huyền nói với Thẩm Bích như nói một câu rồi đi ra ngoài. Việc đã giải quyết xong, tiếp tục ở đây chỉ thêm phiền phức, vì thế hắn nhanh chóng ra về. Thẩm Bích như vội vã đuổi theo, nhìn Trương Huyền đang đi trước mặt mình bằng ánh mặt phức tạp. Trước kia nàng vẫn luôn nghĩ Trương Huyền là một người vô dụng, cái gì cũng không biết, sự hiện diện của hắn chính là một sỉ nhục lớn cho những ai hành nghề lão sư. Thế nhưng sau nửa ngày hôm nay nàng mới nhận ra, nếu như hắn là tên vô dụng, vậy nàng là cái gì chứ? Là người còn ngu dốt hơn một tên, vô dụng sao? Thẩm Bích như cắn răng, cố gắng đi nhanh về phía trước, trong đôi mắt đen nhánh xinh đẹp kia hiện rõ sự nghi ngờ, anh có nhiều hiểu biết về thức ăn như vậy, chẳng lẽ? Anh cũng là một chuyên gia ẩm thực sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 36, ẩm thực gia. Thế giới này có rất nhiều nghề nghiệp và ẩm thực gia chính là một trong số đó. Những người làm nghề này thường rất nhạy cảm với thức ăn, họ có thể nhận biết được rất nhiều hương vị mà người thường không biết. Mặc dù tu vi của bọn họ có thể sẽ không cao nhưng những quán cơm, quán rượu đều sẽ trả tiền rất cao để thuê bọn họ kiểm tra mùi vị của thức ăn và nêu ra quan điểm của họ về thức ăn đó, vì vậy thu nhập của bọn họ cũng tương đối cao. Có điều nghề ẩm thực gia cũng chỉ được xếp vào tầng lớp nghề nghiệp thấp nhất, thường không được nhiều người tôn trọng. Trong thế giới này có hơn mấy ngàn nghề nghiệp, để phân biệt được nó, người ta chia nghề nghiệp ra thành ba loại, thượng cửu lưu, trung cửu lưu và hạ cửu lưu. 1. Luyện đan sư, luyện khí sư và trận pháp sư đều là những nghề nghiệp cao cấp, có ích cho tu vi, vì vậy được xếp vào hàng thượng cửu lưu. Ngược lại, ẩm thực gia bị xem là một nghề không trung thực, một nghề chuyên lừa đảo, vì vậy được xếp vào hàng hạ cửu lưu. Theo Thẩm Bích như thấy, thiếu niên ở trước mặt không những dễ dàng nói ra đặc điểm của những món ăn kia, mà còn có thể chỉ rõ thiếu sót của rượu ngon trong tiệm, những việc này chỉ ẩm thực gia mới có khả năng làm được thôi. Cô nghĩ như vậy cũng được. Trương Huyền cũng không giải thích. Thiên đạo đồ thư quán không chỉ có thể nhìn ra tu vi của người ta mà còn có thể nhận biết các thành phần thức ăn. Chỉ cần nếm thử một miếng đồ ăn bất kỳ, thiên đạo đồ thư quán sẽ lập tức ghi rõ khuyết điểm của từng món. Đã có vật này rồi thì việc trừng trị một người quản lý nho nhỏ như quản lý Ngô cũng rất đơn giản. Cảm ơn ngươi hôm nay đã giúp ta. Thấy đối phương thừa nhận, Thẩm Bích như nói. Nếu không phải nhờ Trương Huyền có năng lực phân biệt thức ăn, chắc chắn hôm nay nàng sẽ rất mất mặt. Không có gì đâu. Trương Huyền phất tay. Bữa cơm này là do ngươi thay ta giải quyết nên không tính là ta mời được. Lần sau nhất định ta sẽ mời ngươi ăn một bữa cơm khác. Thẩm Bích như nói. Mời ta một bữa khác. Trương Huyền suy nghĩ một lát liền lắc đầu từ chối. Thôi khỏi, ta còn muốn sống thêm mấy ngày nữa. Mặc dù cảm giác đi ăn cùng mỹ nữ cũng rất thú vị nhưng hắn tự hiểu thanh danh của bản thân mình xấu như vậy, chắc chắn đối phương cũng chẳng thích thú gì khi đi cùng. Đã vậy hắn còn phải chịu sự ganh ghét, ghen tị của những người theo đuổi nàng ta, rồi còn phải nghĩ biện pháp đối phó bọn họ. Nhưng bây giờ hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có nhiều thời gian rảnh để làm mấy chuyện vô ích như vậy. Ngươi, vừa cảm thấy đối phương đã nói chuyện bình thường trở lại, ai dè lại nghe được câu trả lời này, Thẩm Bích như cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, nàng lại tức giận đến sắp phát điên. Rất nhiều người muốn mời nàng đi ăn cơm mà nàng còn chưa đi, cái tên khó ưa này thì ngược lại. Nàng đã tự hạ mình mời hắn mà hắn lại dám từ chối, làm như nàng đang cầu xin hắn vậy. Đáng ghét. Được rồi, cơm cũng đã ăn xong rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi trước đây, ta rất bận. Không nhận ra đối phương đang rất tức giận, Trương Huyền phất tay, xoay người tính rời khỏi đó. Đừng gấp, ta còn chưa nói xong. Cố nén tức giận, Thẩm Bích như cố gắng lấy lại bình tĩnh, hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Trương Huyền. Mặc dù hôm nay ngươi đã giúp ta thoát khỏi hoàn cảnh khó xử đó, ẩm thực gia cũng là một nghề nghiệp nổi tiếng nhưng đây dù sao cũng là nghề nghiệp hạ lưu, đã là người luyện võ thì cần nên lấy tu luyện làm chủ.
võ giả khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định có thể trở thành tích cốc, lúc đó thức ăn cũng trở nên vô dụng. Bởi vậy cho dù bây giờ có thể kiếm thêm ít tiền thông qua nghề ẩm thực gia này nhưng cuối cùng nó cũng không phải là con đường chân chính. Qua nửa ngày tiếp xúc, nàng đã nhận ra Trương Huyền không phải là một người vô dụng giống lời đồn. Có thể là bởi vì hắn đã tập trung hết tinh thần lên việc nghiên cứu món ăn nên thành tích kiểm tra mới kém như vậy. Nghĩ tới đấy, rõ ràng là nàng đang tức giận gần chết nhưng cũng không nhịn được mà nhắc nhở hắn. Được, biết đối phương có ý tốt nên Trương Huyền liền gật đầu, đang muốn rời đi thì nghe được tiếng bước chân bước vội về phía hắn. Trương Huyền, để coi ngươi còn trốn ở đâu được, hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi chỗ này. Sau khi giọng nói dữ tợn kia vang lên, hai người một thú cùng xuất hiện và đứng cản trước mặt Trương Huyền. Hai người này chính là Tào Hùng và Thượng Bân. Lúc này trên mặt hai người vẫn còn hình một dấu chân lớn trên mặt, có thể thấy rất rõ ràng, nửa bên mặt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả hai đều trông không còn bộ dạng tự nhiên, phóng khoáng như lúc trước. Nhất là Thượng Bân, vết thương buổi sáng còn chưa lành mà bây giờ lại phải chịu thêm một cú đá nữa nên miệng hắn bị lệch hẳn sang một bên, sưng lên như hai cây lạp xưởng, đâu còn dáng vẻ đẹp trai như ngày xưa. Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, vốn dự định thể hiện sự hào phóng của mình trước mặt nữ thần. Ai dè chưa kịp thể hiện đã bị đánh thành than tàn ma dại, ngay cả quan hệ với Hồng Thiên Lâu cũng bị cắt đứt, không khéo còn có thể bị ra ra mắng cho một trận. Chuyện nhục nhã này, Thượng Bân hắn sao có thể chịu được? Càng nghĩ càng tức, vì thế Thượng Bân không nói đem gì nữa mà xông thẳng đến chỗ Trương Huyền. Thượng Bân, ngươi muốn làm gì vậy? Thẩm Bích Như không nghĩ Thượng Bân lại có thể đuổi theo bọn họ để gây sự, nàng nhịn không nổi bèn đứng trước Trương Huyền để ngăn cản Thượng Bân ra tay đánh người. Thẩm lão sư, nàng mau tránh ra, đây là ân oán cá nhân giữa ta và Trương Huyền. Nếu không nhìn thấy Thẩm Bích Như còn đỡ, vừa nhìn thấy nàng che chở cho cái người nổi tiếng là vô dụng nhất trường kia, Thượng Bân lại càng tức giận muốn điên lên. Hắn ghét Trương Huyền, hắn cũng rất ghen tị với đối phương. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, Thượng Bân quát. Trương Huyền, người có phải là nam nhân hay không? Nếu là nam nhân thì đừng trốn sau lưng nữ tử người ta. Có gan thì bước ra đây đấu với ta một trận. Thấy cái tên kia đã mất đi lý trí, Trương Huyền nhìn hắn đáp. Trốn sau lưng nữ tử thì sao chứ? Đây mới gọi là bản lĩnh, có giỏi thì ngươi cũng tìm một người để trốn tránh đi. Ngươi! Thượng Bân tức đến nỗi suýt phun ra một ngụm máu. Chỉ cần là nam nhân, nếu bị người khác mắng là vô dụng, phải nhờ nữ tử che chở, chắc hẳn sẽ phải cảm thấy vô cùng mất mặt và nhục nhã. Nói không chừng còn tức giận muốn đánh người nữa cơ. Nhưng cái tên khó ưa này tại sao lại không có phản ứng nào giống người bình thường hết vậy? Trong mắt người khác đây là chuyện rất mất mặt, ấy thế mà hắn lại có thể bình tĩnh và hùng hồn thừa nhận việc này như một sự thật hiển nhiên. Chết tiệt, sao da mặt hắn lại dày thế? Thẩm lão sư, hai người kia phiền cô giải quyết giúp nhé, tôi còn có việc, đi trước đây. Là một người xuyên không, có tình huống nào mà hắn chưa từng thấy chứ, làm sao biết xấu hổ nữa? Đùa chứ, kiếp trước. Hắn sống trong một thế giới phát triển với đầy đủ phương tiện truyền thông. Có ai mà không mặt dày đâu. Nếu đã có người giúp giải quyết việc này, hắn cũng lười phải quan tâm. Không phải vì sợ bọn họ, mà vì bây giờ chưa phải lúc để lộ tu vi thực sự của bản thân. Hơn nữa gia gia của đối phương còn là trưởng lão, một khi vượt quá giới hạn chịu đựng, chắc chắn hắn ta sẽ ra tay đối phó với hắn. Nên nếu đã có người giúp mình cản phía trước, hắn cũng không ngại mà nhận lấy ý tốt này. Thấy Trương Huyền vô sỉ như vậy, Thẩm Bích Như cũng không còn biết nói gì thêm. Vừa rồi cô còn sợ Trương Huyền bị Thượng Bân chọc giận, ra tay đánh nhau với hắn ta. Bây giờ xem ra là do nàng suy nghĩ nhiều rồi. Cái tên này mà có thể giận dữ đòi quyết đấu thì heo mẹ cũng có thể leo cây rồi. Trương Huyền, người mau đứng lại đó cho ta, nếu hôm nay ta không giết được ngươi thì ta không phải là Thượng Bân. Thấy bộ dạng kia của Trương Huyền, Thượng Bân càng giận dữ thêm. Gân xanh nổi vằn lên trên trán, sắc mặt hắn tái mét. Trông thấy Thẩm Bích Như vẫn ngăn trước mặt hắn, không có ý muốn tránh ra, hắn liền quát lên một tiếng thật lớn. Bạo Thiên Sư, mau giết hắn đi, chỉ cần ngươi giết được hắn, mỗi ngày ta đều sẽ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Còn nữa, viên thuốc, nhuận huyệt đan, mà Gia Gia vừa mới cho ta cũng sẽ thuộc về ngươi. Bạo Thiên Sư là man thú cấp 6, lại được người thuần hóa, chính vì vậy nó có thể nghe hiểu được tiếng người bình thường nói. Là sủng vật của gia gia hắn, nên nó chỉ bảo vệ hắn không bị thương, còn mệnh lệnh của hắn thì nó hoàn toàn không chịu nghe theo.
Do đó muốn nó đánh Trương Huyền cũng chỉ còn cách đem tất cả những đồ tốt ra dụ dỗ nó. Nghe được lời Thượng Bân nói, ánh mắt Bạo Thiên Sư sáng lên, nó giống lên một tiếng thật to như đã đồng ý. Man thú khi đạt tới giai đoạn thích huyệt cảnh, muốn mở huyệt đạo sẽ không thể dùng phương pháp giống con người, để chân khí di chuyển trong cơ thể mà khai mở huyệt đạo. Nó chỉ có thể dựa vào sự biến hóa của cơ thể để từ từ tăng sức mạnh lên. Nếu như lúc này có nhuận huyệt đan trợ giúp, nó nhất định có thể gia tăng thực lực một cách đáng kể. Nhuận huyệt đan là đan dược chuẩn bị cho võ giả tầng 6, đan dược này làm xoa dịu các huyệt đạo, giúp cho người ta dễ dàng thăng tiến hơn trong tầng thích huyệt cảnh này. Hiện tại Thượng Bân đã đạt tới võ giả tầng 5, thời kỳ đỉnh cao của đỉnh lực cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào thích huyệt cảnh rồi. Vì vậy mà Thượng Thần trưởng lão đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn mua viên đan dược này để giúp hắn dễ đột phá hơn. Lúc đầu, Thượng Bân cũng không nỡ lấy nó ra làm vật trao đổi với Bạo Thiên Sư, nhưng nghĩ đến việc bị cái tên vô dụng như Trương Huyền làm mất mặt, xấu hổ, hắn cũng không nhịn được nữa. Hôm nay nếu không giết được Trương Huyền, hắn sợ từ nay về sau sẽ không còn mặt mũi nào mà làm lão sư ở đây. Nhất là nữ thần Thẩm Bích Như, có lẽ nàng sẽ không thèm liếc hắn thêm một lần nào nữa. Việc này làm sao hắn có thể nhịn được? Thượng Bân, ngươi tính làm gì? Ở trường mà giết hại đồng nghiệp là tội lớn. Không ngờ Thượng Bân lại điên cuồng như vậy, để Bạo Thiên Sư ra tay, Thẩm Bích Như sợ hãi muốn xông lên bảo vệ Trương Huyền nhưng lại bị ngăn cản, nàng lo lắng la lớn. Trong học viện có quy định, các lão sư không được chém giết lẫn nhau. Nếu không sẽ bị phạt nặng theo quy định. Là Trương Huyền muốn giết ta, Bạo Thiên Sư muốn bảo vệ ta nên mới đánh nhau, ta phòng vệ chính đáng, ai có thể nói gì? Thượng Bân tức giận đỏ mắt, điên cuồng hét. Bạo Thiên Sư, ngươi còn do dự gì nữa, mau ra tay đi. Ngươi, Thẩm Bích Như chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Quá vô sỉ rồi. Nếu hắn nói như vậy, lại thêm sự giúp đỡ từ Thượng Thần trưởng lão, có lẽ chuyện này thật sự có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thậm chí Thượng Bân hắn cũng không cần phải chịu xử phạt. Mà Trương Huyền rất có thể sẽ mất mạng. Dù sao đây cũng là man thú cấp 6, bình thường những cường giả tích huyệt cảnh cũng không phải là đối thủ của nó. Một người kiểm tra được không điểm như Trương Huyền làm sao có đủ năng lực để chống đỡ cơ chứ? Trong lúc Thẩm Bích Như đang sốt ruột, lo lắng, Bạo Thiên Sư đã giống to một tiếng đầy giận dữ rồi xông đến chỗ Trương Huyền. Còn chưa tới gần, hơi thở mạnh mẽ của nó đã tỏa ra và hội tụ lại như một cơn gió lớn, đè ép lên cây cối xung quanh, khiến lá cây, cỏ dại đều bị đè xuống thấp. Một cửu lưu, tầng lớp nghề nghiệp. Chương 37, Đại tỷ à, người buông tha cho ta đi. Trương Huyền. Thẩm Bích Như muốn vùng vẫy thoát khỏi sự ngăn cản của Thượng Bân để chạy tới cứu người nhưng liên tục mấy lần đều bị thất bại, nàng không thể nào thoát ra được. Tu vi của nàng và Thượng Bân giống nhau, mặc dù nhìn Thượng Bân giống loại công tử bột một không biết làm gì nhưng thực lực của hắn cũng không phải giả. Nàng có thể đánh thắng đối phương, nhưng hiện tại đối phương lại sử dụng thuật phòng thủ nên nàng không có cách nào thoát được. Là ta hại ngươi. Thấy không còn cách nào để cứu đối phương, trong lòng Thẩm Bích Như tràn đầy áy náy. Theo suy nghĩ của Thẩm Bích Như, sở dĩ Thượng Bân ra tay đối phó với tên lão sư đứng chót trường kia là bởi vì nàng. Tại sao ư, một người là cháu trai trưởng lão, vừa có tiền vừa có địa vị, một người nổi tiếng là thứ vô dụng, không có mối quan hệ, cũng không có gia thế chống lưng. Cả hai trái ngược nhau, không có điểm chung nào cả, nếu không phải bởi vì nàng thì làm sao hai người có thể nảy sinh mâu thuẫn với nhau được. Là do nàng đã hại Trương Huyền nhưng nàng lại không có cách nào giúp hắn, vì vậy nàng cảm thấy rất áy náy. Sao không có tiếng động gì hết vậy? Chẳng lẽ, Trương Huyền đã bị giết? Càng lo lắng, cũng lại càng không thể thoát khỏi vòng vây ngăn cản của Thượng Bân. Bị Thượng Bân chắn ngang tầm mắt nên Thẩm Bích Như không nhìn thấy được tình huống của Trương Huyền bên kia. Không có âm thanh nào phát ra, xung quanh yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng phản kháng cũng không có. Xem ra chỉ có một loại tình huống. Trương Huyền còn chưa kịp phản kháng đã bị Bạo Thiên Sư vồ chết rồi. Dù sao cường giả man thú tích huyệt cảnh như Bạo Thiên Sư, ngay cả nàng cũng chưa chắc đỡ được một chiêu của nó. Ha ha, hắn đã chết, cho dù bây giờ nàng muốn ra tay cũng đã muộn rồi. Nghe thấy phía sau không có tiếng động gì, ánh mắt Thượng Bân sáng lên. Hắn biết, chỉ cần Bạo Thiên Sư ra tay thì cái tên vô dụng kia chắc chắn không thể thoát được. Thượng Bân hưng phấn cười to. Hắn cũng không ngăn cản Thẩm Bích Như nữa mà lùi về phía sau. Trương Huyền. Thấy Thượng Bân đã tránh ra, Thẩm Bích Như cũng không còn tâm trạng để chiến đấu, nàng vội vàng nhìn về phía trước.
Ngay lúc nàng cho rằng sẽ nhìn thấy một màn máu tươi đầy đất và một thi thể đã chết thảm thì cơ thể nàng đột nhiên cứng đờ, sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cứ tưởng sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, nữ thần sẽ bị dọa đến nỗi khóc không thành tiếng chứ. Thấy bộ dạng này của Thẩm Bích Như, Thượng Bân cũng vội vã quay đầu nhìn lại, xem xét tình huống bên kia, khi thấy rõ cảnh tượng trước mặt, hắn trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Bạo Thiên Sư bộ dạng hung dữ khi nãy, chẳng những không xé Trương Huyền thành từng mảnh nhỏ mà còn đang nằm phục trước mặt hắn giống như một chú chó lông xù, đang vui mừng liếm bàn tay hắn. Một bàn tay khác của Trương Huyền đang xoa đầu và lỗ tai Bạo Thiên Sư, vẻ mặt của Bạo Thiên Sư thì vô cùng vui vẻ liếm tay Trương Huyền. Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thượng Bân sắp khóc. Con Bạo Thiên Sư này là sủng vật của gia gia hắn, bản tính rất kiêu căng, đừng nói sờ đầu, mà ngay cả chạm thử nó cũng không thể, nếu không sẽ khiến nó nổi giận. Thời gian chỉ mới trôi qua nửa ngày, kể từ lúc hắn dẫn nó từ chỗ ông nội đến đây, cho nó không ít đồ ăn ngon, thế nhưng nó vẫn chẳng chút cảm động, thậm chí còn rất lạnh nhạt, hờ hững, vậy mà tại sao? Man thú kiêu ngạo như vậy, khi đến trước mặt Trương Huyền, lại biến thành chó lông xù rồi. Muốn ngươi đi giết hắn nhưng lại nằm phục trước mặt hắn, liếm bàn tay hắn, vậy có được không? Thượng Bân cảm thấy mơ mơ hồ hồ, hắn sắp phát điên rồi. Bạo Thiên Sư, ngươi đang làm gì vậy? Nhanh giết hắn đi. Thượng Bân quát lên một tiếng. Bạo Thiên Sư vẫn không nhúc nhích, vẫn híp mắt như cũ, để Trương Huyền tùy ý xoa đầu nó. Ngươi, mau giết hắn đi, chỉ cần giết hắn, sau này ngươi muốn ăn cái gì ta cũng mua cho ngươi ăn. Thượng Bân nóng nảy gào thét. Ồn ào quá, làm hắn ngậm miệng lại đi. Trương Huyền xoa đầu Bạo Thiên Sư, sau đó đứng dậy phất tay áo nói. Bạo Thiên Sư đứng dậy giống lên một tiếng giận dữ, sau đó hung hãn nhìn Thượng Bân. Ngươi muốn làm gì? Thượng Bân giật mình, liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng mà còn chưa lùi được bao xa thì Bạo Thiên Sư đã xông tới, móng vuốt to lớn nhẹ nhàng lướt qua. Táp! Thượng Bân chưa kịp phản ứng đã bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, đụng đầu vào một cây đại thụ, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ngươi là sủng vật của gia gia ta mà. Thượng Bân khóc giống lên. Con Bạo Thiên Sư này là gia gia cho hắn mượn để bảo vệ hắn, dựa theo đạo lý trên thì đáng ra nó phải nghe lời hắn đối phó với người ngoài chứ, như thế nào mà lại đổi thành nghe người ngoài tới đánh mình. Bụp! Còn chưa có khóc xong, Thượng Bân đã thấy thêm một bóng người bị quăng đến bên cạnh mình, người đó chính là Tào Hùng. Cái tên này thấy tình thế không ổn liền xoay người bỏ chạy nhưng hắn làm sao có thể thoát khỏi man thú cấp 6 như Bạo Thiên Sư, vì vậy cũng bị quăng đến đây. Sau khi đánh bay hai người này, Bạo Thiên Sư giống lên một tiếng vui vẻ, giống như vừa làm được một chuyện rất đáng tự hào, nó nhanh chóng đi đến chỗ Trương Huyền, bộ dạng như vừa lấy lòng vừa tranh công xin thưởng. Không tệ đó, làm rất tốt. Trương Huyền xoa đầu nó. Ù mâm. Bạo Thiên Sư liên tục gục gặc đầu, khí phách hiên ngang đi đến trước mặt hai người kia nằm xuống, vẻ mặt kiêu ngạo giống như một quản gia chuyên nghiệp, nó nhìn hai người Thượng Bân chằm chằm như sợ bọn họ sẽ trốn thoát. Thượng Bân và Tào Hùng đang tính chạy trốn khi thấy tình huống này liền khóc không ra nước mắt. Trương Huyền, ngươi làm sao mà có thể làm được hay vậy? Sau một lúc đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, Thẩm Bích Như cũng đã lấy lại phản ứng, liền nhìn Trương Huyền một cách khó hiểu hỏi. Làm sao à? Trương Huyền gãi đầu. Con Bạo Thiên Sư này rất dễ nói chuyện, có lẽ là do ta khá đẹp trai. Đẹp trai? Thẩm Bích Như nháy mắt, cơ thể mềm mại khẽ run vài cái. Bạo Thiên Sư là man thú, dù nó có nghĩ đến hai chữ đẹp trai thì cũng là khi nhìn đến một con Bạo Thiên Sư được chứ. Người có đẹp trai hay không thì mắc mớ gì đến nó. Với lại nếu muốn nói đến đẹp trai thì Thượng Bân còn đẹp trai hơn ngươi nhiều. Được rồi, tạm biệt. Trương Huyền cũng không giải thích mà xoay người rời đi. Thiên đạo đồ thư quán có thể nhìn ra khuyết điểm của con người, tự nhiên cũng có thể nhìn ra khuyết điểm của Bạo Thiên Sư. Bạo Thiên Sư này nhìn thì có vẻ rất phi thường nhưng trên thực tế nó lại có không ít khuyết điểm. Nếu không phải vì vậy thì nó đã không cam tâm tình nguyện làm sủng vật của Thượng Thần Trưởng Lão. Thiên đạo đồ thư quán có thể nhìn ra khuyết điểm còn Trương Huyền thì lợi dụng điều đó mà giúp nó giải quyết khuyết điểm một cách dễ dàng. Chính vì vậy Bạo Thiên Sư mới nghe lời hắn mà không hề do dự. Về phần lời hứa cho đồ ăn ngon và nhiều đan dược của Thượng Bân, làm sao có thể so được với việc giúp nó loại bỏ hết các khuyết điểm trên mình chứ? Đương nhiên những lời này là bí mật riêng của hắn,
không thể nào nói cho Thẩm Bích Như biết được. Ngươi, đừng đi, ngươi còn chưa nói rõ tại sao Bạo Thiên Sư lại có thể nghe lời ngươi mà. Thấy Trương Huyền xoay người rời đi, Thẩm Bích Như liền vội vàng đuổi theo. Càng tiếp xúc nhiều với Trương Huyền, nàng càng phát hiện ra đối phương là người vô cùng lợi hại, cũng có rất nhiều bí ẩn, khiến nàng không hiểu rõ được. Chỉ cần nhìn một lần có thể nhớ rõ từng chi tiết trong sách, biết rõ ràng đáp án mà khi kiểm tra giữa các lão sư nhưng lại chỉ được không điểm, tùy tiện ăn cơm lại phát hiện ra hắn là ẩm thực gia, hơn nữa hắn còn có thể dễ dàng khiến cho man thú nghe lời. Những việc khó hoàn thành trong suy nghĩ của người khác lại thành rất dễ dàng khi đến tay Trương Huyền, đúng là chuyện khó có thể tin được. Làm sao hắn có thể làm được? Thẩm Bích Như càng ngày càng tò mò về người thiếu niên trước mặt. Đại tỷ à! Không biết Thẩm Bích Như đang suy nghĩ cái gì nhưng thấy nàng cứ mãi đi theo mình, Trương Huyền liền dừng bước, bất đắc dĩ nói. Ta còn muốn sống lâu một chút, ta rất sợ khi đi cùng với ngươi sẽ không thể sống được đến ngày mai mất. Ngươi buông tha cho ta đi. Đại tỷ, ngươi mới là đại tỷ, cả nhà ngươi là đại tỷ. Thẩm Bích Như đỏ mặt, tức giận hét. Nàng là mỹ nữ, mặc dù so với Trương Huyền, nàng lớn tuổi hơn một chút nhưng nhìn bề ngoài của nàng thì chỉ giống thiếu nữ 17, 18 tuổi thôi. Thế nhưng cái tên đáng ghét này lại gọi nàng là đại tỷ, thật đúng là... Chọc nàng nổi điên. Được rồi, ta là đại tỷ, vậy ngươi để ta đi đi. Trương Huyền bất lực lắc đầu. Ha ha! Nghe Trương Huyền tự gọi mình là đại tỷ, Thẩm Bích Như bật cười thành tiếng. Được rồi, ngươi đi đi, để mai ta tới tìm ngươi sau. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trương Huyền, một công tử bột, con trai nhà giàu, không biết làm gì hết. Chương 38, Lục Lạc Thoa Âm. Hồng Thiên Lâu bây giờ đã trở thành một đống đổ nát, lộn xộn. Sốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ta mới ra ngoài chưa được bao lâu mà đã rối loạn thế này rồi. Trong phòng, quản lý Ngô đang sợ hãi quỳ trước mặt một lão nhân, hắn ta cũng đang lạnh lùng nhìn Ngô Sầu. Lão nhân đó chính là chủ của Hồng Thiên Lâu, Hồng Hạo trưởng lão. Thưa trưởng lão, là như vậy, Thượng Bân cháu trai của Thượng Thần trưởng lão tới. Quản lý Ngô cũng không giấu giếm mà kể ra hết rõ ràng toàn bộ sự việc. Trong đó bao gồm cả việc hắn đã đổi rượu, thần tiên say, thành rượu, thanh nham nhưỡng. Ngô Sầu, người thật là to gan. Nghe Ngô Sầu nói về việc đổi rượu, Hồng Hạo trưởng lão giận đến tái mặt, giơ chân đá hắn ta một phát thật mạnh. Bùm! Quản lý Ngô lập tức bị đá bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi. Xin trưởng lão tha mạng, mặc dù tội của ta rất lớn, không thể tha thứ được, thế nhưng tên kia còn đáng ghét hơn nhiều, hắn ta nói ra những lời này trước mặt nhiều người như vậy để Hồng Thiên Lâu chúng ta mất hết thể diện. Điều đó chứng tỏ hắn dám xem thường trưởng lão. Hừ, tự mình làm chuyện xấu, chẳng lẽ nhiều đó còn chưa đủ để người khác nói sao? Hồng Hạo trưởng lão ngày càng tức giận. Vẻ mặt âm u như sắp có mưa giông. Ta, quản lý Ngô run lẩy bẩy. Thay đổi món ăn khác với trên thực đơn để kiếm lời riêng, cái này đều là do hắn tự mình làm, cứ tưởng sẽ không ai có thể biết được, thế nhưng bây giờ lại bị một thiếu niên vạch trần sự thật trước mặt mọi người, vì vậy hiện tại quản lý Ngô rất hận Trương Huyền. Ta cho ngươi 5 ngày, lập tức giải quyết nhanh chóng chuyện này cho ta, làm sao để mức tổn thất mà Hồng Thiên Lâu phải chịu là thấp nhất. Như vậy ta có thể sẽ không phạt ngươi tội tham ô, còn bằng không, ngươi cũng đừng mong giữ lấy cái mạng chó kia nữa. Hồng Hạo trưởng lão đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Sầu nói. Còn nữa, cái tên kia là ai? Hắn là lão sư nào trong trường? Nếu đã biết những thứ này, giá như cứ im lặng nói cho ta biết thì ta đã ban thưởng cho một đống vàng bạc, châu báu. Đằng này lại dám nói sự thật ra trước mặt mọi người, làm thanh danh Hồng Thiên Lâu bị tổn hại. Ngày mai ta nhất định sẽ đến đó xem thử coi, rốt cuộc là ai đã cho hắn lá gan lớn như vậy. Sau khi hét lên một tiếng lớn, cả người Hồng Hạo trưởng lão tỏa ra một luồng hơi thở cuồng bạo, hơi thở lạnh lẽo ấy khiến cho người ta không lạnh mà run. Võ giả tầng 7 thông huyền cảnh. Thật không ngờ Hồng Hạo trưởng lão lại là cường giả thông huyền cảnh, hèn chi lúc trước hắn ta lại tham gia tranh giành chức hiệu trưởng, chỉ riêng tu vi này thôi cũng đã đủ để người ta khiếp sợ rồi. Là lão sư Trương Huyền. Quản lý Ngô vội vã nói. Trương Huyền, người xếp hạng chót và là giáo viên tệ nhất trường Trương Huyền. Hồng Hạo trưởng lão sững sờ. Giáo viên thi kiểm tra được không điểm, đây là việc chưa từng xảy ở trường Hồng Thiên trong suốt mấy trăm năm qua, kể từ lúc thành lập trường đến nay. Ngay cả người nổi tiếng như Hồng Hạo trưởng lão cũng đã từng nghe qua cái tên này rồi.
chính là hắn. Quản lý Ngô gật đầu. Chỉ là một thứ vô dụng mà cũng dám dẫm đạp lên tôn nghiêm của Hồng Thiên Lâu, được lắm. Nắm chặt tay, ánh mắt Hồng Hạo trưởng lão sáng lên, lộ ra sát khí một nồng đậm. Nếu đối phương là một lão sư ưu tú, là người quan trọng của trường thì hắn ta vẫn còn chút do dự, không dám ra tay nhưng hóa ra chỉ là một tên rác rưởi. Vậy cũng đừng trách hắn ta vô tình. Ôi, thật là phiền phức. Trở lại chỗ ở, Trương Huyền xoa trán. Chỉ đi ăn cơm mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngay cả hắn cũng không ngờ đến. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, vẫn là nghĩ cách đột phá qua tầng tích huyệt cảnh thì tốt hơn. Trương Huyền nhanh chóng bỏ đi những suy nghĩ phiền não trong đầu. Mặc dù hắn là một người xuyên không nhưng bản thân cũng hiểu rõ, đây là thế giới lấy thực lực làm chủ, chỉ cần có thực lực thực sự lớn mạnh thì tự nhiên tất cả mọi phiền phức có đến cũng chẳng phải là việc gì nghiêm trọng lắm nữa. Bây giờ thực lực của hắn đang ở thời kỳ đỉnh cao của tầng đỉnh lực cảnh, nếu muốn đột phá thì nhất định phải tu luyện theo công pháp của võ giả tầng 6. Mà những giáo viên bình thường thì không có tư cách xem công pháp tầng 6 của trường, chỉ có một cách đó là xin phép trưởng lão. Sau khi được sự cho phép của hắn ta thì mới có thể sao chép ra một bản. Lần trước kiểm tra, hắn chỉ mới là võ giả tầng 3, nếu như lúc này đi đến tìm trưởng lão xin mượn công pháp tầng 6. Chắc chắn sẽ bị người ta xem như chuột bạch lấy ra nghiên cứu, phiền phức vô cùng. Hơn nữa cho dù có nhận được sự đồng ý của đối phương, sao chép ra một bản, cũng không có cách nào để tu luyện hết. Từ những bản công pháp lúc trước của Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, hắn có thể biết được, bộ công pháp này còn rất nhiều khuyết điểm. Nếu như không có nhiều công pháp khác để so sánh, tìm ra phương pháp chính xác để tu luyện, dù có tu luyện không ngừng thì cũng chỉ lãng phí thời gian. Tu luyện mấy năm cũng chẳng đạt được hiệu quả gì. Với hắn mà nói, việc cấp bách bây giờ là tìm được một số lượng lớn sách công pháp dành cho võ giả tầng 6, sau đó so sánh chúng với nhau để tìm ra được cách tu luyện chính xác nhất. Nghe nói ở thành Thiên Huyền có rất nhiều mối làm ăn mua bán, trong đó cũng có nhiều người bán sách luyện võ. Nếu như đến đó có thể mua được mấy quyển công pháp tầng 6, như vậy có thể giải quyết được không ít vấn đề. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Trường Hồng Thiên cũng ở thành Thiên Huyền, nơi này phố xá sầm uất, có đủ loại giao dịch mua bán từ lớn đến nhỏ, công pháp tầng 6 mặc dù hiếm nhưng cũng có không ít chỗ bày bán. Đối với hắn mà nói, thật ra cũng không cần phải mua làm gì, chỉ cần nghĩ cách để xem được nhiều quyển công pháp, như vậy cũng giống với việc có được bí tịch rồi. Đã có Thiên Đạo Đồ Thư Quán rồi thì dù những quyển sách cổ đó có quý hiếm cỡ nào đi nữa, hắn cũng không quan tâm. Cái hắn muốn chính là số lượng. Có càng nhiều sách thì càng dễ dàng nhận biết được sai lầm trong đó, và càng có thể thuận lợi tự hình thành cuốn thiên đạo thần công mà tu luyện. Cũng còn sớm, hay là mình đi dạo thêm mấy vòng, không chừng có thể kiếm được mấy quyển công pháp. Nghĩ đến đây, Trương Huyền không do dự nữa mà lập tức đứng dậy. Hiện tại trời mới vừa tối, cuộc sống ban đêm chỉ vừa mới bắt đầu, dù sao bây giờ hắn cũng đang rảnh rỗi, chẳng thà đến Thương Thành 2, xem thử, không chừng có thể kiếm được vài món đồ hữu dụng. 3. Thương Thành Thiên Vũ là chợ mua bán lớn nhất ở thành Thiên Huyền, nghe nói chỉ cần có tiền thì muốn mua bất cứ thứ gì ở đó cũng được. Đi vào trong đó, nhìn thấy nhiều sản phẩm phong phú, đầy màu sắc, Trương Huyền cảm thấy hơi hoa mắt. Chủ nhân thân thể này lúc trước chỉ là một lão sư bình thường, tiền lương thấp, đãi ngộ cũng kém. Vì vậy chưa bao giờ đến những nơi xa hoa giống như vậy. Nên có không ít thứ, mặc dù hắn nhìn thấy nhưng không thể nhận ra được đó là cái gì. Trong Thương Thành có không ít những sạp hàng nhỏ, mỗi sạp đều có chủ quán riêng, bán đủ loại vật phẩm khác nhau. Binh khí, đan dược, dược liệu, áo giáp, gia thú, đan dược cho sủng vật. Những thứ cần thiết cho việc tu luyện, đa số đều có ở chỗ này. Nhưng số lượng cũng có quá nhiều, muốn xác định cái nào tốt cái nào xấu cũng rất khó. Mình không nhận ra nhưng chắc là Thiên Đạo Đồ Thư Quán có thể nhận ra nhỉ. Vừa nghĩ như vậy. Trương Huyền liền đi đến quầy hàng trước mặt. Công tử, ngài muốn mua cái gì? Chỗ của ta cái gì cũng có, bảo đảm sẽ làm ngài hài lòng. Chủ quán thấy có khách đến liền vội vã đón tiếp. Để ta xem thử. Trương Huyền cười, cầm đại một vật phẩm trên bàn lên xem. Đây là một cái lục lạc không lớn lắm. Cái chuông lục lạc này là do một luyện khí sư chuyên nghiệp luyện chế ra, công dụng rất lớn, chỉ tốn 50 đồng tiền vàng thôi. Chỗ ta buôn bán. Giá cả vừa phải, già trẻ lớn bé, chưa lừa gạt ai bao giờ. Nếu công tử thích, ta có thể bớt giá cho ngài. Còn 20 đồng tiền vàng thôi. Chủ quán nói.
Trương Huyền không trả lời mà là cầm lục lạc trên tay, xoay một vòng để xem cho kỹ. Rầm. Thư viện nhẹ nhàng chấn động, một quyển sách liền xuất hiện. Lục lạc thoa âm, có thể phát ra âm thanh mê hoặc người khác, có hiệu quả với võ giả tầng 1. Lục lạc này do một thợ thủ công ở phường Thanh Vân chế tạo, thành phần bao gồm sắt vàng đen. Khuyết điểm, 1. Âm thanh này phát ra với tốc độ rất chậm, nếu muốn mê hoặc người khác thì phải chờ một khoảng thời gian ít nhất là một nén nhang, khi chiến đấu cũng không có hiệu quả. 2. Cũng giống với đối chiến trực tiếp, ngay cả bản thân người sử dụng cũng sẽ bị tổn thương. Quả nhiên là có thể. Trương Huyền cười một tiếng. Xem ra cho dù hắn không biết những vật này thì cũng chẳng sao, chỉ cần cầm nó lên là thư viện đã có thể hình thành được quyển sách chi tiết về nó trong đầu rồi. Trong quyển sách đó không chỉ có thể ghi rõ nguồn gốc, thành phần mà nó còn có thể nêu ra được các khuyết điểm của vật phẩm đó. Do đó chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết được vật đó có giá trị hay không. Vừa rồi tay chủ quán nói cái này có giá 20 đồng tiền vàng, người không biết có lẽ thực sự sẽ bỏ tiền ra để mua. Cũng may nhờ có Thiên Đạo Đồ thư quán, chỉ cần liếc sơ qua nội dung trong sách là hắn đã có thể xác định được, cái thứ đồ chơi này thậm chí còn chưa đến 2 đồng tiền vàng. Còn bầy đặt bảo do luyện khí sư luyện ra, Thanh Vân Phường chính là nơi chuyên chế tạo ra hàng giả thì có. Ở đó thợ thủ công chính là những người kém cỏi nhất. Họ là những người chuyên chế tạo vật phẩm và các đồ thủ công mỹ nghệ, thông thường thợ thủ công cũng được chia thành nhiều loại, những người thợ sở hữu một vạch là kém nhất, còn 9 vạch là cao nhất. Mà đồ do thợ thủ công một vạch tạo ra thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Có thư viện ở đây, mình cũng chẳng còn phải lo lắng sẽ mua nhầm hàng giả. Trương Huyền mỉm cười. Xem ra thế giới này cũng giống với kiếp trước của mình thôi, có hàng thật, cũng có hàng giả. Với năng lực phân biệt trước kia của hắn, thật sự thì chẳng thể nào nhận biết được vật nào là thật, vật nào là giả, cũng may nhờ có Thiên Đạo Đồ thư quán trong tay, như vậy cũng không cần lo lắng gì nhiều nữa rồi. Nhưng điều kiện đầu tiên để thư viện có thể hình thành được quyển sách tương tự thì buộc hắn phải chạm vào vật phẩm đó. Mà toàn bộ cửa hàng này, vật phẩm lớn nhỏ gì cũng có, chỉ tính mấy cái lẻ thôi số lượng đã không dưới mấy ngàn vạn. Nếu cái nào cũng đến chạm một cái thì chắc hẳn hắn sẽ mệt chết mất. Hơn nữa nếu tùy tiện xem đại một hai cái thì còn được, sẽ không làm người khác chú ý. Chứ nếu cứ cầm hết vật này đến vật kia như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc mà bị người ta đánh đuổi ra ngoài rồi. Không chừng còn bị chửi là kẻ điên. Một sát khí, ý nghĩ giết người. Hai thương thành, nơi mua bán, trao đổi hàng hóa. Ba hữu dụng, có ích. Chương 39, mẫu Hàn Dương Thảo. Đúng rồi, ở chỗ ngươi có Hàn Dương Thảo không? Trương Huyền lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ lung tung trong đầu, cất tiếng hỏi ông chủ quầy. Quầy hàng này không chỉ bán đồ vật mà còn có một số dược liệu. Sau khi xem hết số sách ở tàng thư các, hắn đã biết cách giải quyết vấn đề của Triệu Nhã. Đối với cơ thể thuần âm thì nên tu luyện những công pháp trung tính, ôn hòa. Như vậy mới có thể giải quyết hết những khí âm đang tích tụ trong cơ thể. Nhưng Triệu Nhã đã tu luyện công pháp thuần âm từ lâu, kinh mạch bên trong cơ thể nàng ta đã sớm thích nghi với công pháp này. Nếu đột nhiên sửa đổi, không khéo còn khiến cơ thể bị trọng thương và giảm rất nhiều tu vi. Do đó để phòng ngừa kết quả xấu này, hắn muốn chuẩn bị trước một vài thứ. Một trong số đó, chính là loại dược liệu có tác dụng làm ấm kinh mạch. Hàn Dương Thảo mặc dù sinh trưởng ở những nơi lạnh lẽo nhưng nó lại rất yêu thích ánh nắng. Chính vì vậy bên trong nó có chứa rất nhiều linh khí, nóng lạnh xung đột lẫn nhau, âm dương dung hòa. Đây chính là dược liệu tốt nhất để dưỡng ấm kinh mạch của Triệu Nhã. Nhân dịp đến cửa hàng, hắn cũng muốn hỏi thử xem ở đây có loại liệu đó không. Hàn Dương Thảo, ngươi thật sự là rất may mắn đó, không phải ta nói khoác đâu nhé. Ta đảm bảo với ngươi, toàn bộ thương thành Thiên Vũ này ngoại trừ cửa hàng của ta thì không có nơi nào khác có Hàn Dương Thảo đâu. Ngay cả ta có được cũng là nhờ vài hôm trước đi đến rừng rậm Thiên Huyền, hái ở một chỗ rất nguy hiểm đấy. Ta có tất cả 10 cây, 100 đồng tiền vàng một cây, ngươi muốn mua mấy cây vậy? Chủ quầy cười giả là một tiếng, xoay người lấy ra một cái dương, mở ra cho Trương Huyền xem. Bên trong dương có vài cây thực vật rất tươi, cũng rất đẹp. Rễ cây màu đỏ. Lá cây tươi mát, hoa trắng như tuyết. Để ta xem thử trước đã. Trương Huyền chỉ mới biết đến Hàn Dương Thảo thông qua sách cổ trong tàng thư các, còn trên thực tế nó như thế nào thì hắn thật sự không biết. Vì vậy hắn nhanh chóng lấy một cây, cầm trên tay. Bùm! Thư viện chấn động, một quyển sách xuất hiện. Hàn Dương Thảo,
hái được trong một hang động không tên cách đây 200 km ở rừng rậm Thiên Huyền, được 2 năm tuổi. Khuyết điểm. Trên sách viết tên dược liệu, nơi hái được cùng với rất nhiều khuyết điểm. Thật sự là Hàn Dương Thảo, vậy là cái tên này không có gạt mình. Thấy bên trên sách ghi tên Hàn Dương Thảo, Trương Huyền liền biết đối phương không lừa hắn, đây đúng là dược liệu mà hắn cần. Trương Huyền gật đầu nhẹ, đang tính trả giá để mua thì đột nhiên hắn nhìn thấy một cây Hàn Dương Thảo khác, có chút héo úa, nằm cuối cùng trong cái dương ban nãy. Cây Hàn Dương Thảo kia nhìn có chút khô héo, hay là bởi vì cách hái của ngươi không đúng nên đã làm nó chết rồi. Mỗi dược liệu đều có một cách hái riêng, nếu hái sai cách sẽ làm công hiệu của dược liệu đó giảm đi đáng kể, giá cả cũng sẽ phải giảm bớt đi rất nhiều. Cây Hàn Dương Thảo này vừa nhỏ vừa khô héo, không giống với những cây đã trưởng thành. Hơn nữa màu sắc của nó cũng không được tươi sáng lắm, nhìn có vẻ héo úa, giống như sắp bị khô rồi vậy. Vị công tử này, xin ngài đừng nói giỡn như vậy, ta nhờ vào mấy cái này để kiếm ăn đấy, làm sao có thể hái sai được. Riêng có cây dược liệu đó, lúc ta hái thì nó đã không được tươi cho lắm rồi. Nếu như ngài muốn, vậy thôi ta lấy ngài nửa giá, 50 đồng tiền vàng thôi được chưa? Chủ quán nói. Ừm. Trương Huyền cầm cây Hàn Dương Thảo khô héo đó lên. Bùm. Mẫu Hàn Dương Thảo, là tổ tiên đầu tiên của Hàn Dương Thảo, hái được ở trong một hang động không tên cách đây 200 km ở rừng rậm Thiên Huyền, đã 15 năm tuổi. Trên sách viết đầy đủ tên và các chi tiết khác về cây cỏ này. Mẫu Hàn Dương Thảo. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Thứ này hắn từng được thấy qua trên sách cổ. Nó vô cùng quý giá, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. So với Hàn Dương Thảo, nếu dùng thứ này làm thuốc sẽ có hiệu quả hơn gấp 10 lần. Thật không ngờ tùy tiện mua Hàn Dương Thảo lại có thể gặp được thứ này. Hơn nữa còn là 15 năm tuổi, chỉ riêng loại này thôi đã có giá trị không nhỏ rồi. Để việc đổi công pháp cho Triệu Nhã được diễn ra thuận lợi, nếu như dùng Hàn Dương Thảo thông thường để làm ấm kinh mạch, sau đó hắn vẫn còn phải tốn thêm rất nhiều loại dược liệu khác nữa để có thể duy trì trạng thái đó. Nhưng với mẫu Hàn Dương Thảo này thì hắn có thể dễ dàng giải quyết hết vấn đề mà không cần phải tốn công sức làm thêm bất cứ điều gì nữa. Đây chính là dược liệu thích hợp nhất dành cho Triệu Nhã, không thứ gì khác có thể sánh bằng. Được rồi, gói cây này lại cho ta đi. Tuy trong lòng rất hào hứng nhưng ngoài mặt Trương Huyền vẫn không tỏ vẻ gì khác thường cả, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt đưa cái cây khô héo kia cho chủ quầy. Nếu như để chủ quán biết được đây là mẫu Hàn Dương Thảo chứ không phải là một cây cỏ héo úa thì chắc chắn hắn ta sẽ lập tức tăng giá lên gấp 10 lần, hơn nữa dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, đã từng là một thanh niên vốn có, và được sống trong một thế giới hiện đại và văn minh. Hắn hiểu được, mua được đồ hiếm mà rẻ, nhất định sẽ không bị lỗ. 50 đồng tiền vàng. Chủ quán nhìn người thanh niên ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ trước mặt. Cứ tưởng hắn sẽ bỏ ra một số tiền rất lớn để mua vài cây Hàn Dương Thảo, ai dè đứng xem một hồi lại chỉ mua có một cái cây khô héo. Sau khi gói ghém xong cây Hàn Dương Thảo kia, ông chủ quầy nhếch miệng, tiện tay đưa cho Trương Huyền, thái độ cũng chẳng còn nhiệt tình như lúc ban đầu. Bán đồ cũng phải biết nhìn người, vị trước mặt đây ngay cả mua dược liệu cũng không mua được loại tốt, khẳng định là một tên nghèo kiết xác rồi nên có nói nhiều với hắn cũng vô ích, chỉ tốn thời gian mà thôi. Được. Cầm lấy dược liệu, Trương Huyền sờ tay lên túi, mặt hắn bỗng nhiên biến sắc. Hắn trở nên lúng túng. Vừa rồi chỉ lo mải mê nghĩ đến chuyện về thư viện mà quên mất phụ tiền bạc. Chủ nhân thân thể này lúc trước vốn là một giáo viên cấp thấp nên tiền lương cũng rất thấp. Đã vậy còn vì kiểm tra giáo viên được không điểm nên bị trừ thêm rất nhiều tiền lương. Nói thật, hiện tại ngay cả 10 đồng tiền vàng hắn còn không có chứ đừng nói chi đến 50 đồng tiền vàng. Sao vậy? Thấy sắc mặt Trương Huyền khác thường, chủ quán liền hỏi. Khụ, người có thể bán cho ta với giá 8 đồng tiền vàng không? Trương Huyền móc trong túi ra 8 đồng tiền lẻ. 8 đồng, người nằm mơ à, không mang tiền còn bày đặt đi mua đồ làm gì? Nhìn thấy Trương Huyền móc ra mấy đồng xu lẻ, chủ quán tức giận đến nỗi suýt ngã xuống đất. Đã gặp qua người keo kiệt nhưng chưa từng thấy ai keo kiệt như hắn. Chỉ có 8 đồng tiền vàng mà muốn mua Hàn Dương Thảo sao? Bộ ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Dù cái cây này có khô héo cỡ nào đi nữa cũng không thể bán cho ngươi đâu. Lấy lại dược liệu, chủ quán bực bội phất tay. Không có tiền thì đi đi, ta không rảnh đứng đây nghe ngươi nói nhảm. Khụ, ta quên mang tiền thôi, nhưng mà ngươi chắc chắn là không muốn bán cho ta chứ. Thấy bộ dạng bất mãn của đối phương, Trương Huyền liền lắc đầu. Tất nhiên,
cây hàn dương thảo này mặc dù không được tươi tốt cho lắm nhưng nhất định vẫn còn công hiệu. Dù chênh lệch có nhiều đến đâu đi nữa thì ít nhất ta cũng có thể bán ra được với giá là 30 đến 40 đồng tiền vàng. Ngươi thì hay rồi, đòi mua với giá 8 đồng. Đừng đùa nữa, mau cút đi, nếu không ta gọi đội chấp pháp đến bắt ngươi bây giờ. Chủ quán cảm thấy tức giận vô cùng, hắn ta đã nói đến mức này rồi mà cái tên khó ưa kia vẫn chưa chịu đi mà còn đứng đây nói nhảm. Vì thế hắn ta vội vã phất tay áo xua đuổi Trương Huyền đi. Ở những chợ mua bán lớn thế này, để phòng ngừa những trường hợp ép mua, ép bán hoặc có người quấy rối, thường có một đội chấp pháp, chuyên môn tuần tra và xử lý những người đến đây kiếm chuyện. Chỉ cần hô lớn một tiếng thì họ sẽ tới, dù cho đó là cường giả tầng 5 đỉnh lực cảnh cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa, đối đầu với đội chấp pháp cũng chính là đối đầu với cả thương thành. Vì vậy người bình thường không ai có đủ can đảm để đi kiếm chuyện ở đây cả. Chủ quán thấy Trương Huyền không có tiền mà lại không chịu đi, cho rằng hắn đang quấy rối nên mở miệng nói thẳng. Không cần gọi đội chấp pháp đâu, ta thật sự muốn mua mà. Trương Huyền ngắt lời hắn, vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù ta không có tiền nhưng cũng không có ý định đến đây để kiếm chuyện với ngươi. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta mở miệng, một lát sau ngươi không chỉ muốn bán cho ta mà thậm chí còn muốn tặng miễn phí nữa đó. Tặng miễn phí, ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Không nghĩ đến cái tên đáng ghét kia đã không có tiền rồi mà còn dám nói ra những lời này, chủ quán giận đến nỗi phá lên cười thành tiếng, nhìn thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt nhìn một thằng ngốc. Nếu như một lát sau ta thật sự tặng miễn phí cho ngươi thứ này, ta nhất định sẽ gọi ngươi một tiếng ra ra. Theo hắn ta thấy, tiểu tử này chắc là bị điên rồi, riêng việc đi mua đồ không mang theo tiền còn chưa nói, đã vậy còn nghĩ rằng hắn ta sẽ tặng hắn miễn phí. Hắn ta đâu có điên, làm sao lại tặng miễn phí cho hắn được cơ chứ? Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Kêu ta một tiếng ra ra sao? Cái này thì không cần đâu. Trương Huyền lắc đầu, cười khanh khách nhìn về phía đối phương. Ta nói ngươi sẽ tặng miễn phí thì chắc chắn là ngươi sẽ tặng miễn phí mà, không tin. Đi hai bước, khụ khụ, đánh ra một quyền thử xem. Chương 40, đại sư đến rồi. Đánh một quyền. Chủ quầy khó hiểu hỏi, hắn không biết thiếu niên này đang muốn làm gì. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu. Ngươi giỡn mặt với ta hả? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trương Huyền, chủ quầy tức giận, giơ tay đánh về phía hắn. Từng gặp nhiều người điên nhưng chưa từng thấy ai điên kiểu như vậy, còn bảo hắn ta đánh một quyền. Được thôi. Có tin ta đây sẽ đánh chết ngươi không chứ? Chủ quầy vừa ra tay đã dùng hết sức lực toàn thân, tiếng gió thét gào giúp Trương Huyền nhận biết được tu vi của hắn ta, võ giả tầng 3, giai đoạn đầu của chân khí cảnh. Không tệ. Trương Huyền cười nhẹ, thân thể khẽ cử động, dễ dàng tránh khỏi cú đánh ban nãy. Hắn đã đạt tới thời kỳ đỉnh cao của võ giả tầng 5 đỉnh lực cảnh thế nên võ giả ở giai đoạn đầu tầng 3 không thể đánh hắn bị thương được. Hả? Cứ tưởng rằng thiếu niên này chỉ là một tên quấy rối, không có tu vi nhưng khi thấy hắn nhẹ nhàng tránh được công kích của mình, chủ quán liền biết được tu vi của đối phương còn cao hơn cả hắn ta. Chủ quán lập tức ngừng lại nhìn Trương Huyền với ánh mắt khó hiểu. Một người có tu vi cao hơn võ giả tầng 3, chắc chắn không phải là hạng người nghèo nàn đến nỗi chỉ có 8 đồng tiền vàng để mua đồ. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi là người ở thị trấn Hạ Bình đúng không? Thấy đối phương đã ra tay. Trương Huyền mỉm cười vì đạt được ý nguyện, sau khi xem sách từ Thiên Đạo Thư Đồ Quán, hắn nhẹ nhàng hỏi. Ngươi, sao ngươi lại biết? Chủ quầy sững sờ. Thị trấn Hà Bình là một thị trấn nằm ở ngoại ô thành Thiên Huyền, diện tích không lớn, chỉ thuộc cấp bậc thị trấn. Cả thành chỉ có chừng 80 đến 100 người sống ở đó. Vậy mà cái tên này lại có thể dễ dàng nói ra quê quán của hắn như vậy, khiến hắn rất kinh ngạc, cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chủ quầy nhịn không được cúi đầu nhìn lại bản thân mình. Trên người hắn cũng đâu có điểm gì đặc biệt để nhận ra điều đó đâu chứ. Đừng quan tâm đến việc tại sao ta biết được. Trương Huyền ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn đối phương. Nửa năm trước trong rừng rậm Thiên Huyền, người đã từng trải qua một lần gặp nguy hiểm, bị rắn lãnh trúc cắn bị thương. Mặc dù lúc đó chạy thoát, giữ được tính mạng nhưng ngươi lại bị tổn thương nghiêm trọng, nếu như ta không nhìn lầm. Vào thời điểm kia, ngươi thường gặp khó khăn trong việc thể hiện sự mạnh mẽ của người đàn ông, có đúng không? Ngươi, chủ quầy lui về sau hai bước, trừng mắt lớn đến nỗi như muốn rơi cả tròng mắt xuống đất. Nửa năm trước, đúng là hắn ta đã bị rắn lãnh trúc cắn bị thương. Từ đó về sau, những gì hắn nói đều rất đúng.
nhưng chuyện này ngoại trừ hắn ta và cô nương Thanh Lâu kia ra, chắc chắn không có ai biết được, vậy tại sao thiếu niên này lại biết chứ? Chẳng lẽ hắn ta là thầy tướng số, biết đoán trước tương lai sao? Chủ quầy nghi ngờ nhìn Trương Huyền. Sao vậy, ta nói không đúng sao? Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, Trương Huyền biết chắc rằng Thiên Đạo Thư Đồ Quán không bao giờ có sai lầm, vì thế giả vờ thương tiếc nói. Nếu ngươi cảm thấy ta nói không đúng, vậy dược liệu đó ta không cần nữa, hiện tại ta cũng sẽ rời đi ngay lập tức, thế nhưng... ngươi đã tự mình đánh mất cơ hội tốt nhất để chữa trị rồi. Ôi chao, về sau không thể làm đàn ông được nữa, cũng đừng trách sao ta không nhắc nhở. Ta, công tử khoan đi đã. Nghe đối phương nói có cách chữa khỏi, chủ quầy kinh ngạc vô cùng, vội vàng tiến lên phía trước một bước. Cậu, thật sự có thể chữa khỏi cho ta sao? Đối với một người đàn ông, trên đời chẳng có chuyện gì thảm bằng chuyện mất đi khả năng làm đàn ông. Mấy ngày nay mỗi lần bạn bè gọi hắn ta đi ra ngoài, hắn ta đều không dám nhận lời, bởi vì sợ bọn họ biết được chuyện đó. Hắn ta luôn phải chịu đựng sự lo lắng và bất an, mặc dù đã từng đi khám với rất nhiều thầy thuốc nhưng kết quả nhận được chỉ có duy nhất một câu, đó là không trị liệu được, biện pháp duy nhất chính là cắt bỏ. Không nghĩ tới việc gặp được một người tới mua đồ, chỉ nhìn sơ qua là có thể dễ dàng nói ra bệnh của mình, lại còn nói biết cách trị liệu nữa chứ. Việc này khiến hắn ta có chút khó tin. Ngươi có thể tin, cũng có thể không tin, tùy ngươi thôi, ta sẽ không ép buộc ngươi. Nhưng mà nếu ta đã có thể nhìn ra được bệnh của ngươi thì khẳng định ta cũng có biện pháp để trị bệnh. Trương Huyền nói, mong công tử có thể chữa trị giúp ta, chỉ cần có thể chữa khỏi. Đừng nói là một cây hàn dương thảo. Dù công tử có muốn lấy đi hết tất cả các dược liệu này cũng chẳng sao. Chủ quầy vội vã nhìn Trương Huyền khẩn cầu. Thế giới này có rất nhiều người kỳ lạ cũng có rất nhiều người tài, đối phương nói không sai, nếu hắn đã có thể nhìn ra được vấn đề, vậy khẳng định hắn cũng đã có cách trị liệu. Hơn nữa, dù chỉ có một chút xíu hy vọng, hắn ta cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì chuyện này có quan hệ đến hạnh phúc về sau của hắn. Người đã bị rắn lãnh trúc cắn trúng rồi. Loài rắn này trời sinh có tính hàn rất cao. Nếu bị nó cắn trúng, khí lạnh trong cơ thể nó sẽ xâm nhập vào trong cơ thể người bị cắn, dù dùng bất cứ dược liệu gì cũng không thể loại bỏ hết được, khiến cho năng lực của người đó dần biến mất. Ngay cả những luyện đan sư cũng hết cách. Nhưng có một điểm kỳ lạ, đó là mặc dù toàn thân con rắn này đều lạnh lẽo nhưng mật rắn lại cực kỳ nóng. Do đó ngươi chỉ cần tìm một con rắn lãnh trúc, giết chết rồi lột ra nó, lấy mật rắn nuốt vào. Như vậy sẽ có thể loại bỏ được toàn bộ khí lạnh trong cơ thể, phục hồi chức năng của thận. Chỉ cần làm đúng như vậy là hắn đã có thể trở lại làm một người đàn ông, mạnh mẽ như ngày xưa được rồi. Trương Huyền nói, mặc dù thuốc giải cho độc rắn lãnh trúc có rất nhiều thế nhưng giải dược tốt nhất lại nằm ngay trên người nó. Mật rắn có thể giúp tiêu trừ sạch sẽ khí lạnh trong cơ thể. Cách giải độc này được ghi lại rất chi tiết trong một quyển sách ở tàng thư các của trường Hồng Thiên. Vừa nghĩ đến rắn lãnh trúc thì tin tức này lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Cũng bởi vì như vậy nên hắn mới nhắc đến rắn lãnh trúc, còn bằng không thì hắn đã nói cái khác từ lâu rồi, Thiên Đạo Đồ Thư Quán có thể cho biết rất nhiều khuyết điểm của hắn ta, hắn chỉ cần tùy tiện nói đại một cái là được rồi, cần gì phải nói về rắn lãnh trúc. Ăn mật rắn lãnh trúc? Chủ quầy hơi nghi ngờ hỏi. Chỉ đơn giản như vậy thôi hả? Nếu thật sự là như vậy... tại sao hắn đã từng tìm rất nhiều thầy thuốc nhưng lại không có ai nói ra biện pháp này? Ở Thương Thành này chắc cũng có bán rắn lãnh trúc đó. Nếu không tin ngươi có thể mua một con về thử, đợi có kết quả rồi ta mới rời đi, thế nào? Trương Huyền nói, Thương Thành Thiên Vũ này không chỉ có bán vô số dược liệu và đồ vật quý hiếm mà còn có bán rất nhiều loại man thú và động vật. Rắn lãnh trúc là một loại man thú cấp thấp. Mặc dù người nó mang kịch độc nhưng lại có thể dùng làm thuốc thế nên vẫn có người bán. Vậy được, ngươi chờ ta một lát. Chủ quầy do dự một lát rồi xoay người rời đi. Không lâu sau, hắn ta cầm một chiếc lồng trở về, bên trong là một con rắn lãnh trúc đang nằm cuộn mình. Là một võ giả chân khí cảnh, lại sớm có chuẩn bị nên đối với chủ quầy, việc giết một con rắn lãnh trúc là không có gì khó khăn cả. Chỉ một lát, hắn ta đã lấy mật rắn ra, không do dự liền nuốt luôn. Hả? Lát sau, ánh mắt chủ quầy sáng lên. Cái này có hiệu quả hay không, bây giờ hắn ta hiểu rất rõ. Cảm ơn công tử đã giúp đỡ, tất cả cây hàn dương thảo này ta xin tặng hết cho cậu. Chủ quầy vui mừng đến nỗi hai mắt đều sáng lên, suýt chút nữa là quỳ xuống để tạ ơn luôn rồi.
Chuyện này đã trở thành tâm bệnh của hắn ta từ rất lâu, có một khoảng thời gian rất dài thậm chí hắn ta còn không muốn sống nữa. Mấy năm nay hắn ta cũng đã để dành khá nhiều tiền để chữa bệnh. Thế nhưng có nằm mơ cũng không thể ngờ được, bệnh đã được trị khỏi một cách dễ dàng như vậy. Ta đã từng nói ngươi chắc chắn sẽ tặng cho ta mà, vậy là ta không có gạt ngươi nhé. Thấy đối phương tặng đồ, Trương Huyền cũng không khách sáo, hắn nhanh nhẹn cầm cái dương đựng hàn dương thảo. Tri thức cũng là tiền, hắn giúp đối phương chữa khỏi bệnh, thu một ít quà cũng là điều hiển nhiên thôi. Công tử nói đúng, là ta có mắt mà không biết nhìn người. Xin công tử thứ lỗi. Chủ quầy vào đầu, vẻ mặt hối hận nói. Mới vừa nãy hắn ta còn mạnh miệng thề thật lớn rằng nếu như hắn ta tặng hàn dương thảo này cho đối phương thì sẽ gọi hắn ta một tiếng ra ra. Thật không ngờ đối phương lại có thể làm được. Không có gì. Trương Huyền phất tay, trong lúc hắn xoay người tính rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một đám người đang gấp gáp chạy về phía trước, ai nấy cũng kích động đến nỗi đỏ mặt. Nhanh lên, Mạc Dương Đại Sư đến rồi. Nếu được Mạc Dương Đại Sư chỉ điểm thì đó chính là niềm vinh dự lớn nhất của ta rồi. Lần này nhất định không thể bỏ qua được. Nếu lần này Mạc Dương Đại Sư có thể giúp ta xem xét bảo vật, dù vật đó có giá bao nhiêu, ta cũng sẽ mua hết. Đúng đó, lần trước lãng phí cơ hội, thật đáng tiếc. Đám người vừa rầm rập chạy vừa xôn xao bàn tán. Đó là gì thế? Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của đám người kia, giống như là sắp gặp được thần tượng vậy, Trương Huyền khó hiểu hỏi chủ quầy. Là Mạc Dương Đại Sư đến rồi. Chủ quầy cũng vui vẻ hô, ánh mắt tỏa sáng nhìn theo đám người kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 40.